quỷ dị khôi phục ta có thể biến thân đại yêu tập 3, quỷ khí tăng vọt, thẻ hóa yêu ba sao chúc các bạn xem video vui vẻ, sáng sớm ngày mai sẽ có kết quả, giang thần gật gật đầu, đáy lòng chờ mong, làm xong tất cả những thứ này, hắn nghiêng đầu nhìn thấy ánh mắt khớp sợ của mấy người, thậm chí còn hít khí lạnh liên tục, trong miệng suýt nữa thì thốt lên một câu kinh khủng quá, giang thần vốn còn có chút tự đắc, nhưng chợt hắn phát hiện, sau khi mình nhìn qua, ánh mắt mấy người đều có chút né tránh, chuyện gì xảy ra, mình cứu bọn họ cũng không đến mức phải sợ mình chứ hắn ho khan một tiếng đi về phía trước một bước chỉ thấy mấy người đồng loạt lui về phía sau ngay cả tôn tỷ bị thương nặng nhất ngã trên mặt đất không thể bò dậy nổi cũng lan về phía sau giang thần mặc dù tất cả mọi người đều là kỳ nhân nhưng thủ đoạn của giang thần lại cực kỳ tàn nhẫn giống như những kỳ nhân là thợ mổ lợn người khác đều là một nhát dao giết chết xong việc giang thần lại thích vừa cười điên cuồng vừa cầm hai thanh dao đuổi theo sau lưng con lợn chém tới đâu chảy máu tới đó hơn nữa hắn con lợn giết xong hoàn toàn không còn hình dạng của con lợn chỉ còn một bãi thịt mơ hồ còn có thể suy đoán ra được là thịt gì thợ giết lợn như vậy đồng nghiệp cũng chỉ cảm thấy kinh khủng ha ha mọi người đừng sợ hãi bình thường ta xử lý sự kiện linh dị không phải như vậy giang thần thấy mấy người mới từ trong nỗi sợ hãi của bán bộ lệ quỷ sống sót cũng không tiếp tục hù dọa bọn hắn mà là an ủi một câu nghe vậy sắc mặt tôn tỷ và trương sách hơi hòa hoãn một chút nhưng dương thiền há miệng muốn nói lại thôi nàng nghĩ đến quỷ chạy bộ bị lừa què quỷ bảo vệ được an bài rõ ràng cùng với nữ quỷ trong người kép dê thiếu chút nữa bị bức điên đúng vậy người mẹ nó bình thường so với cái này còn ác hơn khóe miệng trần tuyết có quắp hai cái nàng còn nhớ rõ sau khi bị kéo vào phòng quỷ hủy dung phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh hãi kia đến bây giờ nàng còn nhớ còn có với quỷ gương một đường bị truy sát xuống lầu bị giang thần yêu cầu xem nội tạng lưu khai còn ở phía dưới tôn tỷ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó trường sách cũng trở nên lo lắng giang thần gật đầu đi hắn cũng không lo lắng cho lưu khai mà là sợ mã hồng giết người xong liền bỏ chạy bất quá chờ mấy người chạy xuống lầu một màn trước mắt làm cho hắn cũng có chút kinh ngạc lưu khai cư nhiên còn sống nửa quỳ trên mặt đất thanh đao trong tay cắm vào xi măng bên cạnh nằm một cánh tay cụt thô to hư thối biến thành màu đen đây là hiện tượng thi thể bị quỷ nhập thân mới có thể sinh ra đây là cánh tay của mã hồng mắt sang thần lộ vẻ ngoài ý muốn đánh giá nam từ trung niên này từ tràng diện đối phương giao thủ với mã hồng lúc trước mà xem hắn hẳn chỉ là cấp đi thực lực cùng mã hồng đã là bán bộ lệ quỷ này có tranh lệch rất lớn dựa theo giang thần suy nghĩ sau khi bọn họ xuống cho dù lưu khai không chết cũng bị đánh cho nửa tàn không nghĩ tới chiến cuộc lại hoàn toàn tương phản mã hồng để lại một cánh tay quỷ bị bức lui lão đại lưu ca hai người vội vàng xông lên lưu khai cúi đầu có chức cố sức xoay qua sau khi nhìn thấy mấy người hoàn hảo không tổn hao gì cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc triệt hắn nghĩ tới cái gì thấp hô đừng tới đây Lúc này tay phải hắn chống đao, trên tay trái đã vô lực buông xuống có một cái miệng máu sâu có thể thấy cả xương, cơ hồ đem toàn bộ cánh tay chưa làm hai nửa, máu đỏ sẫm chảy đầy đất, chỉ Lưu Khai mới biết được bây giờ trạng thái của hắn có bao nhiêu hỏng bét, không riêng gì vấn đề mất máu quá nhiều, một đao cuối cùng vừa rồi hắn mượn xương khí của mình vung ra một đao, không chỉ hao tổn chân khí mà còn hao tổn cả thọ nguyên, tuy rằng thành công chặt xuống một cái tay của Mã Hồng, tạm thời bức lui nó, nhưng Lưu Khai có thể cảm giác được đối phương âm hiểm, độc ác chắc chắn không hoàn toàn rút đi, nói không chừng giờ phút này vẫn đang nhìn trộm ở trong bóng tối, chỉ cần mình lộ ra một tia suy yếu, nó sẽ lập tức lao ra, dùng thủ đoạn ác độc nhất giết chết mình. Lưu Ca, chuyện gì xảy ra vậy? Tôn Tỷ nghe vậy liền đưa tay ngăn lại Trương Sách, không tùy tiện tiếp cận. Trong sự kiện linh dị, bất kỳ hành vi lơ là nào cũng có thể rơi vào gian kế của ác quỷ. Nếu Lưu Khai bảo bọn họ đừng qua, chắn chắn có đạo lý của mình. Lưu Khai không nói gì, tay nhờ trọng lượng của điện thoại di động, bàn tay phải của hắn bị gãy đến mức lật ngược miệng vết thương lộ ra thịt trắng máu tươi chảy ra trông cực kỳ kinh khủng hắn gian nan huy động ngón tay đang đánh chữ tôn tỷ và trương sách nhìn đến thì giật mình không rõ tại sao lưu khai không dùng tay phải lành lặn để gõ chữ không đúng tôn tỷ nghĩ ra điều gì đó chẳng lẽ nói hắn đã suy yếu đến mức nếu không dựa vào đao để chống đỡ ngay cả quỳ cũng quỳ không vững rất nhanh điện thoại di động truyền đến tin tức chứng minh suy đoán của nàng bây giờ ta đã mất hết sức chiến đấu mã hồng vẫn chưa chạy xa ta có thể cảm thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào ta trong bóng tối chạy chạy ra khỏi trường chán chán có vấn đề lớn ở đây sau khi lưu khai gửi tin tức hít sâu một hơi ánh mắt sắp bén quét nhìn bốn phía khiến người ta không thể nhìn thấu nhưng trên thực tế trong lòng hắn đã lạnh lẽo một mảnh con quỷ chính chủ trong trường trung học hướng dương vẫn chưa xuất hiện một tên mã hồng đã vô hạn tiếp cận bán bộ lệ quỷ vậy con quỷ chính chủ ở nơi này sẽ khủng bố đến đâu lưu khai bắt đầu có chút hối hận khi tham gia nhiệm vụ lần này trên đời này không có thuốc hối hận bây giờ hắn chỉ có thể dùng thân thể tàn phế của mình ngăn cản mã hồng tranh thủ một chút cơ hội chạy trốn tôn tỉ cho mọi người xem tin tức lưu khai cũng nhìn bên này hắn vốn tưởng rằng mấy người sẽ hoảng hốt chạy bừa ai ngờ thấy người trẻ tuổi trong đám người hai tròng mắt của hắn dường như lóe sáng một chút nhìn bốn phía chung quanh không chỉ có vậy hắn trầm ngâm một lát sau còn khoa trương xúc một ngụm đờm phát ra tiếng két 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 trong cổ họng phốc một ngụm phun trên mặt đất chết tiệt nhổ đờm bừa bãi vi phạm nội quy trường học lưu khai nhìn thấy vậy thì trong lòng run lên hắn vốn cũng chỉ là hổ giấy mạnh miệng tạm thời hù dọa mã hồng nếu đối phương thật sự lao ra tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm nhưng hắn cũng không dám quát lên cứ như vậy thì bại lộ vì vậy chỉ có thể nghẹn đến đỏ mặt ánh mắt điên cuồng ra hiệu muốn cho tôn tỷ cùng chương sách ngăn cản hành động điên cuồng này của đối phương bên này giang thần nhổ đờm xong vẻ mặt chờ mong nhìn về phía bốn phía trong bóng tối biểu tình kia dường như đang nói tới bắt ta đi mau tới bắt ta đi ở một góc tối một thân ảnh cường tráng con người trắng bệt ấp lánh hắn làm giáo viên chủ nhiệm nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy học sinh kiêu ngạo như vậy mã hồng có chút không kiềm chế được thiếu chút nữa lao ra nhưng lại nhìn thấy lưu khai đang không ngừng trao đổi ánh mắt với người trẻ tuổi kia có âm mưu nó nhất thời hiểu ra một đau vừa rồi của đối phương làm cho nó ăn thiệt thòi lớn giờ phút này làm như vậy là muốn cầu dẫn chính mình đi ra ngoài ha ha các ngươi cũng quá xem thường mã hồng ta rồi nó cười khinh miệt Mã Hồng phẫn nộ, quỷ khí 20, Mã Hồng khinh thường cười, tự mình đã nhìn thấu âm mưu, quỷ khí 35, nghe được hệ thống nhắc nhở, ban đầu Giang Thần rất vui mừng, điều này nói rõ đối phương thật sự còn ở xung quanh, nhưng chợt lại sườn sốt, âm mưu ở đâu ra, sao mình lại không biết chứ, đợi một lát, không có động tính gì, Giang Thần hơi trầm tư, xoay người lại đi trở về ký túc xá nữ, không chỉ vậy, hắn đi vào, lại đi ra, lại đi vào nghênh ngang, thái độ cực kỳ kiêu căng, lưu khai nhìn mà sửng sốt nam sinh ra vào ký túc xá nữ, đây cũng là vi phạm nội quy trường học cực kỳ nghiêm trọng, huống chi còn ở cửa phòng ký túc xá nữ nhảy qua nhảy lại nhiều lần, đây hoàn toàn là đánh vào mặt giáo viên chủ nhiệm A, từ tử này thật không sợ chết sao, trong bóng tối, bàn tay còn sót lại của Mã Hồng xếp chặt nắm đấm, Giang thần thấy còn chưa có hiệu quả, trực tiếp đi vào phòng ký túc xá, một lát sau, hắn cầm một đống đồ vật màu sắc rực rỡ đi ra, khóe miệng tất cả mọi người ở đây đều co giật, ăn cắp quần áo của nữ sinh, quá độc ác lồng ngực thối giữa của mã hồng phập phồng kịch liệt con người trắng bệch gắt gao nhìn chằm chằm giang thần thấy còn chưa có hiệu quả giang thần tiện tay bỏ qua mấy bộ quần áo bước nhanh tới một phát bắt lấy tay trần tuyết hoa trưng hô tiểu tuyết đồng học không biết đêm nay có vinh hạnh mời người đi dạo sân thể dục không mặc dù biết đây là vì dẫn dụ quỷ nhưng mà trần tuyết vẫn là không khỏi đỏ lên cúi đầu nhỏ giọng nói hử ừ. lưu khai kinh hồn bạt vía yêu sớm có vi phạm nào nghiêm trọng hơn thế không trong bóng tối mắt mã hồng trợn trừng hàm răng còn có thịt băm lưu lại đều cắn chặt nó cơ hồ sắp không ức chế được bản năng của mình lại đợi một lát giang thần làm cho lưu khai hiểu được còn có điều còn nghiêm trọng hơn so với yêu sớm hắn lại bắt được tay dương thiền đối phương thiếu chút nữa sủ lông tiểu thiền đồng học sau khi tan học không biết có vinh hạnh mời ngươi cùng đi phòng trò chơi chơi quyền hoàng nghe nói như vậy ngay cả bàn tay đang bị nắm dương thiền cũng không để ý tới một đôi lông mày lá liễu hung hăng dựng thẳng lên sao lại mời trần tuyết đi dạo sân thể dục đến chỗ ta lại là chơi quyền hoàng hụ giang thần vừa định giải thích trong bóng tối vang lên một thanh âm nóng này nhổ nước bọt lung tung ra vào ký túc xá nữ trộm quần áo quan trọng nhất là đồng thời quan hệ yêu đương sớm với hai đồng học nữ đồng học người vi phạm nội quy trường học cực kỳ nghiêm trọng ta làm giáo viên chủ nhiệm đại biểu phòng giáo vụ tuyên bố từng phạt đối với người chết bước chân nặng nề vang lên một nam nhân cao hơn hai thước chỉ có một cánh tay Bằng âu phục rách nát giống như một chiếc xe tăng vọt ra vẻ mặt nổi giận, rõ ràng đã không thể nhịn được nữa. Thấy vậy, khóe miệng giang thần nhếch lên, ta thích loại trường học quy củ nghiêm khắc này. Đúng vậy, nhưng mã chủ nhiệm, có phải ngươi cũng vi phạm nội quy trường học không? Ở sân trường, y phục không chỉnh tề, ăn mặc rách dưới, còn có, tay áo tay trái của ngươi đâu? Cố ý ăn mặc kỳ trang dị phục, dạy hư học sinh, mã chủ nhiệm, ngươi tình huống này cũng rất nghiêm trọng a à, nghe nói như thế, vẻ mặt mã hồng khựng lại, toàn bộ tay trái của ta đều bị người chém không còn ngươi lại quan tâm tay áo của ta đi đâu rồi? Hỏi mẹ nó đi, quỷ khí cộng 95. Ta với tư cách giáo viên chủ nhiệm kế nhiệm, đại biểu phòng giáo vụ trường học, quyết định trừng phạt ngươi tử vong. Ngươi nói cái gì? Ta còn ở đây, ở đâu ra chủ nhiệm kế nhiệm? Mã Hồng một bên mở miệng, một bên đã tiếp cận giang thần, tay phải giơ lên thật cao, ẩn chứa quỷ khí cuồng bạo đập xuống. Đám người trần tuyết ven đường đều vội vàng lui ra, căn bản không dám ngăn cản con quỷ đang nổi giận. Ngươi chết, sẽ có, giang thần vẻ mặt hờ hững vỗ một cái một giọt nước từ phía trên đỉnh đầu hắn bắn ra suy một tiếng xuyên qua lòng bàn tay mã hồng nổ tung thành một cái động máu lúc trước đối mặt với quỷ chết đuối yêu vũ thuật chỉ có thể nổ nát một mảnh thịt nhỏ nhưng mã hồng chỉ là ác quỷ đình cấp một giọt yêu vũ cũng đủ để nổ tung quỷ thể của nó cái gì thanh âm mã hồng phát run không dám tin giang thần không cho hắn cơ hội phản ứng tay phải vung lên đỉnh đầu đã sớm ngừng kết hơn trăm giọt yêu vũ đồng loạt rơi xuống phụt 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 liên tiếp nổ vang, lỗ máu không ngừng xuất hiện trên người Mã Hồng. Tiểu túng thủy thuật của Hải Long là một ứng dụng cơ bản, cách thức điều khiển nước rộng hơn nhưng không đủ chuyên sâu. Yêu vũ thuật thì càng đơn giản, cũng càng cường đại. Hai thần thông khác nhau về bản chất ở chỗ giang thần dùng tiểu túng thủy thuật cần bóp nổ một chai nước khoáng để lấy nước, mà yêu vũ thuật thì có thể trực tiếp ngưng tụ hơi nước trong không khí thành yêu vũ. Mỗi một giọt yêu vũ đều bao hàm yêu khí, quy lực rất mạnh. Trên thực tế, giang thần suy đoán, môn thần thông này có thể thoát thai từ môn đại thần thông vạn thánh long vương huyết vũ của cửu đầu trùng cho nên mạnh như vậy thì cũng không khiến người ta bất ngờ dù sao vị cửu đầu trùng này cũng có quan hệ với ngưu ma vương coi như là đại yêu sừng bá nhất phương năm đó nó làm ô nhiễm bảo tháp của phật môn vẫn có thể sống sót đủ thấy bối cảnh và thực lực thông hậu a à, 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 à. mã hồng liều mạng dùng oán khí ngăn cản nhưng vẫn bị chăm giọt yêu vũ oanh đến thân thể vỡ nát giang thần bước nhanh đến gần đánh ra một quyền ngược đối phương nổ tung một lỗ lớn, một thân oán niệm hoàn toàn bị tiêu diệt. Đinh! Lúc trước, hắn không ngừng vi phạm nội quy trường học đã thu được không ít quỷ khí từ mã hồng nên bây giờ không cần tiêu tốn quá nhiều thời gian. Lần này, lại thu về hơn 600 quỷ khí. Lưu khai ở một bên trợn mắt há hốc mồm, mã hồng đã ngược đãi mình đến chết đi sống lại, cứ như vậy bị giải quyết. Mấy người còn lại, mặc dù là lần thứ hai thấy giang thần động thủ cũng vẫn không nhịn được chấn động trong lòng. Dù sao, giang thần quá trẻ tuổi nhưng đã có được thực lực như vậy, ở thành phố giang bắc tuyệt đối thuộc về loại thiên tài phượng mau lân giác quan trọng nhất là trước kia họ chưa từng nghe nói qua nhân vật này có lẽ hắn đến từ một thế lực ẩn thế nào đó sau khi giải quyết mã hồng tôn tỷ bôi chút thuốc chữa thương cho lưu khai đút cho hắn một viên đan dược sau đó để chương sách cóng lưu khai mấy người đi ra ngoài trường quỷ chết đuối và mã hồng hai con quỷ vật khủng bố này cũng không phải là quỷ chính chủ trong trường trung học hướng dương bọn họ hiểu rằng nhiệm vụ lần này rủi ro rất cao nơi này tuyệt đối không phải là nơi có thể ứng phó bằng thực lực của bọn họ. Bây giờ, điều quan trọng nhất là phải an toàn ra khỏi trường học, sau đó tìm báo cáo âm tào. Khi đi ngang qua tòa nhà dạy học, đoàn người nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng thét chói tai. Nhìn lên, họ phát hiện bên trái một tòa nhà trên mái nhà có mấy thân ảnh đang giao thủ. Đó chính là Tần Trạch và đám người của hắn, cùng với mấy con nữ quỷ tóc tai bù xù mặc đồng phục. Trong đó, có một con oán niệm rất mạnh, không kém mã hồng là bao, là Tần Trạch, muốn đi hỗ trợ không? Trương sách mở miệng nói lúc trước hắn bị nhốt ở ký túc xá nữ sinh cũng không biết việc sau khi lưu khai xuống phát tín hiệu cầu cứu bị tần trạch không nhìn lại nhìn đến cảnh tượng bây giờ hắn theo bản năng cho rằng đối phương là bị quỷ cuốn lấy mới không tới cứu viện được cầm miệng tôn tỉ móng một câu nàng cùng lưu khai đã sớm nhìn ra tần trạch là mặt hàng gì tự nhiên hiểu được đối phương không tới khẳng định không phải bởi vì không thể thoát thân cho dù hắn có ý đồ xấu nhưng chúng ta cùng nhau chấp hành nhiệm vụ nếu như hắn xảy ra vấn đề còn chưa nói đến âm tàu Tần gia cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lúc này, Lưu Khai cân nhắc mở miệng, hắn mò mẫm lăn lộn trong giới kỳ nhân nhiều năm như vậy, sau lưng không có thế gia ủng hộ, có thể đi đến một bước này, tâm tính cũng thuộc loại cáo già, dù cho mới bị lừa nhưng không có hành động theo cảm tính, mà là bình tĩnh cân nhắc lợi và hại. "Sang tiểu huynh đệ, Tần gia đại nghiệp đại, chúng ta đều không thể trêu vào, ta đề nghị ra tay cứu viện." Hắn nhìn về phía Giang Thần, trưng cầu ý kiến. "Ngươi nói cái gì? Dương gia ta sẽ sợ Tần gia hắn?" Dương Thiền nhớ mày liễu, Trần Tuyết cũng lộ vẻ phẫn uất, nhưng nghĩ đến mấy người giang thần đích xác không có bối cảnh, tần trạch thật chết ở trường trung học hướng Dương, chỉ sợ bọn họ sẽ có phiền tái lớn. Nàng cũng gật đầu, có thể lên tiếng nhắc nhở, để bọn họ cùng chạy. Giang thần, người nói như thế nào, tần trạch tôn tử này dám lừa chúng ta, chúng ta liền không thể lừa hắn một phen. Người yên tâm, xảy ra chuyện ta để cho cha ta đứng ra bảo hộ các ngươi. Dương Thiền tính tình nóng nảy trực tiếp mở miệng nói, mọi người tuy rằng ý kiến không giống nhau, nhưng đều rất tự giác trong đội ngũ kỳ nhân ai thực lực mạnh thì người đó định đoạt bọn họ đều nhìn về phía giang thần giang thần trầm ngâm một lát bình tĩnh nói lão lưu nói đúng tất cả mọi người đều là kỳ nhân không thể thấy chết mà không cứu hắn một bên nói chuyện một bên quay đầu hết nhìn đông tới nhìn tây cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một tòa nhà dạy học phía sau nhìn hành lang tối đen đột nhiên hô to một tiếng đứng lại nói xong hắn cất bước đuổi theo mọi người còn lại ngần người đứng ngay tại chỗ tôn tỷ là người đầu tiên phản ứng lại ngại ngùng cười, cũng hô to một tiếng, con quỷ phía trước kia, đừng chạy. Rất nhanh Trần Tuyết cùng Dương Thiền hai mắt tỏa sáng cũng kịp phản ứng, hô to một tiếng, đuổi theo, đây là... Trường sách mặt lộ vẻ kinh ngạc, lưu khai thở dài một tiếng, lắc đầu, đừng hỏi nhiều, nghe theo, hắn hiểu được, giang thần đây là dự định lựa chọn âm tần trạch một phái, mà mục đây là thông lệ, thi hành nhiệm vụ tập thể nếu như có người chết, người còn lại đều phải tiếp nhận điều tra, còn có thể sử dụng bảo vật phát hiện nói dối đến lúc đó mọi người cũng không thể nói chúng ta nhìn thấy đám người tần trạch bị vây công nhưng khó chịu trong lòng cho nên trực tiếp bán bọn họ đi nếu đổi thành chúng ta đang muốn đi cứu viện lại bị một nữ quỷ đột nhiên xuất hiện dây dưa thì hợp lý hơn nhiều rất nhanh mấy người đuổi theo đến lầu hai giang thần vốn là muốn đi lên nhưng lại đi xuống từ một bên cầu thang khác như vậy có thể tránh được tầm mắt của tần trạch ở tòa nhà kia sau đó men theo cổng trường đi ra ngoài như vậy sống chết của đối phương liền không có liên quan gì với bọn họ nhưng mà khi đi qua hành lang Hắn thấy được một màn cực kỳ quỷ dị, trong một gian phòng học không bật đèn, tối đen một mảnh, trên chỗ ngồi ngồi có rất nhiều học sinh, trên bục giảng còn có một nữ giáo viên bị khâu miệng, hai mắt bị móc đi đang giảng bài, miệng nàng không phát ra âm thanh, trên tay không ngừng chỉ bảng đen, tay nàng cầm không phải phấn mà là ngón tay đã bị cắt đứt, tất cả học sinh ngồi nghiêm chỉnh, bởi vì khóa giảng này, phàm là có một chút không tuân thủ quy củ sẽ gặp phải đối đãi vô cùng tàn nhẫn, thậm chí trực tiếp bị giết chết, cho dù bọn họ đã sớm chết cũng không muốn thừa nhận loại tra tấn và ngược đãi khủng bố này. Giang thần tựa vào bên cửa sổ, cẩn thận quan sát, hắn phát hiện trong số những học sinh tử vong ngồi phía dưới, có 5 người là học sinh trung học, hai người khác là người trưởng thành, một nam một nữ, trên cổ nam tử đeo một chiếc máy ảnh, ông kính máy ảnh kẹp một con mắt trắng bệch, mà hai mắt nam tử lại là hai lỗ máu, điều làm cho người ta nghi ngờ chính là con mắt còn lại của hắn đi nơi nào. Nữ nhân mặc một thân váy trắng, cổ cong vượt quá 90 độ, đầu thấp đến một góc độ mà người bình thường không thể làm được, tóc dài che khuất cả khuôn mặt. Đây hẳn là một đôi tình nhân muốn tiến vào tìm kiếm kích thích, hoặc là người dẫn chương trình làm ngoài trời thám hiểm linh dị, không ngờ đụng phải tòa nhà này, nơi thực sự có quỷ. Giang Thần thì thào, hắn còn nhìn thấy, những học sinh còn lại cũng rất quái dị, ví dụ như một nữ sinh, đầu hướng xuống dưới, thiên linh cái lõm xuống, rất có thể là lấy tư thế ngã chết, còn có một học sinh treo trên xà nhà, sắc mặt cứng đờ, mặt trắng bệch, đột nhiên nữ giáo viên như phát hiện ra điều gì đó ánh mắt quét về phía cửa sổ hành lang thấy được một thân ảnh đang lén lút đánh giá phòng học nàng nhất thời nở nụ cười không tiếng động khóe miệng bị khâu lại giật giật hai mắt trống rỗng lại chảy ra máu bộ dáng khủng bố đến cực điểm nàng đứng dậy đi về phía cửa thời gian lên lớp đi dạo lung tung ngoài phòng học đây chính là vi phạm nội quy phòng học của nàng phòng học tối tăm một đám học sinh đã chết thấy giáo viên đột nhiên đứng dậy cũng đồng loạt quay lại nhìn những đôi mắt trắng bệch như cá chết của họ nhìn về phía giang thần đang ngồi bên cửa sổ không khí lạnh lẽo bao trùm phía sau giang thần đám người cũng phát hiện điều gì đó trong lòng nhất thời căng thẳng bị nhiều con quỷ theo dõi cùng lúc quả là một chuyện phiền toái giang thần lại không hề sợ hãi hắn trầm ngâm một chút rồi đột nhiên bước tới cửa vừa vặn đối mặt với giáo viên đang mở cửa hắn không đợi đối phương mở miệng liền lên tiếng trước dương lão sư tết này không phải là của ta dạy sao người ở đây làm gì vậy nữ giáo viên sửng sốt một chút chưa kịp nói gì Liền nghe Giang Thần tiếp tục nói, "Thêm nữa, ta nghe nói ngươi đang đi khắp nơi nói ta bị bệnh." Lần này, Dương lão sư càng thêm nghi ngờ, nàng móc ra một cuốn sổ nhỏ, trên đó viết đầy tên của một người bằng chữ viết màu đen siêu siêu vẹo vẹo, chỉ có điều, không ai có thể đọc ra đó là tên gì. Thấy vậy, Giang Thần hiểu ra tại sao Dương lão sư lại cầm một đoạn ngón tay gãy, trường học này, tất cả sách vở, bảng đen đều viết đầy tên của một người nào đó bằng chữ màu đen, mà muốn viết chữ, chỉ có thể dùng máu tươi, quả nhiên Dương lão sư dùng ngón tay gãy viết ra một dòng chữ đỏ tươi trên sổ. Ngươi là ai? Ta là giáo viên thể dục của trường chúng ta học kỳ này. Dương lão sư, ngươi không nhận ra ta sao? Giang thần nói xong, quay đầu mắng chửi hai câu, sau đó ngựa khí chế nhạo nói, à, cũng đúng, ta đến đây lâu như vậy nhưng cũng chưa từng dạy qua một lần, ngươi không nhận ra ta cũng bình thường. Nghe vậy, dương lão sư sửng sốt một chút, rồi chợt bừng tỉnh. hóa ra là giáo viên thể dục, vậy việc nàng chưa từng gặp đối phương là chuyện rất bình thường chợt nàng lại có chút bất mãn nhìn giang thần người mới đến thì không hiểu quy củ hắn dạy thể thao không hảo hảo sinh bệnh còn muốn đến dạy làm gì sao a à? tiết này ta có chút việc gấp không bằng làm phiền ngươi lại sinh bệnh một ngày khóe miệng giang thần giật giật quả nhiên cho dù đã chết thói quen của nàng vẫn không thay đổi vừa nhắc tới giáo viên thể dục liền thích nói hắn bị bệnh khi còn nhỏ hắn vẫn cảm thấy rèn luyện có hại cho sức khỏe bởi vì trong mấy môn học cũng chỉ có giáo viên thể dục vận động nhiều nhất mà lại mảnh mai nhất động một chút là sinh bệnh, không được, học kỳ này cũng sắp kết thúc, tiết này nói gì ta cũng muốn dạy, giang thần thái độ cứng rắn, sắc mặt dương lão sư lập tức khó coi, hốc mắt trống rỗng dường như lộ ra vẻ nghiêm nghị nàng nhìn chằm chằm giang thần, viết, đi, ra ngoài rồi nói, giang thần không cự tuyệt, hai người đi dọc hành lang, đến đầu hành lang, sau khi tránh được ánh mắt của học sinh, khuôn mặt kinh khủng kia của dương cần dường như cười âm hiểm một chút, viết lên giấy, người suy nghĩ kỹ lại, là hy vọng ta nói với học sinh người bị bệnh, hay là chết nghe vậy giang thần cũng không vui dương lão sư chúng ta đều là người văn minh người muốn cùng ta chơi trò xã hội đen đúng không dương cần không trả lời trong tay xuất hiện một thanh đao dính đầy máu vẻ mặt cười như không cười không ngừng đánh giá giang thần tốt thật coi lão sư thể dục ta không có người giang thần cũng cười lạnh các huynh đệ đều đi ra nghe vậy đám người dương thiền đang nấp trên cầu thang dùng một tấm bùa liễm tức để ẩn xấu khí tức lập tức xông ra dương cần cũng bị dọa nhảy dựng lên Tuy rằng nàng là ác quỷ đỉnh tiêm, nhưng chống lại nhiều người như vậy cũng rất nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của nàng là vung đao về phía Giang Thần, muốn xông qua hắn, sau đó chạy về phòng học. Ai ngờ một bàn tay to nắm chặt cổ tay nàng, Giang Thần cười lạnh, "Hôm nay ta chính là muốn chính danh cho lão sư thể dục, nguyện từ nay về sau, khoa thể dục của ta, mỗi người đều có lên lớp, nguyện lão sư thể dục chúng ta, không bao giờ còn bị coi là thể yếu nhiều bệnh nữa." Động thủ, giết nàng a, à. đám người lập tức ra tay, dưới sự vây đánh của mọi người, một nữ tử đầu tóc bù xù nhanh chóng lăn trên hành lang dương cần chỉ là ác quỷ đình tiêm bình thường yếu hơn chủ nhiệm mã hồng không ít lại bị quần ẩu cộng thêm giang thần ra tay chớp nhoáng ngay cả vài giây cũng không chống đỡ nổi vụ này kết thúc mang đến cho hắn hơn 400 quỷ khí các ngươi ở lại chỗ này đợi ta vào phòng học xem tình hình thời cơ thích hợp ta sẽ vỗ tay ra hiệu các ngươi liền phá vỡ cửa sổ nhảy vào giang thần nói xong xoay người đi về phía phòng học mọi người ở đó có chút ngẩn người chủ yếu là đám người lưu khai phá cửa sổ mà vào. Chúng ta là kỳ nhân chính quy, sao lại giống thổ phỉ vậy? Trường sách lầm bầm một câu, bị lưu khai tát một cái vào đầu. Người biết cái gì, thời điểm đối phó quỷ, chỉ cần phương thức hiệu quả đều là phương thức tốt. Tiểu tử này suy nghĩ không tệ, người quan sát còn học hỏi. Hắn ăn đã đang được chữa thương, giờ phút này đã khôi phục năng lực hành động, nhìn bóng lưng giang thần như có điều suy nghĩ, trong ánh mắt còn thỉnh thoảng hiện lên một đạo ánh sáng. Trần Tuyết cùng Dương Thiền thì rất thuần thục, không hỏi nhiều. Các nàng đã thống nhất một quan điểm chung, đi theo Giang Thần trừ quỷ rất thoải mái, chỉ cần nghe theo chỉ dẫn, vừa tiết kiệm sức lại an toàn. Đi vào phòng học, từng đôi ánh mắt âm trầm tập trung lại, kỳ nhân bình thường, lúc này chỉ sợ đã tóc gái dựng thẳng, Giang Thần lại rất tự nhiên, mặt mỉm cười, gật đầu với đám học sinh, thậm chí trong lúc vô tình, ánh mắt hắn nhìn về đám học sinh còn hiện lên một tia hào quang nóng bỏng, khát khao. Đây đều là quỷ khí a, à, ha ha. Dương lão sư đột nhiên có việc gấp, đã đi rồi khóa giảng này để ta dạy cho mọi người, mọi người là muốn ra ngoài. Giang thần còn chưa nói xong, một giọng nói âm u đột nhiên vang lên. Lão sư, sao ngài không mang theo giáo án đến dạy vậy, như vậy là vi phạm nội quy lớp học. Ánh mắt hắn đảo qua, mở miệng là một nam sinh, miệng rách đến tận lỗ tai, vẻ mặt âm hiểm nhìn chăm chăm mình. Theo lời của hắn, trong lớp tất cả học sinh đều đứng lên, mắt lộ ra vẻ âm trầm, dục dịch, dường như muốn cùng nhau trừng phạt giang thần. Giang thần sừng sốt, đột nhiên hiểu được vì sao lúc trước Dương Cần muốn uy hiếp mình, còn cố ý tránh đi tầm mắt học sinh, thì ra dạ nàng cũng không phải sợ dọa đến học sinh. Đơn thuần là bởi vì cho dù là lão sư vi phạm quy định lớp cũng sẽ bị phạt, cũng sẽ bị tập thể học sinh trừng phạt, bị nhiều ác quỷ vây công như vậy, dù là ác quỷ đỉnh tiêm cũng không chiếm được chỗ tốt. Lúc trước Giang Thần chiến đấu hao phí không nhỏ, bây giờ một thân yêu lực chỉ còn lại có không đến ba thành, tùy tiện động thủ nói không chừng cũng sẽ chịu thiệt, bất quá hắn không có hoảng hốt, sắc mặt nghiêm túc, vỗ một cái lên bục giảng làm gì phản thiên rồi lúc lão sư nói chuyện có phần ngươi xen vào sao các ngươi có phải không có lỗ tai hay không đã quên ta là ai à lão sư thể dục lấy đâu ra giáo án đều đứng lên muốn làm gì tạo phản liên tiếp quát lớn đinh tai nhức óc khiến một đám học sinh nghe được điều sửng sốt mấu chốt nhất là cái loại khí chất này lúc giang thần nói chuyện căn bản không giống lão sư bình thường ít nhất là cấp bậc của giáo viên chủ nhiệm làm cho người ta sợ hãi từ tận đáy lòng hơn nữa đám học sinh vừa nghĩ cũng đúng lão sư thể dục đích xác không cần mang giáo án vì thế bọn hắn ngượng ngùng ngồi xuống trong phòng học không khí rơi vào im lặng ngắn ngủi mang theo một chút xấu hổ các học sinh vốn muốn giao ai một phen cho người giáo viên mới này thậm chí là ăn thịt hắn nhưng không ngờ lại bị mắng cho đến mức xấu hổ lúng túng không thôi giang thần mở miệng đồng thời cũng đang suy nghĩ nên nghĩ cách nào để hợp lý giết chết những học sinh này từng người từng người một tránh bị chúng vây công ha ha lão sư đột nhiên một nữ sinh ở hàng đầu lên tiếng so với những học sinh khác, nàng trông bình thường hơn nhiều, hơn nữa ngũ quan rất tinh xảo. Bạn đang xem quỷ dị khôi phục ta có thể biến thân đại yêu tại kênh youtube gì các phim, nhưng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng một lúc lâu, sẽ có một cảm giác quỷ dị. Cả khuôn mặt nàng rất không hài hòa, mũi, miệng, mắt, mỗi bộ phận đều đẹp, nhưng kết hợp lại rất quỷ dị, giống như đây là một khuôn mặt ghép lại vậy. Lại làm sao vậy? Giang thần nhíu mày nhìn về phía nàng. Vừa rồi Trương Dương xen vào, vi phạm nội quy lớp, theo lý thuyết thì phải bị trừng phạt, nhưng ngươi lại không làm vậy có phải lão sư ngươi căn bản không biết quy củ của trường chúng ta không phải là giáo viên mới sao một đám học sinh cũng lần nữa lộ ra ánh mắt nguy hiểm nếu đây là một giáo viên giả mạo thì bọn hắn sẽ liều lĩnh điên cuồng giết chết tên lão sư giả mạo này nghe vậy hai mắt giang thần sáng lên giang thần ném cho nữ sinh một ánh mắt tán thường vị bạn học này không nói thì ta cũng đã quên trừng phạt hành vi của trương dương nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc nhưng lão sư ngươi có biết cách trừng phạt ở đây của bọn ta không nữ sinh cười nham hiểm hơn ánh mắt Giang thần khẽ động nhớ tới thanh đao mà dương cần mang theo bên mình hắn nhìn đám học sinh đang xôn xao cười nham hiểm nói phạt bạn học trương dương ăn ba nhát đao nghe vậy đám học sinh đều thất vọng thở dài phương thức trừng phạt tàn nhẫn như vậy xem ra quả nhiên là giáo viên mới không thể nghi ngờ quỷ treo cổ thất vọng đến cực điểm quỷ khí cộng 25, quỷ khí nhìn thấy giang thần cầm dao đi về phía mình nam sinh trương dương không khỏi nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía nữ sinh hàng đầu mẹ nó đa tặng ngươi lão sư ta cũng không phải cố ý muốn chống đối ngươi chỉ là muốn nhắc nhở ngươi không mang giáo án lát nữa xuống tay có thể nhẹ một chút hay không giang thần nhất thời nở nụ cười hiền lành cười đứa nhỏ này biết sai có thể sửa chính là tốt ngươi yên tâm lão sư không phải người tàn nhẫn sở dĩ muốn chém ngươi cũng là vì tuân theo quy tắc lớp học lát nữa chúng ta coi như đi ngang qua sân khấu cầm dao nhẹ nhàng chạm vào ngươi là xong thả lòng nghe vậy trương dương nhất thời thở phào nhẹ nhõm lúc này giang thần vươn ra một bàn tay đặt ở sau ót trương dương đối phương nhất thời sinh ra một loại dự cảm rất không tốt kinh hãi nói chờ một chút muốn chém ta cũng không cần đỡ lấy ót à lão sư ngươi muốn làm gì trương dương hoảng loạn quỷ khí cộng 30, không có gì ta ngăn trở tầm mắt bọn họ thuận tiện làm động tác giả giang thần ném đi một cái ánh mắt ngươi cứ yên tâm lần này trương dương không dám tin nữa dãy giụa bàn tay to như kìm sắt của giang thần gắt cao chế trụ đầu hắn cánh tay phải dơ cao đao lò so lóe ra ánh sáng lạnh như băng gì hộp sọ cứng bị đâm xuyên thẳng qua Đau lò so vặn vẹo một vòng phát ra tiếng xương cốt vỡ vụn ca ca yêu lực trùng kích nam sinh miệng nứt ngay cả một tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát ra liền chết đến không thấy chết thêm đám học sinh nhìn đến trợn mắt há hốc mồm chết tiệt mẹ nó người thật tàn nhẫn nói ba đau cũng quá bảo thủ một đau xuống liền mất mạng a à, quỷ khí giang thần rút đau ra thi thể trương dương ngã xuống nhanh chóng oxy hóa biến thành màu đen còn hai đau thì thôi coi như là cho bạn học trương dương một cơ hội để sửa đổi hy vọng kiếp sau hắn có thể chú ý một chút nghe nói như thế hệ thống nhắc nhở lại vang lên một vòng đinh đám học sinh nghe rằng nhếch mép người cũng đã không có cơ hội cái dám gì quên đi hôm nay nếu bầu không khí đã đến mức này chúng ta cũng không đi học nữa đàng hoàng nghe lại quy tắc tác phong nội quy lớp học giang thần thì thầm mở miệng đưa ra quyết định ánh mắt quét khắp phòng học khiến đám học sinh đều cầm như hến chúng nó nhìn nhau Đau lòng nhìn về phía nữ sinh hàng đầu kia, người cái nữ nhân miệng tiện này, trên lớp còn dám chơi thiết bị điện tử, ánh mắt Giang Thần quét một vòng, đột nhiên nhìn về phía con quỷ nam sinh đang cầm máy ảnh, đối phương ngơ ngác, "Lão sư, trong mắt ta ở trong máy ảnh này, không cầm thì không có cách nào xem bảng đen, ngươi cảm thấy ngươi rất hài hước có phải không?" Mau chóng lấy mắt ra khỏi máy ảnh, bỏ máy ảnh xuống, Giang Thần bước nhanh đi qua, tay vẫn cầm thanh đao lò xo đang nhỏ giọt máu tí tách, quỷ máy ảnh nghe răng, "Ngươi là chó sao?" treo cái máy ảnh cũng được, quỷ khí 30, chờ một chút, ngươi vừa rồi có phải đang mắng ta ở trong lòng đúng không? Ánh mắt sang thần nhất thời trở nên nguy hiểm, quỷ máy ảnh ngần ra, trong lòng ta mắng, mẹ nó ngươi cũng có thể biết, mang thiết bị điện tử vào phòng học, trên khóa giảng nhục mạ lão sư, liền phạt, tịch thu trái tim của ngươi, tiếng nói vừa dứt, sang thần bộc phát đại lực ngưu ma quyền, một phát đấm xuyên qua lồng ngực đối phương, móc ra một quả trái tim màu đỏ đen hư thối phía trên quấn quanh nguyền rùa và oán niệm không ngừng nhảy lên a à, quỷ máy ảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết người giống lớn như vậy làm gì không biết còn tưởng rằng ta ngược đãi học sinh ở trên lớp người đây là đang vu khống lão sư tội thêm một bậc lại phạt bóp nổ trái tim nói xong giang thần dùng sức trái tim của quỷ máy ảnh trực tiếp nổ tung quỷ máy ảnh không cam lòng ngã xuống một đám học sinh đều sợ ngây người cơm mẹ nấu người thực sự là một giáo viên người là ma quỷ mới đúng a à, giang thần tiếp tục quát lớn đây là cảnh cáo các bạn học không nên phạm loại sai lầm cấp thấp này giang thần mở miệng lần nữa tìm kiếm mục tiêu lần này trong phòng học người người cảm thấy bất an mỗi học sinh đều ngồi thẳng tắp sợ mình có chút vấn đề gì bị theo dõi rồi trở thành nạn nhân tiếp theo giang thần vòng quanh phòng học một vòng đi đến bên cạnh chỗ học sinh đầu gập xuống đất đột nhiên quát lớn người đi học như thế này đầu của đối phương xoay qua xoay lại trên sàn nhà trong mắt trắng bệch nghiêng lên trên lão sư ta vẫn luôn ngồi như vậy các lão sư khác cũng chưa từng nói gì hơn nữa ta như vậy, làm sao đứng lên được, trong lớp chống đối lão sư, tội thêm một bậc, liền phạt ngươi, giang thần dừng một chút, lạnh giọng nói, phân thay mà chết, quỷ rào ngược nghiến răng nghiến lợi, ta liều mạng với ngươi, âm khí cuồng bạo phát ra, nó đột nhiên nhào về phía trước, tuy nhiên, giang thần bắt lấy hai chân của đối phương, bàn tay to vận lực dùng sức, xoẹt, thân thể nó bị xé thành hai nửa, tùy ý ném xuống đất, sau khi tàn nhẫn giết chết con quỷ này, giang thần suy nghĩ một chút, sau đó trầm giọng nói, còn dám đối với lão sư động thủ, đợi lát nữa bạn ngồi cùng bàn cũng sẽ chết với ngươi, quỷ cùng bàn với quỷ rào ngược. Thần mẹ nó, ngồi cùng bàn cùng chết, trong phòng học tối tăm, một đám quỷ học sinh đều nhe răng nhếch mép, trong lòng run sợ, lão sư mới tới này, nhìn qua cợt nhà, dường như rất hỏa ái, nhưng khi động thủ lại giống như một tên đồ tể hai tay dính đầy máu tanh, hung tàn quá đáng, dưới vẻ ngoài ôn hòa của hắn, dường như có một con quỷ ăn thịt người không nhà xương, không được, cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ giết hết chúng ta một con quỷ nam ngồi cùng bàn với quỷ rào ngược, miệng đầy máu, bụng căng phồng đứng lên, sục sôi nói, các đồng học, đúng vậy, lão sư này hoàn toàn là vô cớ tìm chuyện, sát tính của hắn quá nặng, liều mạng với hắn còn có thể có con đường sống, liều mạng, trong phòng học, từng con quỷ hình dạng khủng bố đều âm trầm mở miệng, nơi này nổi lên từng trận âm phong, nhiệt độ đều giảm xuống không ít, mà nghe thấy như vậy, một đám người đang ẩn nấp bên ngoài, khóe miệng điên cuồng co giật, vừa rồi, một loạt thao tác của giang thần, bọn họ đều nhìn thấy, bản thân đã bị chấn động đến tột đỉnh. Lúc này nghe được một đám quỷ nói ra mấy lời hắn sát tính quá nặng, một đám người suýt nữa không nhịn được, cười ra tiếng. Thần mẹ nó, quỷ nói người sống sát tính quá nặng, từ âm khí phán đoán, những con quỷ ở đây, trên tay con nào không có ít nhất mười mấy mạng người. Nhưng chính là những con quỷ tàn nhẫn như vậy, lại bị giang thần chơi đến tâm tính sụp đổ, tình nguyện mạo hiểm vi phạm nội quy trường học cũng muốn tập thể ra tay, bị một con quỷ nhìn chăm chăm, giang thần cũng có chút ra đầu tê dại. Dù sao hắn vừa rồi đã xuất thủ ba lần, lần thứ hai tiêu hao số lớn yêu lực, bây giờ thật đúng là không nhất định có thể giải quyết bốn con quỷ còn dư lại. Hắn cũng không hoảng hốt, đột nhiên vỗ vỗ tay, nhìn về phía trước cửa hồ to, ai ở nơi đó. Lời này vừa nói ra, đám học sinh đang muốn ra tay liền bất động, chúng làm quỷ, giết người vô số, tự nhiên không có khả năng bị loại mánh khóe lừa gạt cấp thấp này hấp dẫn được chú ý. Nhưng ngay sau đó, tiếng bước chân rồn rập vang lên, ánh mắt đám quỷ lập tức biến đổi, gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa nữ sinh hàng đầu còn mang theo một thanh đao lặng lẽ trốn ra sau cửa dự định bất ngờ đánh lén người xông vào nhưng sau một khắc bùm 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 từng tiếng nổ vang lên cửa sổ bị phá vỡ một bóng người vọt vào đám quỷ nhìn chằm chằm cửa đều trợn mắt há hốc mồm người sống bây giờ đều xào trá như vậy sao đáng tiếc bọn họ không có cơ hội hối hận đúng lúc này giang thần ra tay hơn nữa dương thiền đám người lưu khai cũng vọt vào trong phòng học vang lên tiếng phù triện nổ tung cùng với tiếng quyền cước tiếng lợi khí xé gió còn có tiếng quỷ oán độc kêu thảm thiết. Một lát sau, chiến đấu kết thúc, chân tay cụt, thịt vụn dài đầy đất, mọi người hưng phấn chụp ảnh, đăng lên áp địa phủ, đợt này thu hoạch không nhỏ, giang thần càng là hưng phấn, tuy rằng tương đối vội vàng, quỷ khí không có soát đến quá hoàn mỹ, nhưng trọn vẹn bảy con ác quỷ vẫn mang cho hắn hơn 1.200 điểm quỷ khí, cộng thêm mã hồng và nữ chủ nhiệm lớp. Quỷ khí của hắn từ sau khi thăng cấp chỉ còn 4.010 bây giờ lại đạt tới 6 mươi đây chính là một khoản tiền lớn cũng đủ để hắn vũ trang thực lực của mình một đợt cũng có thể càng nắm chắc sinh tồn ở trong thế giới nguy hiểm này mấy người đang dọn dẹp đúng đổ nát trong phòng học trên mái nhà lâu dạy học đối diện chiến đấu của đám người tần trạch cũng gần kết thúc chỉ còn lại một nữ quỷ mặc đồng phục học sinh nhưng cũng là oán niệm mạnh nhất gần như đã trở thành bán bộ lệ quỷ tuy rằng cả người nó đều là vết thương lại cực kỳ hung lệ không ngừng xít gào ra tay ta nói rồi không phải ta làm tại sao tại sao phải ép ta những chữ kia không phải ta viết ta cũng không phải vươn tay đẩy nàng đẩy xuống lầu vì cái gì các ngươi không tin thanh âm của nàng mang theo hủy khuất cùng âm độc thân thể rách nát rất nhiều bộ phận cùng tứ chi đều vạn vẹo dường như nàng đã từ trên lầu này ngã xuống vô số lần trải qua tra tấn cực kỳ vô nhân đạo hơn nữa nàng ta vốn là quái thai chẳng lẽ không đáng chết sao tại sao tại sao phải tìm ta báo thù nàng không có tư cách này ta mới là người bình thường chỉ có nàng là quái thai mà thôi nữ sinh bị thương càng nặng lời nói trong miệng lại càng oán độc điều này dường như ban cho nàng lực lượng quỷ dị nào đó kéo lê thân thể trọng thương cũng có thể đánh đến không phân cao thấp với ba người tần trạch được rồi chiến đến bây giờ cũng nên đủ tần trạch tay áo tung bay thong dong rời khỏi vòng chiến nếu hai kỳ nhân cấp đi và một kỳ nhân cấp đi thật sự ra tay toàn lực nếu quỷ này đã không thể chống đỡ được đến bây giờ chủ yếu là trong quá trình này hắn vẫn đang giữ lại thể lực để đối phó với con quỷ khủng bố nhất trong trường hải ca phi dương chuẩn bị tung đòn chính mạng tần trạch mở lời mặc dù là đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ của gia tộc, nhưng hắn cũng rất lễ phép, hắn tôn trọng biểu ca và hòa thuận với biểu đệ. Đây cũng là một điểm mà tần trạch được nhiều người trong vòng tròn kỳ nhân thành phố Giang Bắc ca ngợi, thiên phú tốt như vậy, nhưng vẫn không kiêu ngạo, nóng nảy, khiêm tốn hữu lễ. Được, tiểu trạch, được, trạch ca, hai người đáp lại, tần vận hải vận chân khí, cánh tay phải vốn cường tráng như thể phồng lên một vòng, hung hăng đấm ra một quyền, bóp, đầu nữ quỷ bị đập nghiêng, cổ suýt nữa gãy, lúc này, hai thanh dao găm lóe sáng lạnh lẽo từ sau lưng đâm vào xương sườn nàng một cỗ hàn ý mãnh liệt khiến cho động tác cánh tay của nữ quỷ cũng không thông thuận nhưng dù vậy trong miệng nàng vẫn giết gào dường như vẫn có thể ra tay nhưng mà tần trạch móc ra một cái tiểu trống bấm ngón tay bắn ra âm thanh mà quái rót vào tai ở đây trừ hắn ra biểu tình trên mặt của hai người một quỷ đều cứng đờ tần trạch yên ngang cười bước ra một bước lực lượng quán từ ngực lưng vẫn sức vùng ra một quyền quyền phong nổ tung trong không khí, rung động mười phần. Nếu như có cao thủ cổ võ ở đây nhìn thấy thì có thể nhận ra ngay, đây là hỏa hành, pháo quyền trong hình ý quyền, ngũ hành thập nhị hình. Nắm tay của tần trạch mơ hồ bám vào một tầng ánh lửa, nện lên thân thể nữ quỷ, phát ra tiếng rầm chói tai, khiến cho đối phương bị đánh thủng một lỗ lớn ở ngực. Hắn nhìn về phía nữ quỷ đang hấp hối, mỉm cười hỏi, ta hỏi lại một lần nữa, nữ sinh bị các ngươi đẩy xuống kia, tên là gì? Một thân quỷ khí của nữ quỷ gần như cạn kiệt, cả người như ngọn nến tàn trong gió, cuối cùng cũng không còn nổi điên được nữa, nàng trầm giọng nói, các người muốn biết tên của nàng như vậy, một khi ở trường học này nói ra cái tên này, nàng sẽ xuất hiện, các người không sợ chết sao, nữ quỷ mặt lộ vẻ sợ hãi, thế nào cũng không chịu nói ra cái tên kia, ta hiểu rồi, tần chạy gật đầu, nhấc nữ quỷ lên, đi tới giờ sân thượng, quỷ khí của ngươi đã hao hết trong trận chiến, bây giờ chỉ dựa vào thi thể tàn tạ này sống tạm bợ một khi thi thể tan nát, người cũng chỉ có thể hồn phi phách tán theo. Ha ha, hắn cười cười, không nói nhiều nữa, vươn tay, đem nữ quỷ sách ở giữa không trung. Đôi mắt trắng bạch của nữ quỷ nhìn chằm chằm tần trạch, thần xác càng lúc càng áp độc. Được, các người đều muốn chết đúng không? Thân thể nàng không khống chế được mà run dày lên, há miệng, run giọng hô lên cái tên bị coi là cấm kỵ ở trường trung học hướng dương. Bạch Linh, sau khi nhận được đáp án hài lòng, tần trạch mỉm cười một chút, sau đó buông lòng tay ra. Nữ quỷ rơi xuống từ mái nhà, nhưng không có tiếng động trầm đục của thân thể nện xuống mặt đất xi măng mà là một tiếng phốc tần trạch sửng sốt cúi đầu chỉ thấy nữ quỷ vừa rơi xuống lầu ngửa mặt hướng lên trên ngực bị một cánh tay tinh tế trắng loãn xuyên qua thịt vụn và máu tươi nhuộm đỏ đồng phục tần hải và tần phi dương cũng phát hiện ra điều gì đó cúi đầu nhìn xuống dưới lầu một nữ sinh mặc đồng phục học sinh khác đang đứng dáng người nhỏ gầy bụng lại phồng lên một cách quỷ dị quần áo bị rách nát lộ ra làn da có mạch máu màu đen đang không ngừng vạn vạo một tay của đối phương xuyên thấu nữ quỷ vừa rồi mặc cho nàng giấy dụa thống khổ tay kia cầm lấy một cánh tay cụt đang gặm đến miệng đầy máu thấy tần trạch và hai người kia nữ quỷ mới đến ngẩng đầu lên cười cười tiếng cười lạnh lẽo khiến ba người tần trạch không khỏi cảm thấy tim mình lạnh toát nếu họ không nhìn lầm cánh tay gãy kia cũng thuộc về một con quỷ đồng loại tương tàn con quỷ dưới lầu tên bạch linh này thuộc loại tàn nhẫn nhất trong số các con quỷ oán khí thật nồng đậm đây ít nhất cũng là bán bộ lệ quỷ tần phi dương có chút sợ hãi nói tần hải nghiêm trọng lắc đầu thứ quỷ quái này chỉ sợ đã tiếp cận chân chính lệ quỷ rồi. Tiểu Trạch, có nắm chắc không? Từ khi đối đầu với con nữ quỷ kia, hai người đã nhận ra con quỷ cấm kỵ trong trường học này là một con bán bộ lệ quỷ. Bọn hắn cũng phán đoán rằng với thực lực của mình, cộng thêm át chủ bài có thể ứng phó bán bộ lệ quỷ, lúc này mới biết được tên của nữ quỷ này, nhưng thực lực của Bạch Linh còn mạnh hơn một chút so với dự đoán của hai người. Tần Trạch trầm ngâm một chút, gật đầu, có chống ma âm ở đây, nếu hải ca người ăn huyết dương đan, có thể đánh một trận nghe thấy ba chữ huyết dương đan trên mặt tần hải dãy giụa một chút cuối cùng cắn răng một cái tốt chỉ cần tiểu trạch ngươi có thể ra nhờ vũ tông những thứ này đều đáng giá tần phi dương muốn nói lại thôi tuy huyết dương đan có thể khiến người bộc phát ra lực lượng thân thể rất mạnh trong thời gian ngắn nhưng cũng sẽ làm tổn thương đến căn cơ của võ giả ảnh hưởng đến tu luyện sau này không phải tình huống đặc thù không ai nguyện ý dùng hắn đang muốn mở miệng khuyên can tần trạch mở miệng trước hải ca bằng không chúng ta rút lui đi lần này là do âm tào phán đoán xảy ra vấn đề bán bộ lệ quỷ vô hạn tiếp cận lệ quỷ hẳn là phải đánh giá là nhiệm vụ đơn cấp si bôn tha nhiệm vụ cũng có thể lấy được một khoản bồi thường không tính là thiệt thòi nhưng tần hải đã móc ra một bình đan dược lấy ra một viên đan dược màu huyết hồng đặt vào tay mình nghe vậy hắn kiên định lắc đầu nhiệm vụ lần này là cơ hội tốt nhất đợi thêm chút nữa tuổi của ngươi có thể sẽ vượt qua yêu cầu của vũ tông tần gia chúng ta cần một vị thiên tài dứt lời ngửa đầu nuốt viên đan dược xuống đan dược vào miệng hóa thành một cỗ nhiệt lưu đấu đá lung tung ở trong cơ thể tân hải cũng nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ lục phủ ngũ tạng của hắn giống như bị thiêu đốt vậy đau đớn vô cùng cùng với đau đớn lực lượng cũng theo đó mà đến làn da hắn trở nên đỏ thẫm hơi nước bốc lên nhiệt độ cơ thể cực cao hai mắt cũng nhiễm một tên đỏ tươi hổ quyền hùng thức tần hải giống giận dùng ra thức đơn giản nhất trong hình ý thập nhị thức thức thứ hai hùng thức cả người tựa như một con mãnh hổ uy mãnh từ lầu bốn nhào xuống hai tay nặng nề như cựa hùng khai sơn oanh tiếng nổ khủng bố chấn động cả trường học mặt đất xi măng nứt nẻ từng tấc nhất là chỗ bị tần hải đánh trúng lộ ra một cái hố to khoảng một trượng rát băng rát băng cách đó không xa bạch linh tiếp tục nhai đứt cánh tay cười rất vui vẻ nàng dễ dàng né tránh một kích toàn lực của tần hải trên nóc nhà tần Trạch cũng biết không thể đợi thêm nữa quát to một tiếng phi dương động thủ nói xong hắn cũng bổ nhào xuống tựa như một con đại bàng chào công lăng liệt đánh về phía bạch linh tần phi dương cũng ra tay nhưng mà sau mười mấy hiệp giao thủ trên mặt bạch linh mang theo biểu tình âm trầm không ngừng tránh né căn bản không giao thủ trực diện với ba người hơn nữa tốc độ của nàng nhanh đến kinh người rất khó đánh chúng lần mạo hiểm nhất là khi bị tần trạch dùng chống ma âm định trụ một quyền hổ hình của tần hải nện vào mi tâm của nàng xương chán nàng liền lõm xuống nhưng nàng cắn hai miếng thịt trên người nữ đồng phục lại nhanh chóng khôi phục lại không đúng không đúng không đúng Tần Trạch đã mất đi vẻ ung dung trước sau như một, với thực lực của chúng ta, hơn nữa Hải Ca đã dùng huyết dương đan, dù bán bộ lệ quỷ mạnh như thế nào cũng có thể đối phó, trừ phi, hắn nhìn Bạch Linh không ngừng gặm nhấm đồng loại, đáy lòng mơ hồ toát ra một ý nghĩ rất khủng bố, mà giờ phút này, Bạch Linh cũng đã đem cái tay gãy kia hoàn toàn nuốt vào, bụng nàng phồng lên càng lớn, ý cười trên mặt cũng nồng đậm đến tột đỉnh, ha ha ha, toàn bộ quá trình nàng không nói một lời, rốt cục cũng mở miệng lần đầu tiên, tiếng cười giống như trung bạc Thanh thúy dễ nghe, rơi vào tai mấy người tần chạch, lại làm cho bọn họ sờn gai ốc. Bởi vì nương theo tiếng cười ra khỏi miệng, khí tức trên người bạch linh đang tăng cường với tốc độ kinh khủng. Vì sao muốn hại ta? Ta làm sai cái gì? Ta bằng tuổi với các người, chúng ta rõ ràng là đồng học a. À? Vì sao nói ta là quái thai? Vì sao? A ha ha ha, quái thai, tất cả chúng ta đều là quái thai. Bụng của nàng thu nhỏ từng chút một, khí tức trên người thì mãnh liệt tăng cường đến cuối cùng dường như vượt qua một giới hạn nào đó một cỗ khí tức âm lãnh khủng bố tức khắc bao phủ toàn bộ phạm vi quảng trường trước tòa nhà dạy học này cái này cái này cái này đây là hàm răng tần phi dương đều đang run rẩy hắn cảm giác huyết dịch trong người cũng sắp ngưng trệ tần trạch và tần hải mặt trầm như nước hai người không hẹn mà cùng run giọng mở miệng lệ quỷ lệ quỷ bọn họ không ngờ rằng trong quá trình chiến đấu một con bán bộ lệ quỷ đột nhiên đột phá trở thành lệ quỷ đây là tồn tại vượt qua ác quỷ lệ khí cực nặng năng lực quỷ dị không thể đo lường có thể nguyền rủa người sống cách xa ngàn dặm một ánh mắt có thể khiến kỳ nhân sống không bằng chết không có cao thủ từ cấp si trở lên ngăn cản lệ quỷ là tồn tại vô địch dù có bao nhiêu kỳ nhân cấp đi đến cũng đều là ổng phí nếu như giang thần và đám người của hắn ở đây hắn sẽ lưu ý đến chuyện này trước đó ở phòng dụng cụ và trong ký túc xá nữ sinh có một nhóm quỷ tự nhiên mất tích có lẽ đã bị bạch linh nuốt vào bụng dự định tấn cấp lệ quỷ trong đêm nay nhưng nếu tần trạch và đám người của hắn không đến cứu viện lưu khai bọn hắn cũng không muốn chia sẻ tin tức này sắc mặt ba người tần trạch khó coi đến cực điểm bọn hắn liếc nhau không nói hai lời quay đầu bỏ chạy bây giờ tin tức tốt duy nhất là bạch linh mới trở thành lệ quỷ có thể chưa trưởng khống tốt lực lượng của mình tuy nhiên dù vậy họ cũng không dám thử ra tay mà là lựa chọn chạy trốn ngay lập tức đây mới là cách làm đúng đắn nhưng lệ quỷ khủng khiếp vượt quá tưởng tượng gió lạnh thời qua bạch linh liền bay đến sau lưng tần phi dương tay trắng bạch vươn ra sơ lên lưng đối phương trẻ ca cứu ta tần phi dương giật mình tóc gáy dựng đứng tần trẻ quay đầu nhìn thoáng qua trong mắt sáng lên được hắn búng ngón tay lên cái trống nhỏ dưới hông thân hình bạch linh và tần phi dương đồng thời dừng lại tần hải không bị ảnh hưởng nhíu mày nói như vậy không được thực lực của nàng quá mạnh căn bản dừng không được lâu hơn nữa phi dương cũng bị định trụ không cứu được hắn quả nhiên chỉ sau một giây bạch linh đã khôi phục lại sau một khắc tay của nàng xuyên thấu sau lưng tần phi dương máu tơi đỏ sẫm phải ra tần phi dương ngưng trệ một lúc mới khôi phục lại tinh thần cảm nhận được đau đớn kịch liệt truyền đến từ trong cơ thể hắn chừng lớn mắt không tần hải đột nhiên hiểu ra vẻ mặt không thể tin tiểu trạch ngươi hắn quát lớn nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng chỉ thấy tần trạch một bên chạy trốn một bên nhích lại gần vị trí của mình anh họ hồi nhỏ ngươi kể cho bọn ta nghe một câu chuyện khi sói đến một con dê muốn sống nó không cần chạy nhanh hơn sói, chỉ cần nhanh hơn đồng bọn là được. Đa tặng ngươi, nụ cười trên mặt tần trạch vẫn như một xuân phong, chỉ là trước đó nữ quỷ đâm xuyên người tần phi dương, vài giọt máu bắn tung tóe đến trên mặt hắn, khiến cho hắn bây giờ nhìn qua có vài phần dữ tợn. Bạch Linh móc ra một trái tim còn đang đập, nuốt vào bụng, máu tươi ấm áp trong tim tràn đầy oán hận và bất mãn của tần phi dương trước khi chết. Đối với quỷ vật mà nói đây là chất dinh dưỡng tốt nhất, sau đó, nàng lại cắn vài miếng thi thể một cách tùy tiện dường như đã mất hứng thú nàng cười khẽ lần nữa đuổi theo hai người tần hải biểu tình phức tạp hắn không muốn tin rằng người mà mình đã bảo vệ từ nhỏ người mà mới đây để hắn cam tâm tình nguyện nuốt huyết dương đan để hỗ trợ đối phương bước vào võ tông lại có thể vì mạng sống mà hại chết chính mình a à, ta sớm nên nghĩ ra kỳ nhân thực hiện nhiệm vụ nhìn quen máu tanh và nhân tính luôn phải vật lộn với nội tâm của mình ở trước mặt người ngoài bọn hắn thường ít nói những kỳ nhân vẫn còn có thể cười nói vui vẻ ôn hòa khiêm tốn hoặc là trời sinh tâm tính mạnh mẽ hoặc là đã sống điên rồi trở thành kẻ điên âm u nhất trong lòng tần trạch ta nhìn ngươi lớn lên biết ngươi không có tâm tính mạnh mẽ như vậy chỉ là ta mãi không muốn tin tưởng ngươi thật sự có thể buông bỏ tất cả vì bản thân có thể hãm hại thân nhân bằng hữu có thể vứt bỏ tất cả cuối cùng ngươi vẫn đi đến con đường này á à minh lúc trước chính là những người như ngươi thành lập tần hải phát ra tiếng giống giận không cam lòng hắn nhìn thấy tần trạch giơ chống ma âm trong tay biết rằng với thực lực của mình không thể nào chống lại loại ma âm khủng khiếp kia tần trạch lạnh lùng cười nói hải ca ngươi vẫn thích giáo dục người như vậy trước khi chết còn không quên nói ta hai câu ta không có nhiều đạo lý như ngươi chỉ muốn nói cho ngươi một câu sau khi ngươi đi ngươi sẽ chăm sóc tẩu tẩu thật tốt ngươi ngươi là xúc sinh tần hải trợn tròn mắt liều lĩnh muốn nhào tới ha 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 tần trạch điên cuồng cười lớn nếu bị vạch trần ngụy trang thường ngày hắn sẽ dứt khoát xé mặt nạ của mình xuống để lộ ra mặt tối nhất đây cũng là một loại phát tiết đông đông đầu ngón tay khẽ gõ tần hải đang sông tới đột nhiên cứng đờ thằng tắp ngã xuống tần trạch nhìn hắn thật sâu quay đầu chạy về phía cổng trường khi tần hải khôi phục ý thức hắn cảm thấy một bàn tay đang sờ vào lưng mình hắn sờn gai ốc a à, trong sân trường vang lên một tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng bên kia giang thần và đám người chụp ảnh kiếm một đợt điểm tích lũy xong liền nhanh chóng xuống lầu chuẩn bị rời đi mới vừa đi tới khu vực bồn hoa liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết lại là một tiếng kêu thảm thiết nghe không giống như là quỳ phát ra chuyện gì xảy ra là đám người tần trạch tôn tỷ nói ai lưu khai thở dài một hơi hắn biết lần này xem như gặp phải phiền toái lớn tuy nhiên hắn cũng coi như đã quen sóng gió thời khắc mấu chốt rất bình tĩnh ba người tần trạch thực lực rất mạnh ngay cả bọn họ đều đã xảy ra chuyện trường học này khẳng định có vấn đề lớn bây giờ không phải lúc thảo luận chạy chạy ra ngoài đồng thời gọi cứu viện khẩn cấp cho âm tào đoàn người đều bước nhanh hơn. Tuy nhiên, bọn họ thực lực so le không đồng đều, còn có người bị thương, bởi vậy lúc tiếp cận cổng trường, tần trạch vừa vặn cũng vò tới nơi này, hắn một cổ võ giả kỳ nhân cấp đi toàn lực chạy trốn, loại tốc độ này cực kỳ đáng sợ, có thể quang quán quân thế giới chạy nước suốt ba con phố. Lúc này hắn có chút chật vật, trên vai trái có một huyết thủ ấn, một khuôn mặt bởi vì sợ hãi mà có chút trắng bệch. Sau khi tần hải chết, bạch linh rất nhanh lại đuổi theo, tần trạch hao phí một kiện thần binh bảo mệnh bức lui đối phương nhưng cũng cực kỳ mạo hiểm thiếu chút nữa mất mạng vừa rồi cái loại cảm thụ sinh mệnh treo trên dây kia để cho hắn sợ hãi không thôi ánh mắt như dã thú bị chấn kinh sợ hãi tàn nhẫn chỉ cần có cơ hội sống tiếp hắn sẽ liều lĩnh nhìn thấy mấy người trên mặt tần trạch lộ ra vẻ hưng phấn hắn sải bước vọt tới ra vẻ chấn định nói trường học này có một con bán bộ lệ quỷ ta cùng tần hải còn có phi dương liều chết đem nó đánh thành trọng thương cộng thêm các ngươi nhất định có thể bắt được con quỷ này bán bộ lệ quỷ a mỗi người chúng ta đều có thể phân đến một khoản điểm tích lũy hơn nữa có chiến tích vây công diệt sát bán bộ lệ quỷ đủ để cho các người bái nhập một ít tông môn ẩn thế lời nói của tần trạch rất mê người nhưng ở đây mấy người ai không phải hồ ly ngàn năm người đang liều mạng chạy trốn miệng còn cổ động chúng ta đánh trả cái này mẹ nó chỉ còn thiếu mấy chữ to ở trên mặt ta muốn bán đồng đội ha 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 tiếng cười giòn tan như chuông bạc đột ngột vang lên mọi người nghe được thanh âm này đều nổi lên một tầng da gà có loại cảm giác sợ hãi phát ra từ nội tâm cảm giác như lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy quỷ móa lưu khai nhìn về phía sau ngay sau đó con người hắn trợn tròn mẹ kiếp mẹ kiếp ở đây ngoại trừ giang thần những người có chút kiến thức đều nhìn thấy bạch linh xung quanh nàng là một cỗ oán hắc khí kịt như thực chất đều mắng ra một câu thô tục bất kể trước đây họ có gặp qua loại quỷ vật cấp bậc này hay không dựa vào kinh nghiệm nhiều năm khu quỷ của họ tất cả đều có thể phán đoán ra đây là một con lệ quỷ lệ quỷ thứ này là bọn họ có thể trêu chọc sao Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu bỏ chạy, nhưng Tần Trạch khi đã tới phạm vi nhất định, liền nâng cái trống trên tay lên, gõ động, mà âm rót vào tai mọi người, mọi người đều ngây ngốc ngay tại chỗ. Bạn đang xem quỷ dị khôi phục ta có thể biến thân đại yêu tại kênh YouTube gì các phim, hắn thì nhanh chóng chạy tới, xông về phía cổng trường, có nhiều người ngăn trở như vậy, cũng đủ để hắn chạy ra khỏi khoảng cách an toàn, người sống bên ngoài lại càng nhiều, lệ quỷ cũng sẽ không đuổi theo một mình hắn. Trên mặt Tần Trạch lộ ra vẻ vui mừng cục thập tử vô sinh đêm nay hắn lập tức liền có thể sống sót thoát ra tuy nhiên khi lướt qua đám người hắn hơi sững sờ phát hiện trong đó có một người trẻ tuổi không có xoay người hai đồng tử của người này dĩ nhiên là màu nâu đen trong bóng tối lóe ra u quang có vẻ hết sức quỷ dị tần trạch đầu tiên là hoảng sợ cẩn thận rời xa đối phương vài bước nhưng rất nhanh hắn lại kịp phản ứng không đúng người này cũng bị chống ma âm ảnh hưởng hơn nữa dường như còn là người đầu tiên bị ảnh hưởng cho dù bộ dáng có quỷ dị một chút cũng không có gì phải sợ chỉ là tần trạch xem nhẹ một chi tiết giang thần không phải là người đầu tiên bị ảnh hưởng trước cả khi chống ma âm võ vang mặt mũi hắn cũng đã dại ra dạ. chính xác mà nói khi hắn nhìn thấy bạch linh cả người liền lâm vào trạng thái sững sờ bởi vì sau khi đối phương xuất hiện bên tai hắn liền vang lên nhắc nhở không ngừng của hệ thống quỷ khí cộng một quỷ khí cộng một quỷ khí cộng một khoảng cách mỗi thông báo chưa đầy một giây đây chính là tình quỷ trong mộng của ta cứ tiếp tục như vậy chẳng phải là qua hai tháng ta liền vô địch rồi sao? Nội tâm Giang Thần vô cùng kích động, ánh mắt tràn ngập nóng bỏng nhìn về phía Bạch Linh, thậm chí còn không tự giác nuốt lên nước miếng một cái. Bộ dáng đói khát này của hắn, khiến lệ quỷ nhìn thấy cũng phải sững sờ, quỷ khí cộng 120, 120 điểm quỷ khí nhập sổ để Giang Thần từ trong trạng thái ngẩn người tỉnh lại, hồi phục tinh thần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn lập tức phản ứng lại, tần trạch tiểu tử này không diễn nữa, Quang Minh chính đại bán đồng đội, dự định bắt bọn họ ngăn cản nữ quỷ khủng bố này. Ha ha, Giang thần đuổi theo, định ra tay lưu lại tần trạch, trong lúc chạy trốn giường như đối phương có cảm giác, nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, người, sao có thể không bị chống ma âm ảnh hưởng, càng làm cho tần trạch kinh hãi chính là, tiểu tử tự, tự sung kỳ nhân cấp đi này bây giờ thể hiện ra tốc độ lại thua kém hắn trước nào, bây giờ hai người cách nhau không đến năm thước, thật để cho hắn dây dưa liền phiền toái, không phải người nói muốn ra tay giết chết con bán bộ lệ quỷ này sao, chạy cái gì, lưu lại cùng nhau chiến đấu a? À, Giang thần nói giữa miệng mũi còn phun ra sấm sét đây là huyết mạch đặc biệt ẩn sĩ bị chống ma âm kích phát khiến cho hắn rơi vào một loại trạng thái đặc thù nếu không lấy tình trạng không đủ một thành yêu lực bây giờ của hắn thật đúng là không cách nào đuổi kịp tần trạch tần trạch nhìn thấy nam tử hai mắt nâu như quái vật này đáy lòng cũng có chút sợ hãi phiền toái hơn vẫn là lệ quỳ đang đuổi theo phía sau tâm tư hắn xoay chuyển đột nhiên cười gằn không đúng nhìn kỹ đồng bạn của ngươi xem con lệ quỷ kia đã đuổi theo ngươi là muốn liều mạng lưu ta lại hay là muốn cứu các nàng đây ánh mắt hai tiểu mỹ nữ kia nhìn ngươi đều tràn ngập sùng bái ngươi nhẫn tâm nhìn các nàng chết trong tay lệ quỷ sùng bái cái rắm dương thiền cô nương này hận không thể ăn chính mình giang thần thầm mắng nhưng cũng nhịn không được khẽ nhíu mày nhìn về phía sau nữ quỷ đã phiêu nhiên tới gần thèm nhỏ dãi nhìn về phía một đám người sống cho dù là chính hắn ở trước mặt con quỷ này cũng có loại cảm giác sợ hãi ra đầu tê dại lệ quỷ sao hắn thì thào một tiếng hiểu được đây đã không phải là tồn tại mà thẻ hóa yêu một sao có thể ứng phó giang thần lại nhìn tần trạch một cái ánh mắt lộ thâm ý sau đó quay đầu hóa yêu lôi lực đại tiên sau một khắc giang thần cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình đều đang gào thét một cỗ yêu lực mênh mông khó có thể diễn tả giống như đại dương bao la đang cuộn trào trong cơ thể hắn giang thần cảm nhận được lực lượng chưa từng có trước đây hắn nắm chặt nắm đấm không khỏi kinh hãi nếu hắn sử dụng đại lực ngưu ma quyền với yêu lực bây giờ có lẽ có thể đánh sập cả một tòa nhà không chỉ vậy thể lực của hắn cũng được cường hóa đến trình độ khủng khiếp khí huyết trên người hắn gần như không thể nào chứa hết hóa thành ánh hào quang rực rỡ dường như muốn xuyên thủng thân thể mà ra đinh ngẫu nhiên rút được thần thông bá yêu thể tiểu trưởng tâm lôi nghe được nhắc nhở còn người giang thần đều trưởng lớn cái gì lại là môn thần thông này trưởng tâm lôi đối với những người yêu thích thần thoại cổ đây chính là một môn đại thần thông nổi tiếng hắn không ngờ rằng không rút được ngũ lôi chính pháp nhưng lại rút được thứ này cả hai đều là thần thông đạo môn mạnh yếu khó mà so sánh nhưng theo nhận định cá nhân của giang thần chắn chắn trưởng tâm lôi càng nghịch thiên hơn bởi vì ghi chép về nó một lần là đa bảo đạo nhân trong phong thần diễn nghĩa cũng chính là tiền thân của như lai phật tổ dùng để hãm hại môn nhân xiển giáo một lần khác là trận chiến của nguyên thủy thiên tôn và bốn vị thánh nhân khác cả hai sự tích này đều xuất phát từ cổ thần thoại nguyên bản chứ không phải tiểu thuyết hồng hoang mặc dù chỉ là tiểu trưởng tâm lôi nhưng uy lực tuyệt đối cũng đủ để nghịch thiên. Tâm trí Giang Thần lĩnh ngộ thần thông, trong nháy mắt nắm vững hai môn thần thông, sau đó hắn không hề do dự, bước nhanh về phía trước, nghênh đón Bạch Linh. Trong quá trình này, bá yêu thể phát huy tác dụng, thân thể hắn cao lên một vòng, hơn nữa huyết khí vốn đã khủng khiếp lại một lần nữa được kéo lên, cả người nhìn qua liền giống như một cái lọc lở Đám người Dương Thiền vừa tỉnh lại đều kinh hãi, dường như nhìn thấy một quả mặt trời hình người đụng vào mình, các nàng nhất thời thét chói tai một tiếng, vội vàng né tránh. Giây tiếp theo, oanh. Cơ thể giang thần cao đến hai thước bốn, cơ bắp cuồn cuộn, bàn tay to như quạt hương bổ đập xuống mặt đất xì măng, tạo ra một cái hố lớn khủng khiếp. Dưới bàn tay hắn là bạch linh đang dãy ruộng không ngừng, mặt lộ vẻ kinh hoàng, quỷ khí cộng 170, quỷ khí cộng 220. Trên người bạch linh phát ra tiếng xì xì, bị khí huyết kinh khủng của giang thần thiêu đốt đến âm khí không ngừng tán loạn, đồng thời nội tâm nàng chấn động mạnh, không có thể tin được, vốn tưởng rằng mình đêm nay tấn chức lệ quỷ chuẩn bị đại khai sát giới kịch bản này không đúng lắm nam tử trước mắt này mãnh đến có chút quá đáng cảm giác áp bách kinh người trên người hắn khiến bạch linh run rẩy đến tận sâu trong linh hồn phảng phất gặp phải thiên địch chính mình thì là đối tượng bị san bắt ta thật thảm a à. vì cái gì đều muốn khi dễ ta ta quá thảm các ngươi cũng phải trở nên thảm hại như ta bạch linh đột nhiên kêu rên trên khuôn mặt hiện ra thần sắc ác độc nhìn chăm chăm giang thần một cỗ lực lượng âm độc lặng lẽ bỏ lên sống lương giang thần dường như muốn cho hắn cũng trải nghiệm thống khổ giống như Bạch Linh. Sau đó, xì xì, huyết khí mênh mông trực tiếp làm cỗ lực lượng này bốc hơi, quỷ khí cộng 350. Bạch Linh kinh ngạc, tiếng kêu rên kẹt ở trong cổ, vẻ oán độc cứng ở trên mặt, Mặt giang thần gần như sắp dán lên mặt Bạch Linh. Trong mắt hắn lóe ra hào quang nóng bỏng cùng hưng phấn, nghĩ tổng lệ quỷ chính là tốt a à. đánh ra quỷ khí cư nhiên tính hàng trăm một lần, mà Bạch Linh thì bị nhìn có chút không được tự nhiên, nội tâm hoảng loạn sao hắn lại nhìn ta như vậy? không phải là muốn chơi ta chứ, quỷ khí cộng 400, hắn mạnh như vậy, ta làm sao chịu được, quỷ khí cộng 500, Bạch Linh càng nghĩ càng hoảng sợ, lúc này Giang Thần nhấc nàng lên như sách gà con, lẩm bẩm nói, quỷ muội muội, thấy người thảm như vậy, ngươi liền hy sinh một người giúp người phát tiết một chút, hy vọng ngươi có thể dễ chịu một chút, đây cũng coi như là bữa tối cuối cùng trước khi ngươi chết đi, hảo hảo quý trọng, dứt lời, hắn quang Bạch Linh đi xa, bên kia, Tần Trạch đã chạy ra cổng trường, vẻ mặt hưng phấn, hắn sống sót một khắc cuối cùng nam nhân cổ quái kia thiếu chút nữa dây dưa hắn lại nhưng tên ngu xuẩn này lại vì mấy cái bằng hữu nữ nhân lựa chọn trở về chịu chết quả nhiên chỉ có người giống như mình vứt bỏ tất cả tình cảm và đạo đức mới thích hợp nhất để sống sót trong thời đại này đang lúc nội tâm tần trạch hiện lên về tự đắc oanh một tiếng mặt đất trước mắt hắn bị đập ra một cái hố to trên người bạch linh có vài chỗ da thịt bị đốt cháy khét nằm trong hố nàng chậm rãi ngẩng đầu lên một đôi mắt tàn bạo khát máu nhìn chằm chằm về phía hắn nhìn khuôn mặt khủng bố kia tần trạch cảm thấy huyết dịch cả người sắp đông lại nỗi sợ hãi đến tột đỉnh hắn liều mạng lui về phía sau tay run rẩy điên cuồng gõ chống ma âm nhưng bạch linh chỉ bị ảnh hưởng trong thời gian cực ngắn mà vài lần gõ xuống lại để cho tần trạch tiêu hao hết chân khí dù cho hắn vẫn đang liên tục nhét tụ linh đan vào miệng cũng không làm nên chuyện gì không đừng đừng tới đây khuôn mặt hắn trắng bệch sau lưng đều là mồ hôi lạnh nhưng sau khi lui vài bước tần trạch lại ngạc nhiên phát hiện thần sắc trên mặt bạch linh đối diện cũng rất kích động nó chỉ lướt mắt nhìn mình một cái, tiếp theo thân hình bạo lui, lèn về phía rừng cây xa xa, dường như muốn chạy trốn, oanh, lại một tiếng nổ lớn, có thứ gì đó đập vào phía trước, dưới bóng đêm, một thân ảnh cao lớn từ trong bụi mù cuồn cuộn đi ra, ánh mắt hờ hững, cảm giác áp bách mười phần, hắn chống hai tay đứng ở nơi đó, liền phá hỏng đường lui của Bạch Linh, con nữ quỷ này giống như dã thú nửa quỳ dạp trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng rít gào nguy hiểm, thân thể lại không tự giác dịch về phía sau, tần thiếu đường sợ ta tới cứu người đây. Giang thần đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng cùng sợ hãi, tình chân ý thiết, chân thành tha thiết vô cùng, làm cho người ta không khỏi sinh lòng ấm áp, nhưng tốc độ hắn đi về phía trước, lại chậm như lão thái thái tản bộ vậy, là ngươi. Tần trạch đầu tiên là cả kinh, trăm triệu lần không nghĩ tới, trong đội ngũ có một tên cao thủ ẩn giấu như vậy, nhìn thấy động tác của đối phương ép nữ quỷ về sau, hắn lại kịp phản ứng, cắn chặt răng, tôn tử này không phải là muốn cứu mình, rõ ràng là đang bước con quỷ về hướng mình hắn muốn hại chết chính mình huynh đệ có chuyện gì từ từ nói thả ta một con đường sống tần ra ta ngày sau tất có hộ báo ta cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý nghĩ trả thù nào tần thiếu lời này nghiêm trọng chúng ta đều là một đội ngũ ta cứu ngươi là lẽ đương nhiên không cần thù lao gì vậy mẹ nó ngươi giải quyết con quỷ nhanh lên một chút à trên trán tần chạch nổi gân xanh thiếu chút nữa không nhịn được chửi má nó giờ phút này bạch linh bị buộc phải không ngừng lui về phía sau khoảng cách hắn đã không tới bốn thước mà sau lưng hắn là đám người trần tuyết như hổ rình mồi chính mình mới dùng chống ma âm hung hăng hãm hại các nàng giữa hai bên đã là tử thù giang thần liếc nhìn sang mấy người đều rút vũ khí vẻ mà sát ý a à, ta hiểu rồi giang thần vỗ đầu bừng tỉnh đại ngộ tần thiếu hy vọng ta nhanh chóng đến cứu các nàng đúng không không thành vấn đề nói xong hắn bước nhanh về phía trước đích xác nhanh hơn trước nhưng chỉ là không có bất kỳ ý định cứu người nào đồng thời Bạch Linh cũng bị buộc phải nhanh chóng lui về phía sau, vài bước liền tiếp cận Tần Trạch. Lúc này trên mặt nó tràn đầy oán độc và không cam lòng, trượt nghĩ ra một chuyện, âm trầm nở nụ cười. Người sống, không phải chú trọng nhất thân bằng cùng đồng bạn sao, ha ha ha, nàng lại phát ra tiếng cười như chuông bạc. Tần Trạch thì sắc mặt đại biến, bởi vì tiếng cười ban đầu còn ở phía trước hắn, khi hắn sa vào loại thanh âm tuyệt vời này, chỉ trong nháy mắt, lại phát hiện, thanh âm kia đã tới sau lưng mình, một bàn tay tái nhật nhô ra từ trong bóng tối, bóp cổ hắn tần trạch đã hao hết chân khí không có chút sức phản kháng nào hắn chỉ có thể không ngừng hít sâu cố gắng biểu hiện phối hợp không đi chọc giận con lệ quỷ khủng bố này muốn giết ta hay là muốn mạng đồng bạn của ngươi ha 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 ngươi sẽ lựa chọn thế nào đây trên mặt bạch linh tràn đầy nụ cười hài hước thấy một màn như vậy sắc mặt giang thần đại biến phẫn nộ quát lớn người xúc sinh này buông tần thiếu gia, đồng tử hắn trợn tròn thở hồn hền trên mặt còn mang theo một tia lo lắng cùng thức giận sau cổng trường đám người lưu khai Dương Thiền đều nhịn không được nghe răng trợn mắt. Trong lúc nhất thời bọn họ lại khó có thể phân biệt, Giang Thần rốt cuộc là muốn hãm hại Tần Trạch hay là thật muốn cứu người, chủ yếu là diễn xuất của hắn cực kỳ chân thật, có thể nói là cấp ảnh đế, làm cho người ta không thể nắm bắt. Giang Thần thấy quát ngừng không có kết quả, lại lo lắng bước lên phía trước. Bạch Linh không chạy, bởi vì trước đó nàng đã thử qua, tốc độ của mình cũng không bằng đối phương, chạy là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ba, Giang Thần đi lên, không nói hai lời chính là một cái tát, đem đầu bạch linh tát lệch người có buông tần thiếu ra không hắn gầm lên quỷ khí cộng 660, bạch linh đều nhanh cắn nát hàm răng nàng cảm thấy mình vô cùng nhục nhã nhưng nàng cũng không phải đối thủ của nam tử này vì vậy móng tay bén nhọn nhẹ nhàng vạch một cái trên cổ tần trạch xuất hiện một vết máu nàng muốn coi đây là uy hiếp để giang thần kiêng kỵ cảm nhận được cổ họng đau nhức dữ dội tần trạch kinh hãi khuôn mặt giống như vừa ăn sống 10 cân khổ qua hắn đánh ngươi ngươi lại giải cổ ta làm gì ngươi đi đánh hắn a nhìn xem đồng bạn của ngươi đang chịu đựng như thế nào ngươi sống ngươi không hối hận vì hành động vừa rồi của mình sao tần trạch há miệng rất muốn nói mẹ nhà ngươi biến thành quỳ liền không muốn dùng đầu óc rồi đúng không chúng ta đây rõ ràng là đối địch ngươi nói vậy hắn đánh ngươi càng hung a à. quả nhiên ngay sau đó ba ba giang thần trực tiếp đánh bạch linh hai cái liên tiếp xương gò má nàng đều bị đánh nát nửa bên mặt lõm xuống nhìn qua vừa thê thảm vừa khủng bố lệ quỷ xảo trá ta không muốn nói nhảm với ngươi một câu Vuông tần thiếu ra, nếu không người sẽ chết rất thảm. Quỷ khí cộng 900, con người Bạch Linh sắp phun lửa rồi, nếu không phải vừa rồi bị nghiền ép đến quá thảm, nàng biết mình không có chút khả năng thắng nào, nàng đã sớm cùng nam tử trước mặt liều mạng, cố ý làm bộ như không để ý đến đồng bạn của mình. Nàng cười lạnh vươn tay, đặt lên cánh tay tần trạch, mặt lộ vẻ uy hiếp, ta vừa mới muốn hại chết bọn họ, đến tạo cơ hội chạy trốn cho mình, hắn sẽ không cứu ta đâu. Tần trạch sợ hãi kêu to, nhưng Bạch Linh không hề nhúc nhích, trong trường, Dương Thiển mặt lộ ra cười lạnh, Tần Trạch đây là bị dọa đến chóng váng đi, tư duy suy nghĩ của quỷ là bất đồng với nhân loại, mọi người cũng nhao nhao gật đầu, nhân loại một khi đã thành quỷ thì lại là một thứ hoàn toàn khác, oan hồn cấp thấp nhất, cả ngày đần độn, chỉ biết lặp lại một hình thức sinh hoạt theo thói quen nào đó khi còn sống, hoặc là lặp lại nhắc tới vài câu, ác quỷ tốt hơn một chút, sẽ giữ lại một ít năng lực giao lưu, dùng để dụ dỗ người sống, lệ quỷ thì thông minh hơn một chút, nhưng cũng chỉ giới hạn ở phương diện hại người, dọa người, dụ dỗ người, ở một phương diện khác, năng lực tư duy của chúng không kém trẻ con năm tuổi nhiều lắm. Đương nhiên, theo thực lực càng mạnh, quỷ vật sẽ càng thông minh, nghe nói đến cấp quỷ vương, chỉ số thông minh có thể so với nhà khoa học đỉnh cấp trong trong lịch sử nhân loại, thậm chí còn cao hơn, âm mưu quỷ kế, châm ngòi nhân tính, mọi thứ tinh thông, mỗi một con quỷ vương đều có thể mang đến tai họa khó có thể tưởng tượng được cho thế giới này. Xoẹt, xoẹt, máu tươi tí tách rơi xuống đất, tần trẻ cắn răng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bạch Linh kéo xuống một cánh tay của hắn, uy hiếp nhìn Giang Thần một cái, đem cánh tay cụt máu chảy đầm đìa ném trên mặt đất, phát ra tiếng cười như chung bạc, ngay sau đó, bốp, 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 Giang Thần không nương tay chút nào, đi lên lại là mấy cái tát, lúc này đây, Cầm Bạch Linh trực tiếp bị đánh cho sai vị trí, muốn cười chỉ sợ cũng khó có thể cười ra, dám đối xử với Tần thiếu như vậy, ta xem ngươi là đốt đèn trong hố phân, muốn chết. Tần Trạch cảm nhận được quỷ thủ đột nhiên siết chặt trên cổ, khuôn mặt tái thước, đồ chó ta đa tạ ngươi a, à, ngươi thật sự không quan tâm đến tính mạng của hắn. Thanh âm Bạch Linh cũng hoàn toàn trầm xuống, ta rất quan tâm, tần thiếu gia là lãnh tụ tinh thần của đội ngũ chúng ta, bạn tốt trí thân của ta, ngươi muốn giết hắn, trước tiên hỏi nắm đấm này của ta có đồng ý hay không giang thần nói xong, cảm xúc dường như cực kỳ kích động, nhịn không được, bàn tay lại giơ cao lên, lần này Bạch Linh không bị đánh nữa, trên tay nó dùng sức, bóp nát cổ tần trạch, ánh mắt đối phương tràn đầy oán hận cùng không cam lòng gắt gao nhìn chằm chằm giang thần chậm rãi mất đi sinh tức sau đó thân hình bạch linh trượt lóe cực nhanh lui về phía sau nhưng tốc độ của giang thần nhanh hơn lấy một loại tư thái gần như ngang ngược một cái tát vỗ xuống đất vừa vặn đem đối phương trấn áp ở dưới sau đó vung lên nắm đấm to như bao cát bang bang hai quyền đi xuống đầu bạch linh bị trực tiếp nghiền nát thành một bãi thịt băm nhưng thi thể không đầu của nàng đột nhiên rung động kịch liệt oán niệm âm lãnh đan xen vào đầu một lần nữa hóa thành một cái đầu khác trên mặt còn lưu lại một tầng vết máu biểu cảm oán độc mười phần một màn như vậy làm cho giang thần hưng phấn trợn tròn mắt từ vừa rồi đến bây giờ hắn đã đạt được gần hai ngàn quỷ khí không nghĩ tới đối phương còn chưa chết vì cái gì vì cái gì muốn khi dễ ta như vậy ta thật thảm a à. bạch linh phát ra tiếng kêu oán độc khí tức so với lúc trước càng mạnh hơn nhưng mà nắm đấm của giang thần lại rơi lên thình thịch nàng bị một đấm mất thanh âm lúc này đây giang thần không có lại tiếp tục ra tay hắn có loại dự cảm nếu lại đánh chết đối phương một lần nữa nàng liền thật hồn phi phách tán hắn trầm ngâm một lát cuối cùng nhấc bạch linh lên gọi mọi người một câu ta có chút việc ở chỗ này chờ ta sau đó đi về phía tòa nhà dạy học bên cạnh đám người ngờ nhìn lẫn nhau không biết phải làm sao đám người lưu khai khá hơn một chút bản thân bọn họ cũng không biết giang thần tùy tiện gặp được một tên cao thủ ẩn giấu thực lực nhiều lắm cũng chỉ là khiếp sợ trong lòng vẫn có thể tiếp nhận sự thật này dương thiền từ trước đến nay ngạo kiều thì ngẩn ngơ đánh chết nàng cũng không nghĩ tới thiếu niên thường thường bị chính mình nhắc tới ở bên miệng cùng chính mình và lâm ấu vi là hai thế giới khác nhau thế nhưng lại cường đại đến loại tình trạng này càng đáng sợ chính là thực lực cùng tuổi tác bây giờ đại biểu cho thiên phú khủng bố của hắn đương đại thiên kiêu của tông môn ẩn thế cũng chỉ đến như thế thôi dương thiền không khỏi cắn chặt môi dưới cúi đầu vẻ mặt phức tạp trần tuyết vốn cũng đang rung động đột nhiên nàng nhớ tới lúc giang thần đối phó quỷ hủy dung sắc mặt biến đổi giang thần mang nữ quỷ vào đó làm gì mọi người cũng ngẩn ngơ lúc này trong lầu dạy học truyền ra một tiếng bạch linh thét chói tai người muốn làm gì, nơi đó không thể cắm, a à, Bên kia, trong phòng học, Giang Thần đâm một đao vào ngực Bạch Linh, để nàng bị đóng đinh trên tường, vút cầm, như có điều suy nghĩ, quỷ khí cộng 200, quỷ khí cộng 4, quỷ khí cộng 3, quỷ khí cộng 3, quỷ khí cộng 1, hắn phát hiện, sau khi mình đâm một đao vào Bạch Linh, nhắc nhở quỷ khí gia tăng không ngừng vang lên, ban đầu tăng lên đến 3-4 điểm, sau đó lại giảm dần xuống trở về một điểm. Chẳng lẽ nói, không phải ở bên cạnh lệ quỷ là có thể thu hoạch quỷ khí liên tục mà là bởi vì oán niệm của lệ quỷ quá mạnh mẽ một chút cảm xúc dao động nhỏ bé cũng sẽ mang đến quỷ khí một người một quỷ nhìn nhau rằng có chừng 5 phút sau khi thu hoạch được gần 300 điểm quỷ khí giang thần phát hiện nhấp nhở đã biến mất hắn thở dài một hơi quả nhiên mình đoán không sai nhưng điều này cũng có nghĩa là ý nghĩ muốn mang bạch linh về nhà ngồi chờ hai tháng sau đó liền vô địch của hắn đã tan vỡ bởi vì bất kể là cảm xúc của người hay quỷ đều có một ngưỡng giới hạn nhất định Ví dụ như khi nãy hắn liên tục tát Bạch Linh, quỷ khí mà nàng cung cấp, ban đầu là 900 điểm, sau đó dần dần đi xuống, chết lặng, cuối cùng chỉ còn lại hai mươi mấy điểm. Trong tình huống như vậy, nếu không có thêm hành động nào phá vỡ giới hạn tâm lý của đối phương, quỷ khí cũng sẽ chấm dứt. Điểm này kỳ thực cũng giống như nhân loại, thống khổ hoặc thoải mái quá lâu, cảm xúc cũng sẽ chết lặng. Đã như vậy, quỷ muội muội, người cũng đã còn gì giá trị lợi dụng. Nửa khuôn mặt của Giang Thần đều giấu trong bóng tối, nhìn qua có chút tà ác, thân hình cường tráng từ trên cao nhìn xuống tạo cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ trong lòng bạch linh chấn động lưng của nàng đều lạnh thấu run rẩy nói không đừng đâm rồi cánh tay quỷ tái nhợt bị xé xuống bạch linh phát ra tiếng kêu thê lương lão nương liều mạng với ngươi nhưng mà bây giờ thực lực của giang thần đối với nàng mà nói hoàn toàn là nghiền ép hai người tranh lệch quá lớn tiếp theo giang thần dựa vào bá yêu thể khủng bố bắt đầu không ngừng tra tấn đối phương trong phòng học cũng không ngừng vang lên tiếng kêu chói tai của Bạch Linh. Bên ngoài, mọi người nghe mà sườn gai ốc, ta đi, cái này vị giang tiểu ca này sẽ không phải là có cái gì đam mê biến thái chứ. Trường sách nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt sợ hãi, một số kỳ nhân trong kiếp sống trừ quỷ lâu dài, gặp qua quá nhiều u ám, tinh thần xuất hiện vấn đề, rơi vào một loại trạng thái điên cuồng, trở nên tàn nhẫn ham, giết chóc, được gọi là lạc lối. Người nói cái gì? Dương Thiền theo bản năng trừng mắt, dù sao trong mắt nàng, mình, Giang Thần, Trần Tuyết là một đội, cũng quen thuộc nhất, tự nhiên hẳn là đứng ở cùng một bên, nghe được người khác nói giang thần như vậy, nàng trước tiên liền mở miệng quát lớn, nhưng sau khi nói xong, cẩn thận suy nghĩ một chút, lại không khỏi ho khan một tiếng, cũng không phải không có khả năng này, ta đổi quỷ nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua kỳ nhân tàn bạo như hắn. Trần Tuyết, nàng ghi thật rất muốn nói, các ngươi là chưa tiếp xúc nhiều với giang thần, sau này các ngươi sẽ phát hiện, kỳ nhân lạc lối cũng không nhất định có thể hung tàn bằng nam nhân này, trên bầu trời ngôi trường bỏ hoang Đột nhiên vang lên tiếng cánh quạt máy bay, khi máy bay trực thăng quân dụng còn cách mặt đất hơn trăm thước, một bóng người đã nhảy xuống, nhanh chóng rơi xuống đất, một tầng bóng đen bao vây lấy nàng, ngay sau đó là một tiếng oanh, sóng khí cường đại cuốn ra ngoài mấy chục thước, bụi mù tan đi, một nữ nhân mặc trang phục tác chiến bằng da, dáng người thướt tha, bước hai chân thon dài đi về phía mọi người, tiếng nói lạnh như băng vang lên, "Lệ Quỷ đâu? Mấy người hoàn hảo tụ tập cùng một chỗ, thân thái thoải mái, nhìn qua tất cả đều bình thường." nhưng điều này cũng không làm cho từ lôi bông lòng cảnh giác ngược lại nàng đứng cách sàn năm sáu thước nhìn về phía họ đồng thời bóng của nàng lặng lẽ dung nhập vào trong bóng đêm lưu khai đứng ra nói âm sai đại nhân lệ quỷ trước mắt đại khái đã được giải quyết hắn hơi liếc nhìn mặt đất một cái rất nhanh lại rời tầm mắt những người còn lại thì không phát hiện gì chỉ là kinh ngạc nhìn về phía tử lôi tràng cảnh nhay từ trên không hơn trăm thước xuống mặt đất xi măng này cực kỳ chấn động huống chi đây còn là một mỹ nữ dung mạo hay dáng người cũng không thể bắt bẻ lực trùng kích thị giác lại càng mạnh Lúc này, trực thăng hạ xuống một độ cao thích hợp, thả thang dây xuống. Bốn người mặc đồng phục tác chiến màu đen theo thang dây trượt xuống độ cao hơn 20 thước rồi mới nhảy xuống. Ba nam một nữ, tuổi không lớn, nhưng khí tức âm lãnh trên người lại làm cho Lưu Khai lộ vẻ ngưng trọng. Cao thủ cấp đi, bất quá, hắn lại thầm nghĩ trong lòng. Âm tàu xem ra đúng là thiếu người lệnh cầu viện cấp lệ quỷ, dựa theo tiêu chuẩn trước đây, ít nhất phải có hai gã âm sai cấp si cùng đi, lúc này lại chỉ phái tới một vị cấp si, cộng thêm bốn vị cấp đi cho đủ số. Hơn nữa, Lưu Khai phát hiện, trang phục tác chiến của bốn người có tổn hại, không chừng là khẩn cấp điều động tới từ địa điểm đang thi hành nhiệm vụ xung quanh. Cái gì gọi là đại khái đã giải quyết, từ lôi lệnh giọng hỏi, bóng dáng của nàng lại một xuất hiện lần nữa ở dưới chân. Lần này, nàng không còn hoài nghi mấy người mà là vung tay lên, để âm sai phía sau đi lên cứu chữa người bị thương. Tôn tỷ và Lưu Khai bị thương rất nặng, dọc theo đường đi chỉ băng bó đơn giản. Ách, cái này mà, Lưu Khai gãi đầu, cười ha ha, hắn là người từng trải từ lúc trực thăng xuất hiện đã lặng lẽ mở bộ đàm trên nút áo ra lúc này trong tòa nhà dạy học giang thần kéo thi thể mục nát của bạch linh đi ra lệ quỷ đã chết từ lối quay đầu nhìn sang vẻ mặt lãnh đạm lần đầu tiên biến ảo là ngươi nàng tự nhiên còn nhớ rõ trong khu nghỉ dưỡng tập đoàn trịnh thị cái tên tiểu lưu manh nói nàng mông vỉnh rất nhanh tầm mắt của nàng lại rơi vào tàn thi của lệ quỷ mặc dù đã hồn phi phách tán nhưng vẫn tản mát ra khí tức âm lãnh ánh mắt hơi ngưng tụ cho dù là cường giả cấp si muốn giết chết một con lệ quỷ cũng phải mạo hiểm thật lớn ngươi giết ngươi giết một con lệ quỷ như thế nào điểm này không nằm trong phạm vi thẩm vấn của âm tào chứ giang thần bình thản mở miệng âm tào hỏi chỉ nhằm vào nguyên nhân cái chết của đồng đội tử vong có liên quan đến người còn sống hay không bạn đang xem quỷ dị khôi phục ta có thể biến thân đại yêu tại kênh youtube gì các phim đối với bí mật của kỳ nhân bọn họ không có quyền tra xét mà từ lôi lộ ra vẻ tức giận rất nhanh lại khôi phục vẻ lãnh đạm nàng vừa rồi hỏi chỉ với tò mò mà thôi đi tham dò hiện trường xác nhận nguyên nhân cái chết của mấy người khác ngoài ra cũng mang thi thể bọn họ về lát nữa đưa về cho người nhà bọn hắn bốn tên âm sai nhao nhao gật đầu lúc gần đi ánh mắt lành lạnh của bọn họ đào qua khiến cho đám người trương sách trần tuyết đều thân thể cứng đờ họ nhìn thấy một đứa bé đang khóc trong con người một tên âm sai còn từ trên lưng một tên âm sai khác nhìn thấy một nữ quỷ nằm sấp mặt trắng bệch quay đầu lại lộ ra nụ cười quái dị kỳ nhân giới có câu khi người nhìn thấy con quỷ tức là nó đã sớm theo dõi người chân khí của mấy người đều tiêu hao hầu như không còn đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc từ lôi bước lên trước một bước chắn giữa mấy người hai đạo âm khí bán ra bị nàng vung tay đánh tan thật có lỗi bọn chúng mới chấp hành nhiệm vụ trở về có thể đã trải qua đại chiến có vẻ không khống chế được con quỷ trong cơ thể sợ bóng sợ gió một hồi tất cả mọi người gật đầu tỏ vẻ không có việc gì mà khi mấy tên âm sai đi ngang qua tòa nhà dạy học nữ quỷ trên lưng lại quay đầu nhìn về phía giang thần trên mặt cười hắc hắc quái dị giang thần cảm giác sau lưng mình trầm xuống Dường như có một cỗ thi thể cứng ngắc lạnh như băng vừa nằm úp sắp đi lên, vì không quá mức kinh thế hãi tục, hắn đã sớm giải trừ trạng thái bá yêu thể, khí tức cả người cũng ẩn mà không phát, bởi vậy không ai phát hiện ra. Giang Thần cảm giác trên lưng càng ngày càng nặng, giống như là từ lúc ban đầu một người, bây giờ đã tăng lên đến 10 cái. Ha ha ha, cóng ta có nặng không? Có tiếng nữ nhân cười âm hiểm ở bên tai Giang Thần, không nặng, chỉ là hơi vướng víu. Giang Thần thành thật trả lời, quỳ nằm úp, cơm mẹ nấu, quỷ khí cộng 80 nữ quỷ bầu phát oán niệm, trọng lượng lại tăng gấp đôi, chỉ sợ đã có chừng hai ngàn cân. Bây giờ thì sao? Càng vướng, quỷ muội muội vẫn là mời ngươi xuống đi. Giang thần rất lễ phép nói, ha ha ha, nữ quỷ nở nụ cười, muốn ta xuống, sao ngươi không tự mình động thủ? Giang thần bất đắc dĩ gật đầu, được rồi được rồi, đưa tay ấn lên quỷ thủ lạnh như băng ở trên vai, còn sờ soạn vài cái, lại nghe được một đạo hệ thống nhắc nhở, hắn mới nhắc nhở nói, quỷ muội muội, ngươi cẩn thận một chút, ta hạ thủ không biết nặng nhẹ sợ làm ngươi bị thương, ha ha, ngươi tùy tiện, nữ quỷ cười lạnh, là một con quỷ nằm úp, có thể bị người sống dễ dàng kéo xuống từ trên lưng, đó mới là lạ, được, giang thần gật đầu, tay mạnh mẽ dùng sức, ta, ta, ngón tay nắm chặt bị hắn bẻ gãy, nụ cười trên mặt quỷ cứng đờ, mơ hồ có loại dự cảm rất không tốt, nhưng bây giờ hối hận, đã muộn, bàn tay như kìm sát của nam tử đã nắm chặt tay nàng, lưng hơi trầm xuống, hai tay chợt phát lực, tựa như ném bao cát, đem nữ quỷ nặng nề quật xuống mặt đất không chỉ vậy một tầng yêu lực dưới chân giang thần tràn ngập ra ngoài bám vào mặt đất dầm một tiếng nổ không hề báo trước đem tất cả mọi người dọa hoảng sợ a a a nửa thân thể quỷ nằm úp bị đập nát xương chán lõm sâu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương bén nhọn một bên từ lôi thở ơ lạnh nhạt muốn nhìn cân lượng của giang thần ngạc nhiên há miệng không nghĩ tới đối phương ác như vậy con quỷ âm sai này không có ba năm bình âm khí thượng phẩm là đừng nghĩ có thể khôi phục lại tên âm sai kia cũng là điên cuồng co rút khóe miệng khuôn mặt đều tái mét giang thần nhìn tới phía hắn nhếch miệng cười ngại quá a à huynh đệ không cẩn thận chơi hỏng lão bà của ngươi rồi ta lần sau nhất định chú ý an toàn nghe nói như thế sắc mặt âm sai càng xanh hơn thậm chí có xu thế xanh đến trên đỉnh đầu quỷ nắm ấp vẻ mặt ngượng ngùng kéo thân thể tàn phế bỏ trở về trên lưng hắn bộ dáng rất thê thảm cũng không dám nhìn chằm chằm người sống cười quái dị nữa được rồi chấp hành mệnh lệnh đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ từ lối móng một câu, bốn tên âm sai đều bước nhanh rời đi. Nàng quay đầu nhìn Giang Thần một cái, không có nói thêm cái gì. Cái này kỳ thật đại biểu một loại tán thành. Đối với mấy người Trần Tuyết, quỷ của thủ hạ của mình mất khống chế rất có thể tạo thành uy hiếp chí mạng với bọn họ. Bởi vậy nàng ra tay ngăn cản, còn gật đầu tạ lỗi. Nhưng đối với một cao thủ cùng cấp bậc với mình thì không cần. Đối phương sẽ tự mình giải quyết uy hiếp. Ra tay giáo huấn con quỷ chỉ muốn gây chuyện kia một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục. Về phần có mạo phạm hay không, kỳ nhân cùng âm sai quanh năm mồi hồi ở bên bờ sinh tử cũng không giả mồm cãi láo như vậy được rồi bởi vì nhiệm vụ tập thể lần này trong đội ngũ của các người có ba kỳ nhân hy sinh bây giờ do ta tiến hành hỏi tham theo thông lệ từ lôi lấy một đoạn xương ngón tay tái nhợt ra từ trong quân phục tác chiến nghiêm túc nhìn về phía mấy người lại là thứ này sắc mặt lưu khai thay đổi mọi người đều nhìn về phía hắn đầu tiên hắn nhìn thoáng qua từ lôi thấy đối phương không có ý ngăn cản lúc này mới nói nếu ta không đoán sai vật này có liên quan với một con huyết y lệ quỷ huyết y nghe vậy mấy người đều kinh ngạc chừng to mắt huyết y lệ quỷ đây là một loại quỷ vật bị thù hận đeo đám quần áo nhiễm đầy máu tươi ác độc âm u thô bạo điên cuồng những từ ngữ này không thể nào miêu tả hết sự khủng bố của huyết y lệ quỷ đây là một loại quỷ vật siêu việt lệ quỷ dễ dàng có thể gây ra thảm sát trên diện rộng năng lực quỷ dị có lúc chỉ là nhặt được một kiện vật phẩm mà con huyết y lệ quỷ đã từng đụng qua cũng đủ để khiến một gã kỳ nhân cấp đi mất mạng một cách quỷ dị. Không sai, Lưu Khai gật đầu, phân cục âm tào thành phố Giang Bắc từng vây giết một con huyết y, một người bằng hữu của ta lúc đó may mắn được chứng kiến trận chiến đó. Đó là một con quỷ nói dối, nó sẽ nói dối người sống, mỗi lần thành công sẽ chặt một ngón tay của đối phương, đến lúc không còn ngón tay có thể chặt, sẽ dùng phương thức cực kỳ tàn nhẫn giết chết đối phương. Con quỷ nói dối này đã gây ra một sự kiện rất ác liệt ở tòa nhà Cửu Long ở khu nam thành phố Giang Bắc. Nó đã nói dối 11 lần trên đài phát thanh của tòa nhà, phần lớn mọi người đều tin. Kết quả cuối cùng là, toàn bộ tòa nhà hơn 1.000 người chỉ có không đến 200 người sống sót. Nghe nói lần đó, âm Tào phân cục thành phố Giang Bắc tức giận, phái ra một đội tinh nhuệ, chặt xuống 10 ngón tay con huyết y đó. Từ lôi bất ngờ nhìn hắn một cái, có chút kiến thức, nhưng có một điểm ngươi nói sai, con quỷ nói dối kia còn chưa tới cấp huyết y, chỉ là bán bộ huyết y nó chết trong tay đội trưởng của chúng ta xương ngón tay của con quỷ nói dối có thể phát hiện nói dối cho nên lát nữa các người tốt nhất thành thật trả lời tránh phiền phức không cần thiết nghe vậy ánh mắt mọi người nhìn về phía tử lôi tràn ngập kinh ngạc như trần tuyết dương thiền những đệ tử thế gia này cùng với lưu khai lão bánh quẩy lan lộn giang hồ nhiều năm tự nhiên đều đã nghe nói qua tiểu đội cấp sĩ tiếng tam lừng lẫy nhất phân cục âm tào thành phố giang bắc hoàng tuyền tiểu đội người ta nói rằng đội trưởng của bọn hắn là một kẻ điên mỗi lần quỷ chết trong tay bọn họ tử tướng đều rất thê thảm không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy đội viên của tiểu đội này liền từ ngươi bắt đầu đi ngươi có thể để lại ba người tần trạch chết như thế nào không từ lôi nhìn về phía lưu khai ta chỉ biết tần trạch là bị lệ quỷ giết chết hai người còn lại ta không rõ lắm nhưng ta đoán có thể là bị tần trạch dùng quỷ khí định trụ làm mồi nhờ chết ở trên tay lệ quỷ lưu khai thành khẩn trả lời bởi vì trên đường chạy trốn hắn đã làm như thế với chúng ta từ lôi nhìn thoáng qua sư ngón tay trắng noãn trên tay gật đầu tình huống là thật một thiết bị ghi âm bên hông nàng ghi lại cuộc đối thoại sau đó sẽ lưu vào hồ sơ của âm tào dừng một chút từ lôi lạnh giọng nói tần trạch ở trong nhiệm vụ tập thể vì mạng sống của mình mà ra tay với đồng đội vi phạm dưới luật âm tào sẽ bị hỏi tội nhưng bây giờ hắn đã chết sau đó chúng ta sẽ vấn trách chỗ tần ra lúc tần trạch chết ngươi đang làm gì sau đó nàng lại hỏi theo quy định lưu khai do dự một chút thờ ơ lạnh nhạt đối thủ quá mạnh lúc đó tần trạch đã ruồng bỏ đồng đội ra tay với các ngươi thờ ơ cũng hợp lý từ lôi lại gật đầu kế tiếp nàng lại hỏi mọi người mấy vấn đề câu trả lời của mọi người đều không khác nhau mấy hơn nữa xương ngón tay đều biểu hiện không ai nói dối bất quá khi cuối cùng hỏi đến giang thần câu trả lời của hắn có chút ngoài dự liệu lúc tần trạch chết ta đang có ý định cứu hắn đáng tiếc không kịp từ lôi có chút kinh ngạc lần đầu gặp mặt nàng đã bị đối phương trêu chọc ấn tượng của nàng đối giang thần kỳ thật rất không tốt nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là thiếu niên miệng đầy hoa hoa này lại có thể làm được việc lấy ơn báo oán ở trong giới kỳ nhân là một loại phẩm chất rất khó có được nghe xong câu trả lời của hắn từ lôi có chút nghiêm nghị kính nể phức tạp nhìn hắn một cái không thể không nói nếu như là ta bị đồng đội phản bội không động thủ giết hắn coi như tốt rồi cách làm giống như ngươi ta rất kính nể nhưng cũng hy vọng ngươi cũng đừng bởi vì thiện tâm tràn lan mà hại chính mình mằng mịt mờ nhắc nhở một câu trải qua thời gian âm u quanh năm trên người kỳ nhân đã rất ít có thể nhìn thấy loại nhân tính quang huy này giang thần đáp lại bằng một nụ cười sáng lạn thiếu niên thật rạng dỡ từ lôi hơi ngây người nhưng chỉ chốc lát đã khôi phục lại khuôn mặt lạnh như băng gật đầu công thức hóa tốt lắm hỏi thăm kết thúc nghe được cuộc đối thoại của hai người cơ bắp trên mặt đám người bên cạnh không ngừng co rúm dạng dỡ giang thần có ý mau quan hệ với hai chữ này sao các ngươi không có vấn đề gì có thể tự mình rời đi hai người bị thương nặng có thể theo ta trở về âm tàu tiếp nhận trị liệu miễn phí từ lôi cúi đầu nhìn thoáng qua mấy tờ giấy thủ hạ đưa tới sau đó mở miệng nói lúc này phía sau nàng vài tên âm sai đang đem ba của thi thể chuyển lên trực thăng. Bọn họ đã tiến hành khám nghiệm tử thi đơn giản, xác nhận trên thi thể Tần Hải và Tần Phi dương đích xác có dấu vết bị thần binh của Tần Trạch tập kích. Điều này càng tẩy sạch hiểm nghi của mấy người, khiến cho Từ Lôi đưa ra phán định ngay tại chỗ. Ha <laughs> ha, không cần không cần phiền toái. Lưu Khai mặt lộ vẻ cứng ngắc từ chối. Bình thường, bọn họ khẳng định muốn đi cọ một đợt y tế miễn phí, nhưng đêm nay bất đồng. Tần gia có ba tên đệ tử trẻ tuổi chết, cường giả tần gia bây giờ chỉ sợ đã chờ ở âm tào đòi một cái thuyết pháp lúc này thật đi theo về âm tào cũng quá ngu xuẩn được rồi chúng ta đi trước từ lôi gật gật đầu lên trực thăng cuồng phong mạnh mẽ quét sạch bụi đất trên mặt đất trực thăng chậm rãi bay lên không vài tên âm sai rời khỏi nơi này giang huynh đệ đại ân không thể báo hết tương lai có chỗ phân phó lưu khai ta cứ việc mở miệng đây là danh thiếp của ta hư cũng coi ta như nợ ngươi một cái nhân tình dương thiền hử lạnh nói ta đừng ngươi cứu mạng hai lần chẳng phải là chỉ có thể lấy thân báo đáp rồi sao mắt to của trần tuyết chớp chớp triều tức nói mấy người đều hiểu đêm nay không có giang thần bọn họ đối mặt chính là cục tất sát không thể nghi ngờ vô luận là tần trạch hãm hại hay là lệ quỳ bạch linh cho dù bọn họ dùng hết át chủ bài cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót các ngươi muốn trả lại nhân tình đúng không giang thần trầm ngâm một chút bằng không đừng chờ sau này ngay bây giờ trả a à. hả mọi người ngẩn ngơ đem tài liệu trên người lấy ra ta có việc gấp chúng ta coi như thanh toán xong. Đúng rồi, Trần Tuyết lưu lại, nghe nói như thế, khóe miệng mọi người hơi co quắp. Người thật sự chó như vậy sao? Nhân tình không để cách đêm à? Trần Tuyết thì đột nhiên hai tay ôm ngực, sắc mặt đại biến, làm gì? Nàng quét mắt nhìn bốn phía một vòng, nơi này hoang vu như vậy, cũng không có giường, chẳng lẽ là muốn. Nghĩ tới đây, mặt của nàng không khỏi đỏ đến tận lỗ tai, gần đây không tiện đón xe, lát nữa ngươi đưa ta về. Giang thần! Mọi người! Mọi người đều cảm thấy bất ngờ trước thực lực thực sự của Giang Thần, nhưng ngay sau đó, bọn hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm, vì có thể trả lại ân tình ngay tại chỗ cũng là một chuyện tốt. Dù sao, nếu Giang Thần gọi bọn hắn trong tương lai, bọn hắn cũng không tiện từ chối, nhưng với thực lực của đối phương, nếu đối phương cũng gặp phải phiền phức, bọn hắn đi rất có thể sẽ bỏ mạng. Điều này rất xấu hổ. Ngoài ra, họ không tiện từ chối cũng không phải vì họ coi trọng lời hứa như mạng, mà chủ yếu là Giang Thần quá mạnh. Nếu bọn hắn từ chối, rất dễ dàng bị giết ngay tại chỗ. Lưu Khai cực kỳ hào phóng, lấy hết những túi trên người ra, cuối cùng lấy ra một túi nhỏ máu chó đã đen như than, cùng với một hộp sắt nhỏ. Đây là máu của một con chó đen sinh ra vào ngày dương lịch dương, giờ thìn, mệnh cánh khỏe như một con nghe con. Con chó này từ khi sinh ra đã có thể nhìn thấy âm khí, khi trưởng thành, máu của nó một khi vầy ra, ác quỷ đều phải tránh xa ba phần. Hộp này là xích xa hơn 50 năm, là cục phẩm trong chu xa. Được, đa tạ, giang thần gật đầu, đây là, rất nhanh, những người khác cũng đưa ra những vật liệu chủ yêu mà họ mang theo bên mình, hào phóng tặng cho Giang Thần. Sau đó, ngoại trừ Trần Tuyết, những người còn lại đều rời đi. Đám người lưu khai phải trở về xử lý thương thế. Dương Thiền thì vui vẻ kiểm kê thu hoạch, vội vàng trở về mua một số vật phẩm để tăng cường thực lực. Tuy nhiên, dù là dòng chính của Dương Gia, nhưng trong thế gia kỳ nhân, quy củ thường rất nghiêm minh. Dương Thiền không có thiên phú quá xuất sắc nên sự ủng hộ của gia tộc dành cho nàng cũng có hạn. Vì vậy, nàng vẫn cần tự mình đi ra ngoài làm nhiệm vụ tích lũy điểm sau khi những người khác rời đi giang thần chọn lựa trong đống tài liệu không sai biệt lắm sắp đủ rồi lần này hóa yêu giang thần còn có một môn thần thông mà hắn không sử dụng trong suốt quá trình không phải hắn không muốn dùng mà là không thể dùng bởi vì trường tâm lôi cần khắc họa tổ hợp phù trận phức tạp từ trước trên lòng bàn tay mới có thể bộc phát ra uy lực khủng bố bất ngờ trong chiến đấu tiếp theo giang thần bóp nát một ít tài liệu thành bột phấn sau đó trộn lẫn chúng với nhau sau đó hắn chấm ngón trỏ vào xích xa trong miệng niệm thần chú khó hiểu phong lôi địa hòa phủ tạng ngũ khai tác lệnh thái thanh đầu ngón tay hắn bắt đầu vẽ những đường nét phức tạp trần tuyết đứng bên cạnh nhìn ban đầu nàng còn tưởng rằng giang thần đang vẽ bùa viết chú nhưng sau khi nhìn vài lần nàng mới phát hiện không có quy tắc nào cả những đường nét đỏ tươi mà hắn vẽ trên lòng bàn tay nhìn qua có vẻ cổ xưa và thần bí nhưng thực chất không có bất kỳ quy luật đạo pháp đáng nói nào quan trọng nhất là ngay cả một tia chân khí dao động cũng không có điều này khiến trần tuyết xác định Giang thần hoàn toàn là đang chơi đầu, ngươi cảm thấy hứng thú với đạo pháp, nàng nhìn nửa ngày, nhịn không được mở miệng, trận pháp, phù chú không phải là thứ lung tung có thể vẽ ra được, nhìn cách ngươi chiến đấu, khí huyết tuôn trào, hẳn là cao thủ của võ ngoại bát môn, nếu muốn học đạo pháp, ta có thể dạy ngươi một chút, nhưng mà, vẽ loạn trận pháp, cẩn thận rước họa vào thân, trần tuyết đầy vẻ khinh thường nói, giang thần liếc giáo nào một cái, ra ra ta 80 tuổi, vẫn sống rất khỏe mạnh, trần tuyết giật mình, cái gì? nàng có chút không theo kịp tốc độ suy nghĩ của giang thần biết vì sao hắn có thể sống lâu như vậy không tại sao bởi vì hắn chưa bao giờ xen vào việc của người khác trần tuyết hư nàng quay đầu đi chỗ khác miệng lẩm bẩm chửi bới tỏ ra rất không phục dù thực lực của giang thần có thể quang nàng hai con phố nhưng về mặt đạo pháp trần tuyết là đệ tử của trần gia chủ tu đạo pháp nên nàng có kiêu ngạo và sự tự tin của riêng mình không biết lòng người tốt ta xem người có thể vẽ ra cái quỷ phù gì được sau đó giang thần vừa niệm chú Vừa dùng đầu ngón tay chấm vào các loại vật liệu khác nhau ở lòng bàn tay trái, phác họa ra những đường nét và văn tự thần bí tối nghĩa, chỉ riêng trận pháp đầu tiên đã dày đặc che kín lòng bàn tay, điều quỷ dị là khi hắn phác họa xong nét bút cuối cùng, nét chữ đột nhiên biến mất, sau đó lại là một trận pháp khác, liên tiếp 18 trận pháp đều được hoàn thành, hơn nữa trận pháp này nối tiếp trận pháp kia, đan xen vào nhau, khi hoàn thành nét bút cuối cùng, ngay cả Giang Thần trong trạng thái hóa yêu, Thái Dương cũng dị đầy mồ hôi thở hổn hển hắn phát hiện ra yêu lực trong cơ thể mình vừa mới đối phó một con lệ quỷ cũng không tiêu hao quá một phần trăm nhưng giờ phút này đã sớm cạn kiệt có vẻ như phán đoán của lúc trước của ta không sai mặc dù chỉ là tiểu trưởng tâm lôi nhưng cũng tuyệt đối vượt xa thần thông bình thường toàn bộ yêu lực của một tấm thẻ hóa yêu hai sao lại chỉ đủ phát họa ra một trường giang thần không nhịn được vui sướng ngón tay tiếp tục chấm xích xa chỉ còn một bước cuối cùng đó là hợp nhất 18 trận pháp khiến cho trận môn tập trung ở trên lôi phù như vậy trưởng tâm lôi mới được hoàn thành hoàn toàn, phát họa được một nửa, xích xa đột nhiên sáng chói, 18 trận pháp biến mất lúc trước đồng thời hiện lên, tầng tầng xếp chồng lên nhau ở phía trên lòng bàn tay giang thần, tỏa ra khí thế hủy thiên diệt địa, đồng thời, trong không khí xung quanh, linh lực ùn ùn kéo tới, đổ dồn về nơi này, Trần Tuyết quay lưng lại, đồng tử đột nhiên phóng to, không thể tin quay đầu lại, khi nhìn thấy 18 tầng phù trận chồng lên nhau, cả người nàng đầu choáng váng, tổ hợp phù trận lại còn là tổ hợp 18 cái. Điều này sao có thể? Phải biết rằng, có thể phát họa ra tổ hợp phù trận hai cái trở lên, ở thời đại này đã có thể được xưng là trận pháp đại sư, 18 cái, không khác gì đầm rồng hang hổ, lại cảm nhận được năng lượng khủng bố truyền đến từ phía trên tổ hợp phù trận, cả người nàng gần như ngây dại, không thể nào, không thể nào, đây là ta đang nằm mơ sao? Động tác tay của Giang Thần không ngừng, đầu ngón tay lướt qua vẽ ra từng cái phù trận phức tạp khó tả, xích xa nối liền chúng lại với nhau, khi nét cuối cùng kết thúc, 18 tầng phù trận đột nhiên rút về lòng bàn tay Giang Thần, trong lòng bàn tay hắn chỉ còn lại một biểu tượng cổ xưa màu vàng. Trong chớp mắt này, Trần Tuyết đột nhiên phát hiện, chân khí của mình đang khôi phục lại đột nhiên đình trệ, dường như linh lực trong không khí mấy trăm mét xung quanh đều bị hút sạch vào khoảnh khắc vừa rồi, bất quá nàng không để ý tới những thứ này, mà vội vàng nhắm mắt lại, trong đầu điên cuồng nhớ lại những phù trận kia, quá huyền ảo, quá cao minh, quá tinh vi, những phù trận này rơi vào trong mắt Trần Tuyết, qua thực tựa như tác phẩm nghệ thuật làm cho nàng như si như say, giống như tráng hán đói khát mấy chục năm, nhìn thấy một mỹ nữ đã cởi sạch ngay trước mặt, đáng tiếc là người đẹp này nhanh chóng mặc quần áo vào, đằng nhắm mắt lại, liều mạng nhớ lại thật lâu, phát hiện chỉ nhớ được không đến 5%, sao không nhớ, trí nhớ của ta rõ ràng rất tốt mà, Trần Tuyết quả thực muốn phát điên, đột nhiên, nàng điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Giang Thần, sóng mắt như nước lưu truyền, để cho ta lại nhìn một lần, Giang Thần, cùng ngươi, Giang Thần liếc xéo đối phương, ta vẫn thích bộ dáng kiệt ngạo bất tuân vừa rồi của ngươi hơn. Trần Tuyết, nàng nghĩ đến lời nói lúc trước của mình, không khỏi cảm thấy mặt nóng lên, tạo nghệ của giang thần ở trên trận đạo, chỉ sợ có thể quăng nàng 18 con phố, nàng lại nói người khác là quỷ họa phù, nhưng đột nhiên, nàng lại lầm bẩm, dù sao ai có thể nghĩ đến, một mãng phu cả ngày mang theo nắm đấm lớn như bao cát đuổi theo quỷ chùy còn có thể tinh thông đạo pháp, nhìn cũng được, nhưng mà, giang thần nhìn chăm chăm nàng nói, Trần Tuyết mặc quần jean, đôi chân thon dài mượt mà không khỏi kẹp chặt lại ngươi muốn làm gì ngô yêu cầu của ta có chút quá đáng giang thần do dự nói chú ý đến ánh mắt cực nóng của hắn dường như đang dừng lại ở vị trí ngực mình trần tuyết không khỏi khẩn trương cảnh giác lùi về phía sau vài bước yêu cầu quá đáng cô nam quả nữ như thế này không cần nghĩ cũng biết đối phương muốn làm gì ngươi nói trước là cái gì nàng không dám một lời đáp ứng mặt có chút đỏ lên hỏi lấy thanh ngọc chất tiểu kiếm của ngươi ra làm trao đổi giang thần có chút ngượng ngùng nói dù sao đây cũng là át chủ bài bảo vệ tính mạng của người ta nhưng trong nguyên tắc nhân sinh của hắn có một điều chính là không thiệt thòi ý là mình làm gì cũng không thể lỗ vốn đây không phải là vấn đề được nhiều hay ít mà đây là vấn đề nguyên tắc a à, trần tuyết sừng sốt nửa ngày còn tưởng rằng ngươi muốn nói cái gì kết quả liền muốn cái tiểu kiếm ta một đại mỹ nữ như vậy còn kém một thanh thần binh bảo mệnh nàng đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm trượt lại có chút nghiến răng nghiến lợi thở phì phò đưa tay tiến vào cổ áo lấy ra một thanh tiểu kiếm kéo xuống cầm đi cầm đi giang thần tiếp nhận theo bản năng đưa lên mũi người người ừ mùi sữa mười phần trần tuyết đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn hư nam nhân thanh tiểu kiếm này phẩm cấp không cao chỉ là hạ phẩm thượng đẳng mà thôi nhưng thắng ở tác dụng đặc thù bình thường có thể tích góp linh lực trong không khí bộc phát vào thời khắc mấu chốt có thể ngắn ngủi để thăng hai tiểu cấp bậc thực lực cho người sử dụng nhưng nếu thực lực người quá mạnh hiệu quả sẽ yếu đi rất nhiều đây là ta trong một lần cơ duyên xảo hợp tìm được chợ đen bây giờ được chưa? Nói xong lời cuối cùng, hai mắt đảng lại tỏa sáng, chờ mong mười phần. Giang thần gật đầu, được được, nhưng tốt nhất ngươi nên nhìn nhanh lên. Thời gian có hạn, bây giờ yêu lực của hắn sắp cạn kiệt. Trên thực tế muốn kích phát trưởng tâm lôi, cần cực kỳ ít yêu lực, nhưng muốn đem phủ trận bày ra thì cần không ít yêu lực để duy trì. Ý niệm của giang thần khẽ động, tập trung vào ký hiệu màu vàng trên tay, rót yêu lực vào phủ trận tiểu trưởng tâm lôi, quang huy sáng trói sáng lên, 18 tầng trận văn hiện ra trần tuyết lập tức bị hấp dẫn khom lưng cúi người sát lại gần ánh mắt quan sát không chớp mắt vừa nhìn vừa thán phục lưu lợi không ngừng ngươi không cần cố gắng ghi nhớ toàn bộ tổ hợp phù trận này ngươi không có khả năng vẽ ra hết tách ra từng cái trận văn đơn độc tuy là không hoàn chỉnh nhưng chỉ cần thu hoạch được một chút hiểu biết từ đó cũng đáng ra cái thần binh của ngươi giang thần mở miệng nhắc nhở trên thực tế nếu trần tuyết xem xong có thể phát họa ra một trận pháp cường đại hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra tục ngữ có câu mang ngọc có tội chỉ cần cung cấp một chút lĩnh hội thì không sao cả. Nghe nói vậy, Trần Tuyết ngược lại là không có bất kỳ phản ứng nào, điểm này nàng đã sớm nghĩ tới. Khoảng chừng 7-8 phút sau, đinh, hóa yêu kết thúc, không đạt được thần thông vĩnh cửu hoặc bộ vị yêu hóa, không ngoài dự đoán, mặt vẫn đen như cũ, giang thần hoài nghi mình kiếp trước là người châu Phi. Đồng thời hắn cũng phát hiện, hệ thống hóa yêu này hoàn toàn khác biệt với những gì được mô tả trong tiểu thuyết yêu diễm đê tiện kia, nói một phần trăm chính là một phần trăm, không hề phóng đại, quá chân thực lực lượng trên người rút lui như thủy triều một cỗ cảm giác suy yếu chuyển đến khiến giang thần cảm giác thân thể như bị phát kiệt trong nháy mắt Trần văn mất đi yêu lực chống đỡ rơi trở về lòng bàn tay a à, sao lại không còn trần tuyết gấp đến mức đấm ngực rậm chân giang thần không để ý tới nàng nhanh chóng móc ra một cái bình nhỏ lấy hai viên tụ linh đan nhét vào miệng trước đó hắn đã thử qua thứ này có thể hồi phục yêu lực đan dược vào miệng một ngụm liền tan làm dịu cảm giác khô kiệt trong thân thể giang thần sau khi cảm nhận được yêu lực trong cơ thể đã đủ để ngưng tụ thúc giục tiểu trưởng tâm lôi giang thần mới nhìn về phía trần tuyết đang ảo não một chút thời gian như vậy đủ cho ai nhìn giang thần ngươi là gian thương ta còn chưa nhìn đủ không được không được ta còn muốn nhìn ta còn muốn cô nương này khóc lóc om sòm níu lấy ống tay áo của hắn không buông giang thần cũng có chút bất đắc dĩ được rồi hai ngày nữa tới tìm ta lại cho ngươi xem một lần phải không nghe được lời hứa trần tuyết lập tức mặt mày hớn hở Đáy mắt hiện lên một tia giả hoạt không dễ phát giác, trên thực tế thu hoạch vừa rồi của nàng đã rất khủng bố, một mặt là lý giải trận đạo, mặt khác là cảm ngộ đối với tu hành. Trần Tuyết cảm giác mình trở về bế quan 1 2 tháng, chỉ sợ có cơ hội bước vào đi, đến lúc đó hoàn toàn chính là nghịch thiên cải mệnh, từ một tử đệ thế gia bình thường không có gì lạ biến thành tử đệ thế gia trung thượng lưu thực lực không tệ. Ừ, Giang Thần không nói gì gật đầu, đi rồi, đưa ta về trước. Trần Tuyết nhu thuận như một tiểu thư ký, thỉnh thoảng nhìn trộm Giang Thần giống như đang nhìn một tòa bảo tàng, nhất là khi nhìn về phía tay trái của hắn, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Dường như quá mức hưng phấn, Trần Tuyết lái chiếc Porsche 911 lao nhanh trên đường, bây giờ là dạng sáng, trên đường gần như không có xe cộ và người qua lại, chỉ còn hai con phố nữa là đến tiểu khu Ngọc Uyển, tại góc đường, một quán thịt nướng lưu động đang buôn bán, chủ quán trung niên đang nướng thịt xiên trên sạp, tiếng xèo xèo vang lên, máu tươi văng tung tới hắn đang nướng một loại nội tạng động vật mới lạ ngồi cạnh trước bàn gấp là vị khách duy nhất một người mặc áo khoác gió mặt vùi dưới mũ trước mặt hắn bày một đống đồ ăn thừa trong lúc chờ đợi hắn dường như đang nhàm chán đến mức bắt chước tư thế đánh đàn dương cầm trên bàn không có bất kỳ âm thanh nào phát ra nhưng biểu hiện trên khuôn mặt của nam tử rất say mê dường như hắn có thể nghe thấy tiếng ngón tay mình gõ xuống một nhà khúc không tiếng động khi giang thần nhìn sang đối phương giơ một tay lên một cách rất lịch lãm tay kia đặt lên ngực như đang đa tạ người xem vì xe chạy quá nhanh một cái chớp mắt cảnh tượng vừa rồi đã biến mất khỏi tầm mắt giang thần giang thần không nhìn thấy rằng sau khi nam tử đa tạ hắn dừng động tác đánh đàn dương cầm lại tức thì thân thể chủ quán thịt nướng bên cạnh cứng đờ ngã thẳng xuống đất dưới lớp quần áo máu tươi bắt đầu thấm ra từ bụng nam tử đứng dậy chỉnh lại vành mũ khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười quỳ dị đi về phía trước po trờ chín đang rời đi lên lầu về đến nhà sang thần nằm ở trên sofa nhìn về phía bảng hệ thống tổng kết thu hoạch đêm nay thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ là quỷ khí, ước chừng hơn bảy nghìn. Hơn nữa, tổng quỷ khí của hắn đã gần chạm mốc một vạn, chỉ còn cách mở khóa thẻ hóa yêu ba sao một bước nữa. Mặt khác là chống ma âm cướp được từ trên người tần trạch, một thần binh trung phẩm, thượng đẳng, giá trị ước chừng hơn hai vạn điểm tích lũy địa phủ. Đây là hàng cao cấp chỉ có cường giả cấp sim mới dùng được. Hơn nữa, chống ma âm ở trên tay giang thần có khả năng phát huy hiệu quả còn cực kỳ bá đạo. Nó có thể định trụ địch nhân, lại có thể kích phát huyết mạch ngưu yêu trong cơ thể hắn phát huy tối đa lực lượng trong thân thể chống trận vừa vang đi lên liền trùy không chế bùng nổ tuyệt đối là ác mộng của ác quỷ cấp thấp tiếp theo là điểm tích lũy địa phủ giang thần giết chết một đống ác quỷ cộng lại tổng cộng 800 điểm tích lũy lệ quỷ bạch linh thì là một nghìn nhiệm vụ tập thể đi có khen thưởng thêm lại nhân với hệ số một năm cuối cùng là ba nghìn điểm từ đây cũng có thể nhìn ra quỷ còn sót lại một tiên nhân tính có giá trị như thế nào trước đây bắt được thủy quỷ tôn mỹ linh âm tào cũng ban thưởng trọn vẹn ba ngàn điểm tích lũy so với giết một con ác quỷ còn nhiều hơn thu hoạch không tệ bạn đang xem quỷ dị khôi phục ta có thể biến thân đại yêu tại kênh youtube gì các phim bận rộn cả đêm không uổng phí thần sắc mệt mỏi của giang thần bị quét sạch trên mặt mang theo vài phần vui sướng hắn luôn nhớ đây là một thế giới cực kỳ nguy hiểm hắn vừa mới ở trên xe lướt tin tức trên áp địa phủ còn nhìn thấy một chi tiểu đội chữ binh cấp di của lâm thị tối hôm qua vào lúc 9 giờ khi đã xử lý một sự kiện linh dị thì hy sinh theo như tin tức bọn hắn đã vô tình gặp phải một huyết y lệ quỷ. Mỗi một tiểu đội cấp C si đều ít nhất sẽ do một cao thủ C si dẫn đội, đội viên cũng đều là tinh nhuệ trong cấp C. Si. Nhưng trước mặt huyết y lệ quỷ, bọn họ vẫn không có sức chống cự. Nghe nói lúc bị phát hiện, thi thể thành viên tiểu đội bị vũ khí sắc bén cạo đến máu thịt mơ hồ, khung xương đều lộ ra, dường như đã trải qua một hồi lăng trì. Kỳ nhân cấp C si đều có sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, mặc dù chân tay gãy hay trọng thương chí mạng cũng sẽ không lập tức chết đi nhưng loại sinh mệnh lực cường đại này ở trước mặt lăng trì giống như một loại nguyền rùa ai cũng không thể tưởng tượng được thành viên của tri tiểu đội này trước khi chết đã trải qua thống khổ cùng tuyệt vọng như thế nào cả một đội toàn cao thủ cấp si trở lên nói diệt là diệt thế giới này thật sự quá kinh khủng giang thần cũng không khỏi hít sâu một hơi tuy rằng bây giờ hắn nắm giữ lá bài tẩy bảo mệnh có thể ngắn ngủi bộc phát ra được lượng cấp si, nhưng vẫn còn kém xa một cái huyết y cũng đủ để nghiền nát tất cả lá bài tẩy của hắn đem hắn giết chết còn phải tiếp tục cố gắng Kế tiếp, Giang Thần tắm rửa một cái, nằm xuống bắt đầu ngủ, chờ sáng mai tỉnh lại, hệ thống hẳn là cũng đã tăng cấp hoàn thành. Bên ngoài tiểu khu Ngọc Uyển, chiếc po chờ 911 của Trần Tuyết vừa rời đi không bao lâu, một nam tử mặc áo khoác từ góc đường đi ra, trong quá trình đi lại, mười ngón tay thon dài của hắn không chịu ngồi yên, không ngừng tụ lại, nhúc nhích, vặn vẹo, biến ảo các loại hình dạng khác nhau, trình độ linh hoạt làm người ta líu lưỡi, chỉ sợ diễn viên đàn dương cầm giỏi nhất thế giới khớp ngón tay cũng không linh hoạt bằng một nửa của hắn. Trên mặt hắn mang theo nụ cười cổ quái, đi tới ngoài cửa tiểu khu, trong phòng bảo vệ, lão Lý đang cúi đầu ngủ gật đột nhiên như phát hiện điều gì, ngẩng đầu nhìn thấy nam tử quỷ dị này, hắn lập tức đưa tay sờ lên rồi cui bảo an, làm gì, không phải chủ nhà không cho vào. Nam tử ngoảnh mặt làm ngơ lời nói của lão Lý, hai tay linh hoạt hơi giơ lên, mấy sợi tơ vô hình vung ra. Lão Lý đang do dự có nên nhấn chuông báo động hay không đột nhiên cảm thấy mấy bộ vị trên người truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt giống như bị ong đốt một chút. Ngươi, lời nói của hắn kẹt ở cổ họng, vẻ mặt trượt dại ra, sau khi sửng sốt, trên mặt lão lý nổi lên một nụ cười quái dị cứng ngắc, như bị thứ gì đó kéo ra mặt, thì toàn bộ nhăn lại, nhìn kỹ, hắn cười rất giống nam tử vừa rồi, thì ra là ông chủ, hoan nghênh về nhà, lão lý nở nụ cười cứng ngắc, cầm thẻ khóa trên bàn lên, vội vàng chạy đi quẹt cửa, nam tử đi vào tiểu khu hơn 10 bước, lão lý ngã phịch xuống đất, đụng vào nền xi măng, mặt đầy máu, ngươi nói cái gì? có khôi lỗi sư đến thành phố Giang Bắc, còn giết 37 người, đội tuần tra đám hỗn tiểu tử, tử kia làm ăn cái gì, bây giờ mới báo cáo lên. Trong phân cục âm tàu thành phố Giang Bắc, khu làm việc của tổ ba, một trắng hán mặc âu phục giống như tháp sắt đang giống giận với điện thoại, phó tổ trưởng, 37 người chết, có 7 người là người của đội tuần tra. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm làm cho tráng hán sững sờ ngay tại chỗ, bóp nát ly nước trong tay, mảnh thủy tinh bị hắn vò thành bột phấn. Văn phòng vang lên thanh âm tráng hán nổi giận quát, mẹ kiếp, người dám động đến lão tử, hắn chán sống rồi, báo cáo vị trí, ta mang đội bi đi qua, sát khí trong mắt trắng hắn bộc lộ, mặt đầy thịt rung động, giống như một đầu mãnh hổ nổi điên sắp sửa chọn người mà phệ. Lần xuất hiện cuối cùng là ở một quán thịt nướng trên đường hạnh phúc, sau đó đã mất vị trí, e rằng chỉ có thể để cho đoàn cố vấn bên kia lục soát camera toàn thành phố xem có thể tìm được hay không. Theo khí tức lưu lại ở hiện trường, Hồi lỗi sư này rất không đơn giản, rất có thể là cao thủ cấp gì. Si. Đầu bên kia điện thoại thanh âm có chút ngưng trọng, si sao vậy, lão tử bây giờ liền đi qua, tìm được người lão tử không rẻ sống hắn liền theo họ hắn. Tráng hắn nói xong vứt điện thoại xuống, vừa đi ra ngoài vừa lớn tiếng hô, để cho túi khôn đoàn đi điều tra sự kiện khôi lỗi sư giết người ở đường hạnh phúc đêm nay. Đội bi lũ nhóc con, có một cái tính một cái, toàn bộ đi theo ta. Trong phòng làm việc, mấy nhân viên văn phòng nghe nói như thế, vội vàng đứng dậy đi liên hệ với người trong túi khôn đoàn, còn có người thì nhanh chóng thông báo cho thành viên đội bi của tổ ba tổ phó tổ ba khâu hồng nổi tiếng tính tình nóng này mà mỗi khi hắn nổi giận thường thường cũng có đại sự phát sinh huống chi khi nghe được ba chữ khôi lỗi sư nhân viên công tác tổ ba cũng lập tức hiểu được tầm quan trọng của chuyện này nếu như nói ám minh là lũ chuột chạy qua đường thì khôi lỗi sư chính là một trong số những con chuột thích cắn người nhất trong đó những thành viên ám minh khác xuất hiện ở một tòa thành thị nào đó phân cục âm tào trong thành chỉ sợ còn không quá khẩn trương nhưng khôi lỗi sư một khi xuất hiện nhất định sẽ mang theo vô số giết chóc đây là một đám người điên khát máu, có vấn đề lớn về tinh thần. Bọn họ thích nhất là đùa bỡn thi thể người khác, nghiện thi đến mức nghiêm trọng, nghe nói lúc ngủ không có một cỗ thi thể điều khiển ở bên cạnh, khôi lỗi sư đều không thể ngủ ngon. Những người như vậy, ở một mức độ nào đó còn đáng sợ hơn cả quỷ. Quỷ giết người có khi còn có quy luật có thể tuân theo, nhưng bọn họ lại hoàn toàn dựa vào sở thích. Người bình thường trong mắt bọn họ cũng như con kiến, đều là những thứ có thể bị nghiền nát để mang lại cho chúng một chút khoái cảm. Trong tiểu khu Ngọc Uyển, một nam tử đi vào thang máy hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại cảm nhận một chút, rồi nhấn nút tầng 12. Khôi lỗi sư quanh năm giao tiếp với thi thể nên có thể phân biệt rõ ràng những loại khí tức khác nhau trên cơ thể người. Chỉ cần là người bọn hắn từng gặp, sẽ không bao giờ thoát khỏi bàn tay của bọn hắn. T. Mùi huyết phủ thật tuyệt vời, không biết là phế vật nào lại để cho một tiểu gia hòa lông còn chưa mọc lại cầm được thứ này. Lương tự hơn 40 tuổi, mái nón che đậy khuôn mặt tái nhật như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Đây là biểu hiện của việc quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời bởi vì nếu ánh sáng trong nhà quá thịnh, thi thể mà hắn thu thập sẽ rất dễ bốc mùi. Huyết phù thường chỉ được phát cho những nhân vật tinh nhuệ của ám minh, yếu nhất cũng phải là cao thủ si, hoặc là những nhân tài có năng lực đặc biệt. Những người này thường có chiến lược rất mạnh mẽ và tâm tư kín đáo. Điều khiến lương tự bất ngờ là, từ khí tức mà hắn cảm nhận được dọc theo đường đi, thiếu niên này rõ ràng chỉ có thực lực đi cấp. Hơn nữa, đối phương lại quá kém cảnh sát, rõ ràng vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, lúc suy yếu nhất lại còn lái xe thể thao ồn ào khắp nơi ký hiệu huyết phù trên cánh tay cũng không có dùng bất kỳ thủ đoạn nào che đậy lại. xem ra dạo gần đây ám minh sống quá tốt, một cái phế vật cũng xứng đáng nhận được huyết phù. lương tự vừa cười lạnh, vừa bước ra khỏi thang máy. trong hành lang, hắn đứng chốc lát rồi nhanh chóng đi đến phòng 1201 bên phải. bước chân của hắn rất nhẹ, ngay cả đèn hành lang cảm ứng bằng âm thanh cũng không bật. trong bóng tối, đầu ngón tay của lương tự lướt qua lỗ khóa, sau đó ngón trỏ rung động với tần số nhỏ, tim khóa bị sợi tơ vô hình dẫn dắt xoay chuyển từng chút từng chút toàn bộ quá trình diễn ra rất êm ái không phát ra một tiếng động nhỏ nào một lát sau cửa mở ra phòng bi của cửa cũng bị sợi tơ bao lấy cả cánh cửa tựa như đạo cụ nhẹ nhàng bay bồng trong vở kịch rối gỗ chậm rãi mở ra không tiếng động nam tử bước vào khí tức trong nháy mắt biến mất giống như một linh hồn trong bóng tối lặng lẽ đi vào phòng ngủ hắn đã nghe thấy tiếng thở đều đều để cửa ra trên giường trong phòng ngủ giang thần đang ngủ say tay trái khoác ngoài chăn không hề hay biết trong nhà mình đã có thêm một người. Lương tự đứng bên giường, trên mặt lại nở ra một nụ cười quái dị hắn hài lòng với màn xâm nhập của mình. Mặc dù bên ngoài miệng đang mắng phế vật, nhưng hắn cũng hiểu rằng đối phương có thể giết chết một thành viên của Á Minh nắm giữ huyết phù, chắn chắn không phải là người đơn giản. Việc bắt được một mục tiêu trên san giết bảng dễ dàng như vậy tự nhiên đáng để hắn vui mừng. Quan sát con mồi này trong nửa giây, lương tự không do dự thêm nữa, trên tay xuất hiện một thanh dao dài phẫu, lưỡi dao sáng bóng mơ hồ nhiễm lên một tia đỏ sẫm hắn nhắm ngay tim của giang thần chuẩn bị đâm một nhát chín mạng nhưng khi tay hắn vừa mới hạ xuống một nửa ngược lương tự đột nhiên chuyển đến cảm giác đau như lửa đốt nơi đó có một tờ giấy vàng gấp thành tam giác treo trên dây đỏ toàn thân hắn nổi da gà mặt lộ vẻ kinh hãi không nói hai lời thu tay lại nhanh chóng lùi lại lúc này một trận âm thanh ma quái vang lên lương tự chỉ ngây ngốc trong chốc lát tiếp theo hắn một đường lao ra cửa phòng phá vỡ cửa sổ hành lang từ tầng 12 nhảy xuống toàn bộ quá trình diễn ra không chút trần trừ đây là sự quả quyết rèn luyện ra từ vô số lần bồi hồi ở trước sinh tử đao trong phòng giang thần ngồi trên giường ánh sáng lôi phù trên tay trái dần dần rút đi trong bóng tối đồng tử màu nâu xanh của hắn phát ra ánh sáng u tối quỷ dị đáng tiếc lão tử tử này giống như thỏ quá cảnh giác trên đường đi hắn đã phát hiện ra vấn đề mặc dù đối phương ngụy trang rất tốt thậm chí có thể nói là hoàn hảo kỳ nhân bình thường căn bản không có khả năng sinh ra nghi ngờ nhưng giang thần đã hóa yêu nhiều lần có được khứu giác kinh khủng như dã thú cho dù đang chạy xe thể thao với tốc độ cao hắn vẫn có thể phân biệt được mùi máu tươi trên người lão tiểu từ này đó là mùi máu người bằng vào tiểu trưởng tâm lôi hắn bày ra tình huống này để gây ông đập lưng ông nhất kích tắt sát đáng tiếc thắt sách duy nhất là thực lực của đối phương còn mạnh hơn hắn dự đoán chống ma âm ảnh hưởng đối với hắn cực kỳ nhỏ điều này vô cùng khủng bố bởi vì trên chợ đen Giang Thần đã tận mắt nhìn thấy những cao thủ cấp C si của thế gia bị ảnh hưởng, đối với kỳ nhân mà nói, đủ thời gian để hắn đánh ra một kích, như vậy, có thể thấy thực lực của lão tiểu tử vừa rồi tuyệt đối ở cấp C, si. Giang Thần đứng dậy đi ra hành lang nhìn thoáng qua, xác nhận lão tiểu tử kia đã nhảy cửa sổ chạy trốn, sau đó đi trở về đóng cửa lại, hắn tự nhiên không có tìm đường chết đuổi theo, một tên cao thủ ít nhất là cấp C, si. mặc dù hắn có thể đối phó, nhưng không cần thiết phải mạo hiểm, cách xử lý tốt nhất khi gặp tội phạm là gì? Giang Thần cầm lấy điện thoại, bấm số của âm Tào, mời nói, nhân viên nối máy ở đầu kia dứt khoát lưu loát, không nói bất cứ lời dư thừa nào, bởi vì ai cũng biết, kỳ nhân bấm số điện thoại này, nhất định là gặp phải tình huống khẩn cấp nhất. Ta đang ở đường số 124, tiểu khu Ngọc Uyển, vừa mới bị một thành viên ám minh công kích, đối phương thực lực rất mạnh, ít nhất là si, trên đường đi có khả năng còn đã giết người, các người mau phái người tới đi, đừng để hắn chạy, đúng rồi, năng lực của đối phương cực kỳ quỷ dị, dường như có thể thao túng thi thể, được rồi ta lập tức khoan đã người nói gì si ngay cả một nhân viên âm tào được đào tạo bài bản cũng không nhịn được mà tăng âm lượng lúc đầu nghe giang thần nói chuyện bình tĩnh còn tưởng rằng chỉ là chuyện nhỏ kết quả lại là thành viên ám minh cấp si chuyện này quá nghiêm trọng bởi vì dưới sự nỗ lực của âm tào và đạo minh trong nội thành vẫn rất ít xuất hiện uy hiếp từ cấp si trở lên đúng rồi lão tiểu tử, tử kia mặc một chiếc áo gió trên người có mùi thi thối mau phái người đến đi ngàn vạn lần đừng để hắn chạy giang thần hết sức cố chấp ba câu không rời việc đừng để cho đối phương chạy nếu để lương tự nghe được cuộc đối thoại này phòng chừng có thể tức giận hô to cơm mẹ nấu nhà ngươi được được ta lập tức báo cáo xin bảo đảm an toàn cho bản thân mau thông báo cho khâu phó tổ trưởng tổ ba tìm được hôi lỗi sư rồi địa chỉ ở giang thần nghe được đối phương còn chưa cúp máy liền lớn tiếng hô lên tiếp theo truyền đến mấy tiếng bước chân dồn dập gọi điện thoại cùng với tiếng gõ bàn phím tất nhiên nếu cẩn thận nghe vẫn có thể cảm nhận được loại không khí cấp bách này trật tự rõ ràng Năng lực chuyên nghiệp của phân cục Âm Tào vẫn phải có. Sau khi cúp điện thoại, Giang Thần như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một lúc, hắn mới hối hận vỗ đùi một cái, "Cơ mẹ nấu, lúc nãy nên nói nghi ngờ lão tiểu tử, tử này là cao thủ cấp bi như vậy Âm Tào phái người tới mới có thể đảm bảo khiến hắn muốn trốn cũng trốn không thoát, thất sách à." Giang Thần thầm lắc đầu, "Ai, cũng không biết lão tiểu tử, tử này khi nào thì mới bị bắt." Hắn quyết định, khi xóa ra thẻ hóa yêu ba sao, nếu như Âm Tào vẫn chưa bắt được người, hắn sẽ cùng nhau đi tìm dù sao hắn không sợ trộm chỉ sợ bị trộm nhớ thương giang thần không nhận ra rằng ý nghĩ của mình thực ra tương đối nhảy thoát hắn đây là nhớ thương thượng trộm người ta bên kia khâu hồng vốn đang lái xe về phía đường hạnh phúc đột nhiên nhận được tin tức hắn lập tức thay đổi hướng đi đạp chân ga xuống tận cùng chiếc xe màu đen đặc chế lao đi vun vút dưới bóng đêm nhìn thấy vậy trên xe mấy người khí chất lạnh lùng nam nữ lẫn lộn vội vàng rút vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu bọn họ mặc đồng phục tác chiến màu đen giống nhau Ngực trái có in một chữ ất to bằng bàn tay, cổ tay trái thì có chữ ất viết bằng cổ văn, không ai nói chuyện, không khí trong xe rất ngột ngạt, tràn ngập sát khí như mưa rình gió dữ nếu có ác quỷ nào ở trong xe, chỉ sợ sẽ bị dọa đến hồn bay phách tán. Cấu trúc của mỗi phân cục cấp thành phố của âm tào là cố định, trước tiên là tổ âm sai, sau đó là tiểu đội, ví dụ như thành phố Giang Bắc có 6 tổ âm sai, mỗi tổ chia làm 4 đội, xếp hạng theo thứ tự giáp ất bính kinh, hoàn toàn dựa trên thực lực mà quyết định ví dụ như tiểu đội nhất sát mạnh nhất đội trưởng kiêm nhiệm tổ trưởng tổ là cao thủ cấp đi tông sư đỉnh phong đội viên dưới trướng đều là cao thủ ngụy cấp đi đây là tiểu đội âm sai át chủ bài của thành phố giang bắc luôn phải đối mặt với những nhiệm vụ nguy hiểm nhất ngoài ra còn có đội tuần tra chỉ có tiểu đội cấp sim mới có tư cách được đưa vào danh sách tổ âm sai chính thức của phân cục thành phố tiểu đội thực lực cấp đi do những âm sai mới tạo thành thậm chí một số tiểu đội thực lực cấp e thì chỉ có thể phụ trách tuần tra thành phố vào ban đêm so với người thường âm sai có tuổi thọ ngắn hơn nhưng thực lực cũng tăng lên nhanh hơn cho nên tiểu đội âm sai tuần tra thường rất nhanh sẽ thăng chức lên cấp độ đủ để gia nhập đội ngũ chính thức vì tiểu đội âm sai cần bổ sung máu mới khâu hồng làm phó tổ trưởng tổ ba cũng kiêm nhiệm đội trưởng tiểu đội ất nơi này là khu vực phụ trách của tổ ba những người chết cũng là tiểu đội tuần tra dưới trướng bọn họ một số người trong đó đã sớm được bọn họ coi trọng còn có vài lần trao đổi có thể xem như đội viên dự bị của bọn họ thế mà lại vô duyên vô cớ chết dưới tay khôi lỗi sư tất cả thành viên tiểu đội ất đều tức giận, ánh mắt lạnh lùng. Giang thần không biết gì về những chuyện xảy ra sau đó, sau khi nghe thấy tiếng còi báo động dưới lầu, hắn liền yên tâm nằm xuống tiếp tục ngủ. Sáng sớm hôm sau, đinh, hệ thống thăng cấp hoàn thành, bổ sung tính năng cường hóa, tiếng nhắc nhở của hệ thống khiến giang thần từ trong giấc mộng tỉnh lại, hắn lướt nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ, đinh, tính năng cường hóa có thể tiêu hao quỷ khí để vật phẩm trở nên mạnh mẽ hơn, nhiều lần cường hóa còn có cơ hội để vật phẩm nào đó thoát thai hoán cốt chạm vào vật phẩm muốn cường hóa, niệm thầm là có thể tiến hành cường hóa, hệ thống vẫn tương đối có trách nhiệm, giới thiệu tính năng mới và cách sử dụng một lần. Giang Thần đứng dậy, suy nghĩ một chút, đưa tay lấy một cái bình nhỏ trên tủ đầu giường, bên trong là đan dược hạ phẩm trung đẳng, tụ linh đan, cường hóa, hắn đổ ra một viên, niệm thầm trong lòng, đinh, phải chăng tiêu hao 5 điểm quỷ khí để cường hóa vật phẩm này? Tiêu hao, sau một khắc, Giang Thần cảm thấy bàn tay hơi nóng lên, đinh, cường hóa hoàn thành chúc mừng ký chủ đạt được tụ linh đan cộng một vậy là xong rồi hắn ngẩn người quan sát đan dược trên tay một lát lại đổ ra một viên khác để so sánh cuối cùng giang thần phát hiện rằng viên tụ linh đan cộng một có vẻ mịn màng và trong suốt hơn một chút còn lại thì không thể thấy nhiều khác biệt vì hắn không phải luyện đan sư giang thần trực tiếp nuốt viên đan dược vào đan dược lực tan trong miệng một luồng yêu lực khổng lồ rót vào máu thịt của hắn gần như tràn ra từ lỗ chân lông hiệu quả thật kinh khủng ít nhất là gấp 3 lần tốc độ và lượng hồi phục của viên tụ linh đan bình thường mà ta ăn tối qua. Sau khi ăn xong, Giang Thần có thể đưa ra phán đoán chính xác hơn. Hắn không khỏi sáng mắt lên, thứ này có thể có tác dụng lớn, thời khắc mấu chốt nốt xuống một viên, có thể cứu mạng. Hơn nữa đây chỉ là hiệu quả cộng một, nếu tiếp tục cường hóa thì sao? Giang Thần lầm bầm một câu, vẻ mặt vui sướng. Hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng tò mò về khả năng cường hóa vì hắn còn nhớ rõ hệ thống đã nói rằng cường hóa đến một mức độ nhất định có thể khiến một vật phẩm nào đó thoát thai hoàn cốt. Hệ thống, cường hóa. Cộng một tiếp tục cường hóa, đinh, phải trăng tiêu hao 10 điểm quỷ khí, cường hóa tụ linh đan cộng một vâng. Cộng hai lại cường hóa. Cộng 3 lần thứ ba tiêu hao 20 điểm quỷ khí, giang thần tiếp tục mở miệng thì hệ thống nhắc nhở xuất hiện biến hóa, phải trăng tiêu hao 100 điểm quỷ khí, cường hóa tụ linh đan cộng 3, yêu cầu quỷ khí tăng đột biến lên đến 100 điểm lúc này viên tụ linh đan trên tay giang thần đã từ màu xanh nhạt ban đầu biến thành màu xanh biếc trong suốt tựa như một viên bảo thạch hơn nữa còn mơ hồ tỏa ra một mùi hương nồng đậm giang thần cắn răng tiếp tục tiêu hao như vậy thật ra đã khá lớn nhất là bây giờ hắn còn muốn nhanh chóng tích góp đủ một vạn quỷ khí để rút thẻ hóa yêu ba sao tuy nhiên nếu đã đến đây dùng thêm một chút vị thử nghiệm khả năng cường hóa cực hạn cũng có lợi rất lớn ít nhất bây giờ viên tụ linh đan cộng ba này giang thần cảm thấy nếu hắn ăn vào khi yêu lực cạn kiệt chỉ sợ có thể hồi phục đến trạng thái hoàn chỉnh trong thời gian cực ngắn, đã tiêu hao 35 điểm quỷ khí, tương đương với một tấm thẻ hóa yêu không yếu, một lần cường hóa tiêu hao 100 điểm, sẽ khiến viên tụ linh đan hạ phẩm này phát sinh biến hóa như thế nào? Đinh, bắt đầu cường hóa, tiêu hao 100 điểm quỷ khí, Giang Thần cảm thấy tay mình nắm tụ linh đan rõ ràng nóng lên, gần như nóng bỏng, sau một khắc, lòng bàn tay hắn lại có ngọn lửa màu đỏ thấm toát ra, bao bọc đan dược, hắn không khỏi chừng mắt cảm nhận được đan dược đang phát sinh biến hóa kỳ diệu trong ngọn lửa. Gần 30 giây sau, hệ thống vang lên, đinh, cường hóa hoàn thành, chúc mừng ký chủ đạt được quần linh đan. Giang thần nhìn viên đan dược màu xanh sẫm lẳng lặng nằm trên lòng bàn tay, xúc cảm ôn nhuận, tản mát ra dị hương nồng đậm, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quần linh đan, cho đến bây giờ hắn chưa từng nghe nói qua loại đan dược này, hắn dường như nghĩ tới cái gì, mở ra thương thành của áp địa phủ, nhập ba chữ này vào tìm kiếm, quả nhiên không có kết quả gì chẳng lẽ nói đây là hệ thống cường hóa đi ra trên thế giới bây giờ căn bản không có đan dược này lần trước ta nhìn thấy trên một bài post có người suy đoán hệ thống tu hành của đạo minh bao gồm thế gia tông môn ẩn thế bình thường lục cự đầu rất có thể đều từng có đứt gãy chẳng lẽ nói giang thần lắc đầu không có đoán tiếp bởi vì bây giờ mà nói những thứ này không quá quan trọng hắn cẩn thận quan sát viên ẩn linh đan trên tay cực kỳ muốn biết một việc hiệu quả của thứ này như thế nào chỉ là người thấy mùi tốc độ khôi phục yêu lực đã gia tăng rất nhiều cơ bản tương đương với hiệu quả ăn một viên tụ linh đan bình thường, nếu nốt thứ này vào, phòng trường có thể hồi phục lượng lớn yêu lực, nói không chừng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn không cần kiêng nề gì tiêu xài, Giang Thần thì thào, tiến hành suy đoán hợp lý nhất định, nếu quả thật là vậy, hơn nữa còn sở hữu một môn thần thông pháp thuật tiêu hao yêu lực to lớn sẽ cực kỳ khủng bố, hắn còn nhớ rõ, lúc trước hóa yêu hỗn thế ma vương, uy năng kinh khủng của một chiêu hỗn thế thiên đao diệt bán bộ lệ quỷ, đồng thời cũng rút sạch cơ hồ tất cả yêu lực của hắn loại thần thông tiêu hao lớn kèm theo sát thương khủng bố này cùng uẩn linh đan tuyệt đối là hợp nhau lại càng tăng thêm uy lực mặt khác tương lai nếu như quỷ khí đầy đủ hắn sẽ thử rút thẻ hóa yêu hai sao xót thẻ hóa yêu lôi lực đại tiên xem có thể đem thần thông tiểu trưởng tâm lôi phiên bản vĩnh cửu xoát ra hay không đến lúc đó thật sự xoát được mỗi lần phát họa trưởng tâm lôi cũng có thể dùng uẩn linh đan đáng tiếc phải cần 135 điểm quỷ khí mới có thể cường hóa ra một viên một quá trình như vậy thực sự là quá đắt chợt sang thần lại có chút đau lòng bình thường tác chiến kỳ thật cường hóa tụ linh đan cộng ba là đủ rồi nghĩ tới đây hắn lại móc ra hai viên tụ linh đan còn dư lại cường hóa toàn bộ đến cộng ba đúng rồi ổn linh đan có thể cường hóa hay không ánh mắt giang thần khẽ động mặc niệm trong lòng tuy nhiên đinh vật phẩm này đã không thể tiếp tục cường hóa xem ra sau cái gọi là thoát thai hoán cốt vật phẩm đã đạt đến cực hạn bất quá như vậy cũng rất kinh người chỉ cần một bình tụ linh đan năm mươi tích lũy áp địa phủ liền có thể cường hóa thành loại hiệu quả này nếu như là vật khác thì sao giang thần càng nghĩ ánh mắt càng sáng hắn lấy ra thanh quỷ khí hạ phẩm trung đẳng trong khoảng thời gian này vẫn một mực sử dụng đó là thanh đao lò so lấy được từ trong tay quỷ mưu sát đinh có muốn tiêu hao năm quỷ khí cường hóa vật phẩm này không tiêu hao cường hóa thành công chúc mừng ký chủ đạt được đao lò so cộng một không giống như cường hóa đan dược trước đó trong nháy mắt thanh quỷ khí này cường hóa hoàn thành giang thần liền nhìn ra sự khác biệt rõ ràng thân đao vốn trắng bóng sáng người xuất hiện một tầng màu xám cảm giác sắc bén kim loại càng mạnh âm khí mang trên quỷ khí cũng tăng lên gần gấp đôi tiếp tục cường hóa tiêu hao 20 quỷ khí cộng 2, lúc này đây lưỡi đao rõ ràng sắc bén hơn cộng 3, phải chăng tiêu hao 220 quỷ khí cường hóa đao lào sau cộng 3, lần này giang thần do dự một chút nhưng nghĩ đến nếu như nhiệm vụ tiếp theo lựa chọn nhiệm vụ tập thể cấp đi dùng thêm 220 quỷ khí cũng không tính là gì cường hóa theo một ngọn lửa đỏ bốc lên lần này kéo dài hơn 40 giây, một thanh đoàn đao toàn thân màu đen, tản mát ra hàn khí lạnh lẽo nằm trên tay Giang Thần. Bộ dáng tổng thể cũng thay đổi, không còn là hình dạng đoàn đao mà là một thanh đao dài bằng cẳng tay, cán và thân đao liền một khối, không biết có phải do màu sắc hay không, lướt mắt một cái quét qua, rất dễ dàng khiến người ta bỏ qua sự tồn tại của nó. Cường hóa thành công, chúc mừng ký chủ đạt được đoạn đao mưu sát, Giang Thần quan sát một lúc, ánh mắt sáng người. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là ảo giác, kết quả khi hắn đưa yêu lực vào, cảm giác tồn tại của thanh đao này liền trở nên thấp hơn, nhất là giấu ở dưới lòng bàn tay, ngay cả chính hắn cũng sẽ theo bản năng mà bỏ qua sự tồn tại của nó. Đoàn đao mưu sát, đúng là danh xứng với thực, dùng tốt, nói không chừng ngay cả quỷ cũng có thể lừa gạt. Giang thần tự nói, hắn cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến tình cảnh lúc chiến đấu, chính mình tát một cái qua, quỷ không tránh không né muốn liều mạng với mình, kết quả dưới bàn tay, một thanh đoàn đao sắc bén trực tiếp cắm vào sọ não đối phương, hơn nữa. Trình độ sắc bén và âm khí của thanh đao cũng tăng lên rất nhiều tính dẻo dai, cũng tăng lên không dưới 10 lần so với trước. Không biết bây giờ thanh đao này xem như phẩm dai gì, hạ phẩm cực đẳng, hay là trung phẩm. Giang thần không phải là chuyên gia, không thể đưa ra phán đoán chính xác, nhưng hắn thử dùng lực bẻ thân đao thì thấy ngay cả với thực lực bây giờ của hắn cũng không thể làm được. Ít nhất so với thanh đao của con quỷ hủy dung trước kia, nó chắn chắn mạnh hơn nhiều, có thể chịu được uy lực một đòn của hỗn thế thiên đao. Giang thần đưa ra phán đoán, càng thêm phấn khích, 290 điểm quỷ khí này sai đáng giá. Tiếp theo hắn lại sờ lên thanh ngọc chất tiểu kiếm đinh phải trăng tiêu hao 50 quỷ khí để cường hóa vật phẩm này lần này cường hóa lần đầu sẽ tốn 50 quỷ khí không giang thần lắc đầu không tiếp tục cường hóa nữa bây giờ mục tiêu chính của hắn vẫn là tích lũy đủ một vạn quỷ khí để rút thẻ hóa yêu ba sao hắn đang nghiệm chứng một phán đoán xem ra số lượng quỷ khí cần thiết để cường hóa thực sự dao động theo phẩm chất của vật phẩm có vẻ như tuần sau chợ đen mở cửa mình có thể đi săn một chuyến trên chợ đen đồ vật cao thấp không đồng đều có một số đồ vật mà ngay cả chủ quán cũng không biết rõ phẩm chất và tác dụng của nó. Mặc dù phần lớn người có ý định đào bảo đều bị lừa, nhưng cũng có không ít người đã mua được đồ tốt với giá cực rẻ. Giờ đây, hắn có năng lực cường hóa, hoàn toàn có thể cường hóa rồi bán đi với giá cao, chắn chắn sẽ kiếm được một khoản. À đúng rồi, cái này cần bao nhiêu quỷ khí mới có thể cường hóa. Giang thần đưa tay sờ sờ vật phẩm có giá trị nhất bây giờ của mình, chống ma âm, đinh, phải trăng tiêu hao 500 quỷ khí để cường hóa vật phẩm này. Kết quả rất đáng sợ, lần đầu cường hóa đã cần tới tận 500 điểm quỷ khí, tương đương với 5 tấm thẻ hóa yêu một sao. a à trời, cái này cũng quá đắt, giang thần cũng không khỏi líu lưỡi, hô to không thể cường hóa, hắn tính sơ qua, nếu muốn cường hóa đến cực hạn, chỉ sợ số quỷ khí còn lại hơn tám ngàn của hắn cũng không nhất định đủ, đồng thời, ánh mắt hắn cũng khẽ động, nuốt một ngụm nước bọt, bởi vì tiêu phí lớn như vậy tất nhiên cũng có nghĩa là, sau khi cường hóa, hiệu quả của chống ma âm sẽ vượt xa tưởng tượng của hắn, quỷ khí vẫn chưa đủ dùng khả năng cường hóa của hệ thống sau khi thăng cấp vượt xa mong đợi của giang thần nhưng điều này cũng khiến nhu cầu quỷ khí của hắn càng trở nên mãnh liệt hơn phương thức giở trò soát tâm tính của quỷ vẫn cần tinh tế hơn nữa hôm nay không có tiết hắn suy nghĩ một chút mở ra mẫu bảo chọn mua một số tác phẩm tâm lý học điểm yếu của nhân tính nguồn gốc của sự sợ hãi làm thế nào để chi phối cảm xúc của người khác lý thuyết trói buộc cảm xúc tự thuật nội tâm của bệnh nhân mắc chứng sợ hãi dục vọng và đau khổ sau khi chọn xong Giang thần lại mở ra áp địa phủ, bắt đầu tìm kiếm sự kiện linh dị phù hợp. Những kỳ nhân khác sau khi hoàn thành nhiệm vụ đều phải mất 3 năm ngày thời gian để chữa lành nội tâm, nhưng hắn lại dường như hoàn toàn không cần quá trình này, cẩn thận ngẫm lại cũng bình thường. Dù sao, những sự kiện linh dị mà Giang thần từng trải qua thường đều là những con quỷ mới cần phải chữa trị nội tâm. Bạn đang xem quỷ dị khôi phục ta có thể biến thân đại yêu tại kênh youtube gì các phim, nhà máy sản xuất búp bê ngoại ô hoa huyện, sự kiện cấp đi tập thể si, cá nhân đoạn đường số 17 quốc lộ mộ danh, sự kiện cấp đi, truy tung thành viên ám minh, quỷ thủ tôn tứ, sự kiện cấp si, tiểu khu bình an ở ngoại ô, sự kiện cấp si, chú thích, cực kỳ nguy hiểm. Gần đây, số lượng sự kiện linh dị và khủng bố ở thành phố đi đã tăng lên gần 30%. Nguyên nhân là do phong độ cấm khu sắp có một lần âm khí bộc phát, kiềm chế quá nhiều cao thủ vương cảnh và đại tông sư. Điều này khiến cho cả ám minh và những kẻ quấy phá đều trở nên hung hăng ngang ngược hơn. Ánh mắt sang thần tập trung vào sự kiện đầu tiên. Theo miêu tả, một số nhân viên trực đêm ở nhà máy búp bê huyện Hoa đều gặp một số chuyện lạ vào buổi tối. Ban đầu, mọi người không nghĩ nhiều lắm, nhưng sau khi một nhân viên để quên điện thoại di động có tính năng nhận dạng khuôn mặt ở lại nhà máy, có người trực đêm đi với kép xe trở về phát hiện điện thoại di động sáng. Sau khi mở khóa, trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ, người này đã xem để mở khóa điện thoại của người. Tuy nhiên, trong ảnh chụp tự động, rõ ràng là một con búp bê hỉ đồng mặc áo đỏ vui mừng, bôi má hồng, hình tượng nữ hài. Chuyện này khiến tất cả nhân viên hoảng sợ, có người báo lên sở cảnh sát. Lúc này, mới điều tra ra nhà máy búp bê đã xảy ra 3 vụ mất tích. Những người mất tích đều là người từ nơi khác đến làm việc, họ ở đây không có người thân bạn bè, người nhà thường chỉ có thể gọi điện liên lạc một lần trong nửa năm. Chính vì vậy, những vụ án mất tích này đã bị lão bản nhà máy búp bê giấu giếm. Theo lời hắn, chủ yếu là vì gần đây búp bê hỉ đồng bán quá chạy, mỗi ngày số lượng sản xuất ra ở nhà máy đều là một con số khủng khiếp, để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh hắn dự định chờ thị trường bão hòa nhu cầu cung cấp hàng ít đi thì sẽ báo cáo tối nay qua xem một chút giang thần nói sau đó giang thần lướt qua một chút tin tức về giới kỳ nhân gần đây có tin tức về một cao thủ nổi tiếng nào đó qua đời có tin tức về một sự kiện linh dị khó giải quyết đã được giải quyết cũng có tin tức về một số con quỷ mạnh mới xuất hiện đang quấy phá cảnh báo mọi người cần phải cẩn thận so với trước đây tin tức bên lề gần như không có điều này cũng mơ hồ lộ ra một loại cảm giác cấp bách dù sao, nếu phong đô thực sự nao động trước thời hạn thì đối với giới kỳ nhân cửu châu đã tổn thất nặng nề trong cuộc loạn lần trước, còn chưa kịp lấy lại nguyên khí sẽ là một đã kích cực kỳ nặng nề. Trong tin tức nóng nhất, truyền nhân đương đại võ tông, một trong sáu cự đầu của đạo minh, tuyên bố xuống núi, tận một phần lực cho cửu châu đang nguy nan. Ngay khi nghe tin này, năm cự đầu còn lại, bao gồm chính nhất đạo, thiên sư đạo, thượng thanh tông, mau sơn, long tượng tự, linh bảo phái, thậm chí là thế gia kỳ nhân duy nhất đứng hàng lục cự đầu tướng sư viên gia đều đã phái ra truyền nhân đương đại của mình. Đồng thời, bọn hắn còn dẫn theo một nhóm cao thủ, đây là một cỗ lực lượng không thể bỏ qua. Ngay cả một vị Diêm La nào đó của Diêm La Điện, lực lượng cao nhất của âm tào cũng lên tiếng cảm tạ. Diêm La bây giờ tổng cộng chỉ có 8 người, lần trước phong đô náo động đã hao tổn 4 vị Diêm La, đến nay chỉ bổ sung được hai vị. Vốn nếu như dựa theo chu kỳ 10 năm, đợi đến lúc phong đô náo động, trong Diêm La Điện vẫn sẽ có người thân ảnh vĩ ngạn sừng sững, đem tất cả nguy nan ngăn cản ở bên ngoài. Chỉ tiếc, náo động lần này đến sớm 2 năm. Đương nhiên, sớm 2 năm không chỉ đơn giản như vậy, đồng thời còn liên quan đến việc cao thủ của đạo minh cũng chưa khôi phục nguyên khí, bởi vì đến lúc đó khả năng đạo minh có điều ra nổi sáu tôn cao thủ vương cảnh hay không cũng cực kỳ quan trọng. Giang thần xem qua một bài post miêu tả, lúc náo động, 16 vương tể tự, giơ tay nhất chân đều là năng lượng hủy thiên diệt địa, so với nổ hạt nhân quy mô lớn còn kinh người hơn, nếu không phải khai chiến ở điểm giao giới giữa cấm khu và hiện thế, chỉ sợ có thể đánh ra một lỗ thủng trên lam tinh lại nói tiếp 8 năm trước Giang Thần Kỳ thật cũng trải qua một hồi phong đô náo động. Đương nhiên, khi đó hắn cũng không biết điều này có ý vị như thế nào, chỉ mơ hồ nhớ rõ đêm đó sấm sét vang dội, trời cực kỳ tối đổ xuống một trận mưa to nhất trong mấy năm qua, còn may lúc đó trong thân thể Giang Thần là linh hồn của một người trưởng thành. Nếu không lúc ấy hắn 12 tuổi còn ở nhà một mình, chỉ sợ có thể bị dọa ra bóng ma tâm lý. Đêm đó, hắn khá ổn, chỉ là có chút lo lắng cho trương lão đầu còn trực đêm, gọi cho hắn mười mấy cuộc điện thoại nói rằng không cần về trời mưa to không an toàn mình hắn ở nhà không có vấn đề gì kết quả điện thoại không ai nghe nhưng trương lão đầu cũng rất thoải mái thật sự ngủ cả đêm ở nhà tang lễ sáng sớm ngày hôm sau mới cưỡi chiếc hai ly lậu cũ của hắn lào đảo trở về náo động đã sớm hai năm đây cũng không phải là chuyện nhỏ không chỉ có cao thủ vương cành nói không chừng còn có kẻ khác phải thiêu thân giang thần thì thầm luôn cảm thấy trong chuyện này ẩn giấu một mầm tai họa nào đó phải có đủ thực lực mới có thể sinh tồn trong loạn thế ý niệm muốn trở nên mạnh mẽ trong lòng hắn trở nên bức thiết hơn bao giờ hết sau đó hắn thông qua ứng dụng địa phủ để xem tư liệu của nhà máy búp bê hoa huyện thời gian còn lại là tìm hiểu các loại kiến thức cơ bản và lịch sử liên quan đến giới kỳ nhân dù sao giang thần bây giờ ở giới kỳ nhân vẫn còn là một tân nhân bữa tối tại nhà hùng tỷ kể từ khi biết thân phận của nàng mỗi lần giang thần đến đều có chút cẩn thận từng ly từng tí trang sức trong nhà hùng tỷ rất có phong cách chiếc đèn chùm châu âu to hơn cả bàn tròn lộng lẫy tựa như một tác phẩm nghệ thuật trên tường treo rất nhiều bức tranh không biết tên tủ chén bày các loại bình hoa đồ sứ trước kia hắn chỉ cho là đồ giả nhưng một lần nào đó sau khi trở về liên tưởng đến thân thế của Hồng tỷ giang thần tìm kiếm một chút hình ảnh chiếc đèn chùm kia phát hiện nó xuất xứ từ một nghệ sĩ hàng đầu châu âu giá trị 4,5 triệu lúc ấy giang thần liền chấn kinh lúc này hắn mới nhận ra những món đồ chơi trong nhà hồng tỷ này có lẽ tất cả đều là thật rất có thể tùy ý một món đều có giá trị vài chục đến trăm vạn canh xong rồi tiểu thần ngươi ngồi xa như vậy làm gì sợ ta ăn ngươi à hồng tỷ bưng một tô canh bổ thận dưỡng khí lên bàn thổi thổi tay thần thái hờn dỗi nói ha ha giang thần mỉm cười liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn hẳn là hồng tỷ vừa lấy xuống trước khi nấu cơm chanh và đồ cổ gì đó hắn không biết nhưng thứ này hắn biết bà tách philip igc tám chín chỉ có hơn ba nghìn chiếc trên thế giới nếu lúc ăn canh không cẩn thận đánh rơi chỉ sợ hắn chỉ có thể bồi thường cho hồng tỷ bằng cách làm nô lệ ơ ờ, khu quỷ đại sư ngươi còn thiếu tiền à chú ý đến ánh mắt của hắn trong mắt hồng tỷ lộ ra vẻ rào hoạt đang muốn trêu chọc hai câu đinh linh linh chuông điện thoại reo người ăn trước ta nghe điện thoại nàng vội vàng lau tay cầm di động đi vào toilet giang thần ăn được nửa chén cơm thì hồng tỷ đã trở lại trên mặt nàng mang theo lo lắng cùng áy náy cái kia tiểu thần a à không giang đại sư chúng ta có thể khởi hành vào tối nay không hồng tỷ rất ngượng ngùng dù sao bây giờ trời cũng đã tối chính mình sớm không nói muộn không nói để người ta đêm hôm khuya khoát đi đường. Giang thần đã sớm biết chuyện gì xảy ra, hắn ngồi cách bàn rất xa, một tay bưng bát cơm, vừa ăn vừa đáp, được, không thành vấn đề, khu quỷ sư chúng ta đều là hành động vào buổi tối, vậy thì tốt quá, ngươi ăn trước đi, ta đi lái xe ra trước, hồng tỷ nói xong, mặt hơi đỏ lên, dù sao tiểu thần còn chưa ăn xong, mình thúc giục cũng hơi gấp, nhưng nghĩ đến giọng nói run rẩy, sợ hãi của mẹ mình khi nói chuyện với mình, hồng tỷ cũng không chờ được một khắc, tối hôm qua trong nhà lại xảy ra chuyện, vài tên trừ quỷ sư rất lợi hại hợp lực giết chết một con quỷ vốn tưởng rằng sự việc đã được giải quyết nhưng đến sáng sớm lại phát hiện một nữ nhân viên vệ sinh trong sơn trang đã mất tích thi thể không được tìm thấy mãi cho đến vừa rồi mẹ hồng tỷ trở về phòng thay quần áo vừa mở tủ quần áo ra một thi thể liền xuất hiện trước mặt nàng càng kinh khủng hơn là mẹ nàng mở chính là một cái ngăn tủ quần áo nhỏ để đồ riêng tư thi thể nữ nhân viên vệ sinh kia bị chen trúc ở bên trong ép thành một đoàn khuôn mặt hướng ra ngoài chết không nhắm mắt trừng trừng nhìn ra trong nháy mắt mở cửa tủ loại lực xung kích thị giác này có thể tưởng tượng được mẹ hồng tỷ thiếu chút nữa bị hù chết ngay tại chỗ nàng gọi điện thoại cũng không phải cầu cứu nữ nhi mà là dặn dò nàng không nên trở về bởi vì lúc trước mẹ hồng tỷ nghĩ chính là nhiều kỳ nhân dị sĩ như vậy sự việc luôn có thể giải quyết để cho nữ nhi trở về cũng là cho hai cha con một bậc thang xuống tài nhưng sự kiện lần này làm cho nàng hoàn toàn mất đi lòng tin thậm chí sinh ra một loại cảm giác bất lực có lẽ cố ra gia nghiệp lớn như vậy thật sự sẽ bị sự kiện quỷ dị này phá hủy toàn bộ có lẽ người bây giờ còn ở cố gia ai cũng không sống được lúc này mới nghiêm khắc dặn dò bảo cố hồng nhã không nên trở về nhưng hồng tỷ cũng luyến tiếc mẹ mình hơn nữa nàng có lòng tin đối với thực lực giang thần hai năm ở chung nàng thấy trên người thiếu niên này có một loại khí chất đặc biệt dường như chuyện gì cũng không làm khó được hắn cộng thêm tận mắt thấy quá trình thiếu niên này trừ quỷ cái loại phương thức bạo lực mỹ học trừ quỷ đó trùng kích tâm lý rất mạnh vào tâm trí nàng để cho hồng tỷ vô cùng tin tưởng đối với năng lực trừ quỷ của giang thần hắn nhất định có thể giải quyết tất cả vấn đề. Hồng tỷ vừa xuống lầu, vừa siết chặt hai tay, thì thầm tự nói, nữ nhân khi gặp phải nan đề không thể giải quyết, đều hy vọng tìm kiếm một chỗ dựa, chỉ là làm cho Hồng tỷ có chút phức tạp chính là người nàng muốn dựa vào lại chính là một thiếu niên nhỏ hơn mình 10 tuổi, dưới bóng đêm, một chiếc xe bảy chỗ màu đen chạy trên đường vắng tanh ở ngoại ô phía nam thành phố Giang Bắc, buổi tối, hầu như không nhìn thấy một chiếc xe khác, ngồi lái, Hồng tỷ mặc một bộ quần áo thể thao thoải mái, không còn quyến rũ như chiếc váy ngủ lụa tơ tầm ngày trước, nhưng lại có thêm phần gọn gàng, năng động. Cách ăn mặc này còn khiến cho đường cong nổi bật của nàng trở nên rõ ràng hơn. Tóc nàng buộc đôi ngựa đơn giản, tát lên vẻ trẻ trung, không giống một người đã 30 tuổi. Trên thực tế, bản thân Hồng Tỷ đã bảo dưỡng rất tốt, làn da nhẵn nhụi trắng như tuyết so với nhiều thiếu nữ còn mịn bằng hơn. Chỉ là nàng thường xuyên búi tóc, mọc váy ngủ màu tối nên mới trông có vẻ trưởng thành. À đúng rồi, tiểu thần, khu quỷ sư các ngươi có cần tìm hiểu chút về sự kiện linh dị xảy ra ở nhà ta không? Bàng biết Giang Thần bận rộn, ngày hôm qua nếu hắn đã đồng ý giúp đỡ, Hồng Tỷ cũng sẽ không lôi kéo hắn lại nhà thêm nữa bây giờ phải đi giải quyết chuyện này mới tiện thể nhắc nhở. Là người xuất thân hào môn, nàng vẫn có chút y quy. Nói một chút đi, Giang Thần gật đầu, ừ, lúc trước ta nói với ngươi, chỉ đơn giản là trong nhà ta xảy ra chuyện lạ. Trên thực tế, chuyện này xảy ra sau một lần cha ta trở về quê, ta cũng mơ hồ nghe mẹ ta nhắc qua, cố gia chúng ta từng là một đại tộc trước kia rất có thế lực mà gia gia ta không biết vì chuyện gì mà bị đá ra khỏi gia phả sau đó cố gia cũng xuống dốc chỉ có sức ảnh hưởng nhất định trong thôn mà thương nghiệp của cha ta càng ngày càng thành công trước kia hắn cũng không nói gì sau đó hình như là lớn tuổi vẫn muốn lá dụng với cội vì vậy tiếp nhận vài nhóm bà con xa thân thích của cố thị còn giúp đỡ một số người tự mình mở công ty hơn một tháng trước hắn thuận miệng nhắc tới chuyện gia phả lập tức có một đám người chủ động quay về thôn khuyên bảo tất cả người cố gia một lần nữa tiếp nhận họ. Trên thực tế cũng không có ai phản đối, dù sao cố gia vinh quang đều là sự tình gần 100 năm trước bây giờ tập đoàn cố thị mới thật sự là vinh quang. Vô số người chen vỡ ra đầu đều không vào được, chỉ cần gật gật đầu, nhi tử nhi nữ của bọn họ có thể đi vào, ai không vui, không lâu sau, trong thôn mở tiệc lớn, long trọng mời cha ta trở về tế tổ, theo lời mẹ ta kể, họ về thôn một tháng trước, sau khi đem nhà chúng ta viết vào gia phả, cha ta còn nói muốn đem phần mộ của gia gia ta rời vào phần mộ tổ tiên cố thị. Chuyện này hơi có chút khó làm, nghe nói phần mộ tổ tiên chôn đều là người có danh vọng nhất trong các đời cố gia, rất được người tôn kính, hơn nữa hậu nhân của bọn họ rất nhiều đều còn ở đây, Gia Gia Ta một người bị trục xuất gia phả, lại chôn cùng một chỗ với những lão tổ tông danh vọng cực cao này, mấy lão nhân bối phận lớn vẫn có chút mâu thuẫn. Có điều sau khi cha ta tuyên bố dự định quyên góp 60 triệu cho việc xây dựng thôn, mấy lão nhân này đều tỏ ý muốn đích thân khiêng quan tài cho Gia Gia Ta, trong bọn họ có một vài người có bối phận rất cao ta phải gọi một tiếng tổ thúc ra. Nghe nói sau đó cố gia thôn bày yến tiệc sáu ngày sáu đêm, quy cách chính là nghi thức tế tổ long trọng nhất của cố gia. Sáu ngày sau, đêm đó canh ba, mọi người lên núi rời quan tài. Mẹ ta không đi, rời mộ động thổ. Nữ tử không thể ở đây. Sau đó, hơn một giờ sáng, nàng nhìn thấy cha ta cùng một đám chú bác, thanh niên trắng kiện của cố gia, mặt sám mày cho đi xuống. Trong đội ngũ thiếu mất vài người, cha ta không nói gì, mang theo một đám người đi suốt đêm rời khỏi thôn. Khi cha ta trở về trong nhà liền bắt đầu liên tiếp xảy ra chuyện, lúc đầu là tưởng thúc, người bảo vệ, mất tích, sau đó, thi thể của hắn được tìm thấy trong bồn hoa, bị chôn vùi ở bên trong, sau đó, tinh thần một cô em gái họ của ta bắt đầu trở nên bất thường nàng thường xuyên soi gương một mình thì thảo tự nói, có lần, nàng phát bệnh, đập hỏng tất cả gương trong nhà, khiến người mình đầy máu, sau đó, nàng hoàn toàn phát điên, chỉ cần nhìn thấy gương là nàng sẽ hét lên chạy trốn, cuối cùng, nàng chạy vào núi hoang còn chưa khai phá ở phía sau khu biệt thự chúng ta tìm kiếm thật lâu cũng không tìm thấy nàng, cũng là sau chuyện này, cha ta mời một cao nhân đến. Kết quả, ngày hôm sau, thi thể của cao nhân đã bị treo trên một gốc cây cành, sau đó, cha ta liên tục mời một số kỳ nhân dị sĩ mà hắn quen biết không có ngoại lệ, họ đều điên hoặc chết. Cuối cùng, cha ta đành phải đưa cả gia đình đến đây, Phúc Sơn, Hồng Tỷ nói xong, Giang Thần cũng ngẩng đầu nhìn thấy, phía trước đã mơ hồ xuất hiện hình dáng của một ngọn núi cao, xe chạy thêm một lúc, Giang Thần chú ý thấy trên núi mọc đầy cây dương liễu cao lớn xếp thành hàng trên quốc lộ vòng quanh núi trông rất giống cảnh tượng trong phim hắn có chút kinh ngạc một ngọn núi như vậy hoàn toàn là cấp bậc xanh lam thắng cảnh phía trên lại là khu biệt thự riêng của cố gia có thể nói người có tiền quả thật biết hưởng thụ nhưng loại hưởng thụ này trong sự kiện linh dị cũng vừa vặn trở thành một vấn đề hết sức nguy hiểm bởi vì nơi này quá hẻo lánh mặc dù cố gia trêu chọc phải quỷ tương đối lợi hại nhưng trong đánh giá của am tào vẫn không được phân loại là sự kiện khẩn cấp đúng vậy trước khi đến Giang thần đã xem sơ lược tư liệu về sự kiện cố ra trên ứng dụng dựa phủ, mặc dù là hồng tỷ thỉnh cầu, nhưng thế giới này nguy hiểm như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng vô cớ đến đây, vạn nhất đụng phải một con huyết y lệ quỷ, khóc cũng không có chỗ khóc đi. Sự kiện cố ra, ngoài những gì hồng tỷ đã giảng giải, còn có một số thông tin cũng không sai biệt mấy. Mặt khác, túi khôn đoàn phán đoán, tà vật mà cố ra trêu chọc rất có thể có thực lực ở cấp gì, si. cũng khó trách hồng tỷ nói đã có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ đến đây nhưng kết quả không phải chết chính là điên. Bởi vì bình thường, những kỳ nhân đi giao tiếp với những phú hào dân gian này đều là những người không lên được mặt bàn. Rất ít cao thủ cấp si làm loại chuyện hồi báo không cao này. Mặc dù điểm tích lũy địa phủ có giá thu mua, một điểm tích lũy một vạn cửu châu tệ, nhưng từ trên người phú hào kiếm được 3.000 vạn, cũng không có nghĩa là người có thể dùng số tiền này kiếm được 3.000 điểm tích lũy địa phủ, bởi vì giá thu mua mặc dù ở chỗ này, nhưng ít có kỳ nhân sẽ bán ra. Tất cả mọi người đều hiểu điểm tích lũy địa phủ có thể mua được đồ vật bảo mệnh khi giao chiến với quỷ, tiền, rất khó mua được, nhưng sau khi tới nơi này, những chuyện lạ kia không chỉ không biến mất, ngược lại còn trầm trọng thêm. Hồng Tỷ tiếp tục giảng giải, mới đến khu biệt thự Phúc Sơn, anh họ ta đã xảy ra chuyện, tối hôm đó, hắn và Tẩu Tẩu đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa dưới lầu, Tẩu Tẩu ta lập tức ra ban công xem thử, còn anh họ thì có phản ứng rất quỷ dị, lập tức muốn xuống mở cửa, dù Tẩu Tẩu có kéo cũng không được lo sợ anh họ ta gặp chuyện không may tẩu tẩu ta bèn đi theo xuống dưới lầu khi xuống đến nơi nàng nhìn thấy một màn kinh dị cửa biệt thự mở rộng gió lạnh thổi qua đèn đường bỗng nhiên hỏng một bụi cây bên kia dường như có thứ gì đó anh họ thì đứng ở cửa làm những động tác kỳ quái có chút giống như đang nhảy múa nhưng khớp xương của hắn lại vô cùng cứng ngắc nhìn qua thật buồn cười nhưng tẩu tẩu ta lại không thấy buồn cười chút nào bởi vì nàng càng nhìn càng cảm thấy không phải là khớp xương của anh họ cứng ngắc mà là hắn đang bắt trước một thứ gì đó, khớp xương của thứ đó cũng cứng ngắc. Sau đó, anh họ ta vừa nhảy điệu nhảy kỳ quái này, vừa chạy vào núi sau khu biệt thự và không bao giờ trở lại. Cố Hồng Nhã tự mình kể, cũng cảm thấy sau lưng có chút phát lạnh, cái gì mới cứng ngắc, câu trả lời chỉ có một, người chết, một người đã chết. Hơn nửa đêm đứng ở ngoài biệt thự dạy anh họ mình khiêu vũ, điều kinh khủng nhất chính là tàu tàu tận mắt thấy tất cả. Nghe nói vị lúc đó nàng còn coi như bình thường, lập tức tìm người trong nhà kể rõ tình huống. Nhưng vài ngày sau, nàng cũng trở nên có chút điên điên khùng khùng, có đôi khi còn có thể khiêu vũ một mình, kỹ thuật nhảy cứng ngắc làm cho người xem qua đều sờn khai ốc một trận, vì phòng ngừa nàng lại chạy ra ngoài mất tích, người trong nhà chỉ có thể nhốt nàng lại, khiêu vũ. Giang thần gật gật đầu, ghi nhớ điểm mấu chốt này, tư liệu âm tào thu thập vẫn là chưa cập nhật từ mấy ngày trước, vẫn là từ trong miệng hồng tỷ mới có thể biết được tin tức trực tiếp, đây dù sao cũng là chuyện của nhà nàng, về sau nữa, nhị ca ta có một buổi tối. Còn có một lần. Kế tiếp, Hồng Tỳ kể lại vài chuyện kinh khủng, bởi vì lúc trước Cố Hữu Dân tiếp nhận thân thích phương xa cho nên bây giờ trong Cố Thị Sơn Trang ở không ít người, phát sinh quái sự cũng nhiều, có người chết, có người điên, có người bề ngoài nhìn qua bình thường, vừa đến buổi tối, hành vi cử chỉ liền trở nên quái dị, toàn bộ Cố Thị Sơn Trang dường như đều bao phủ trong một tầng không khí âm u kinh dị, không ai muốn chạy sao, Giang Thần hỏi, có, ngay đầu đã có không ít người chạy ra ngoài, cha ta cũng không để ý, chỉ cần không phải người cố ra, đều để mặc bọn họ đi sau khi tới phúc sơn còn không ngừng xảy ra chuyện lạ một ít dòng họ cố thị cũng nhịn không được len lén chạy ra ngoài có lần nhị tàu ta cũng chạy trong nhà gọi điện thoại đi hỏi nhà mẹ đẻ của nàng bên kia lại nói nhị tàu ta không trở về bên đó lúc này tất cả mọi người mới nghĩ đến một khả năng kinh khủng vội vàng gọi điện thoại tới nhà của tất cả người chạy trốn kết quả tất cả những người này một người cũng không trở về được nhưng sau đó đại ca tam ca của ta ở bên ngoài làm ăn mang kỳ nhân dị sĩ tài ba trở về nghe nói cũng không gặp phải chuyện lạ gì trong sơn trang bây giờ hẳn là có vào không có ra, đúng rồi, còn có. Ân, đó là cái gì? Hồng tỷ còn muốn nói gì đó, ánh mắt đột nhiên bị hấp dẫn, ven đường phía trước có một thứ gì đó đen như mực, cách quá xa không thể nhận ra, gần hơn một chút sau nàng thấy rõ, đây lại là vài chiếc xe hỏng đụng vào nhau, thân xe nát bét, người bên trong chỉ sợ ngay tại chỗ đã bị ép thành bánh thịt. Tại sao nơi này lại liên tục xảy ra nhiều tai nạn xe cộ như vậy? Trong đầu Hồng tỷ dâng lên nghi vấn này, phía trước là một khúc cua gấp bên trong là vách núi lên, bên ngoài là vách xuống, đúng là khu vực xảy ra nhiều tai nạn, nhưng vấn đề là, có nhiều xe phế liệu chen trúc cùng một chỗ, nhìn qua phải có năm sáu chiếc, người nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ cần không ngốc thì đều biết phải giảm tốc độ đi, làm sao có thể lần lượt đâm vào vết xe đằng sau, hồng Tỷ nhíu mày, cẩn thận chuẩn bị bắt đầu giảm tốc độ, đúng lúc đó, đô đô. Hai tiếng cờ chói tai đột nhiên vang lên từ bên trái nàng, âm lượng lớn đến kinh người, hơn nữa hồng tỷ căn bản không ý thức được, làn xe bên trái trống rỗng lúc trước khi nào có một chiếc xe lái tới. Điều này làm cho nàng bị dọa đến giật mình, đạp mạnh chân ga một cái, đồng từ hồng tì trượt phóng đại, trong đầu thoáng cái tỉnh táo lại, nhưng đã muộn, xe bên trái rẽ vào, phía trước chính là đống xe phế liệu kia, dùng tốc độ này đụng vào, mình liền xong đời. Mắt thấy một khắc sau sẽ phải bước theo bụi của mấy chiếc xe phía trước, lúc này giang thần đột nhiên nghiêng người áp tới, một tay đè lại tay lái, một cước chen chân hồng tì dẫm lên chân ga, khóe miệng hơi dưng lên, thanh âm trầm tĩnh mà thong dong nghe nói khúc cua kiểu cống thoát nước sao không biết như thế nào nội tâm hoảng loạn của hồng tỷ thoáng cái an ổn không ít cái cái gì tuy rằng thậm chí cũng không biết người trẻ tuổi này có thể lái xe hay không nhưng giờ khác này nàng vẫn buông ra tay lái tùy ý giang thần đến thao túng sinh tử của hai người giang thần gắt gao nhìn chằm chằm phía trước dường như đang chờ một cơ hội kém không quá nửa giây sau hắn nhanh chóng quay vô lăng hai vòng rưỡi đánh chết sang bên trái dưới chân ga đập đến cùng xe vốn đã lâm vào tuyệt cảnh lốp xe ma sát trên mặt đất bộc phát ra tiếng rít như dã thú mắt hồng tỷ cũng mở to hơn nữa vẻ mặt đều là kinh ngạc lúc này nàng mới phát hiện đích xác còn có một con đường sống đó chính là không lùi mà tiến lên thừa dịp xe bên trái còn chưa chạy đến phía trước lấy tốc độ tuyệt đối vượt qua nó ở giữa nó cùng đống xe phế liệu kia lấy một góc độ xảo quyệt xuyên qua nhưng điều này cần dũng khí cực lớn phán đoán bình tĩnh cùng với kỹ xảo lái xe rất cao siêu chỉ sợ ngay cả tay đua chuyên nghiệp cũng không nhất định có thể làm được. hắn thật sự có thể sao? nhìn góc nghiêng khuôn mặt nghiêm túc của Giang Thần, Hồng Tỷ mím chặt môi dưới, chờ chứng kiến một màn kỳ tích này. Sau một khắc, xe bắt đầu chen sang, rồi sau đó oanh một tiếng, đụng vào xe bên trái. A, à, a à, cái này! Trong một trận trùng kích kịch liệt, Hồng Tỷ không khỏi ngạc nhiên há miệng. Cái này cũng không quá giống trong tưởng tượng của nàng, đã nói là khúc cua kiểu cống thoát nước đâu, trực tiếp đụng là ý gì a? À? Càng làm cho Hồng Tỷ kinh ngạc hơn là những gì xảy ra tiếp theo. Chỉ thấy khóe miệng Giang Thần Dương lên càng lớn, dưới chân đạp ga không buông, xe hắn liền đẩy chiếc xe bên cạnh hung hăng đâm vào hàng rào bảo vệ, đối phương hiển nhiên cũng có chút mơ hồ, sau khi kịp phản ứng, Liều mạng đánh tay lái, thân xe gần như đảo ngược, chân ga cũng đạp chết, lúc này mới đụng vào hàng rào bảo vệ vách núi, cực kỳ nguy hiểm dừng di chuyển, chỉ cần đi ra ngoài thêm nửa mét, lốp xe phía sau treo lơ lửng, lực cản không đủ, chiếc xe này sẽ hoàn toàn lao xuống vách núi, Giang Thần không hề giảm chân ga, rằng co gần nửa phút lớp xe ma sát trên mặt đường xi măng đến không ngừng bốc khói phát ra mùi khét gai mũi bây giờ dường như hắn mới kịp phản ứng cuối cùng buông chân ga ra hơi tiếc nối than nhẹ một tiếng quá tay rồi may mà không xảy ra chuyện gì hồng tỷ ở một bên nhìn đến kinh hồn bạt vía đây không phải là quá tay bình thường người khác lái xe gọi kỹ thuật lái xe người lái xe gọi kỹ thuật sát nhân đúng không nàng cảm thấy vụ tai nạn hôm nay nếu chủ xe đối diện chết rất khó xác định là tai nạn giao thông nhẹ nhất cũng phải là cố ý giết người để ta xuống xử lý một chút Hồng tỷ mở lời, nàng muốn lấy tiền giải quyết sự việc, đừng ở đây chậm trễ quá nhiều thời gian, giao cho ta, đạo lý đối nhân xử thế, ta lành nghề nhất, cam đoan hắn không có một câu oán hận. Giang thần lắc đầu, mở cửa xe đi xuống, cửa xe bên kia cũng mở ra, một nam tử trung niên chừng 40 tuổi mặt mũi xanh mét bước xuống, đóng sầm cửa xe lại một tiếng, quay đầu chỉ vào mũi giang thần định chửi bới, mẹ nó ngươi có biết lái xe không, ngươi nhìn xem xe của ta bị ngươi đụng thành cái dạng gì, giang thần mặt đầy tức giận, mở miệng, khí thế hùng hổ đè qua tiếng của đối phương nam tử ngây người mặc dù hắn cố ý bấm còi gây sự trước nhưng theo giao quy đây rõ ràng là xe phía sau đột nhiên tăng tốc đụng vào mình bên đối diện hẳn là toàn bộ trách nhiệm sao lại hung hăng như vậy điều này khiến nam tử có mộng bức không lẽ thật sự là trách nhiệm của ta nhìn đối phương một lần xác định bên chịu trách nhiệm đích xác không phải mình hắn mới bình tĩnh lại ta không nhìn lầm là người tông đôi xe ta đúng không giang thần lý luận nhưng ngươi cũng không thể dự đoán hành vi ta muốn tăng tốc sớm né tránh sao ta khuôn mặt xanh mét của nam tử càng lúc càng khó coi tránh trước thời hạn mẹ nó ngươi thật biết nói a à, đúng ta còn trách ta không né tránh ngươi nghĩ xem nếu như ta tăng tốc đồng thời ngươi cũng lập tức tăng tốc tai nạn này có phải sẽ không phát sinh không huynh đệ ta nói thật tốc độ phản ứng của ngươi chó nhìn cũng phải lắc đầu lái xe trên đường quan trọng nhất là gì mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng sau này chú ý một chút giang thần nói xong lời nói thấm thía một bộ biểu hiện ta đều là vì tốt cho ngươi. Mẹ đó, trong lúc nhất thời, nam tử cũng không biết nói gì, rằng hàm sao của hắn đều cắn chặt, cũng không tìm được một câu phản bác thoái thác. Chủ yếu hắn không phát hiện một vấn đề, đó chính là khi đối phương lựa chọn không giảng đạo lý với hắn, hắn muốn thông qua phương thức này lấy được quyền lên tiếng gần như đã không có khả năng. Được, ta nói không ngại ngươi, nam tử cắn răng, trách nhiệm phán định chờ cảnh sát giao thông đến rồi hãy nói, vậy ta hỏi ngươi, sao mắt thấy ta đều đụng vào hàng rào bảo vệ. Ngươi còn đạp chân ga không buông, Giang Thần lần này đợi 5 giây mới từ từ mở miệng, ngươi xem, phản ứng của ta tương đối chậm, lúc ấy chưa kịp buông chân, có thể lý giải. Cơm mẹ nấu, nam tử gắt gao chừng mắt nhìn Giang Thần, mẹ nó, vừa rồi ngươi cướp lời của ta, phản ứng cũng không chậm a, à, huống hồ phản ứng có chậm hơn nữa, có thể nhà chân ga chậm 30 giây, còn có thể giải thích thế nào? Ngươi tự tha cho mình, ta là người bị hại thì không được nói gì đúng không? Nam nhân tức giận đến mức cơ mặt run rẩy trên làn da vốn bình thường hiện ra một vài đốm đen giống như vết thi ban sau khi chết khuôn mặt hắn dần dần âm trầm trong quá trình này giang thần liên tục nghe thấy tiếng nhắc nhở trong tai đinh quỷ khí cộng 50, đinh hắn lết nhìn bằng thuộc tính sắc mặt vui vẻ bởi vì từ khi bị đâm cho đến bây giờ quỷ khí của hắn đã tăng từ tám nghìn lên hơn chín nghìn vậy ngươi nói chuyện này giải quyết thế nào nam nhân ánh mắt lạnh lùng nói hắn đã trở nên rõ ràng không bình thường làn da trắng bệch đầu hơi nghiêng lệch, chắn lún vào một khối, như thể từng gặp phải một cú va chạm kinh khủng. Giang thần giống như không phát hiện bất kỳ vấn đề nào. Vậy đi, ngươi nói đạo lý như vậy, ta cũng không làm khó ngươi. Tiền mặt trên người ngươi có bao nhiêu thì trả ta bấy nhiêu, mọi người ai đi đường nấy. Bên trong xe, hồng tỷ vì bị giang thần che khuất tầm nhìn nên vẫn chưa phát hiện tình trạng bất thường của nam nhân. Nghe vậy thì trợn tròn mắt, đâm người ta còn có thể bắt người ta bồi thường tiền. Ngươi nói mình đối nhân xử thế rất giỏi, vẫn là quá khiêm tốn a. À. Bao Long Tinh thấy ngươi đều phải kêu sư phụ, còn muốn ta bồi thường tiền cho ngươi. Nam nhân cũng tỏ vẻ không thể tin, nhưng rất nhanh hắn dường như nghĩ ra điều gì đó, cười quái dị, vừa đưa tay vào trong ngực, vừa đi về phía trước. Được, ta đưa hết tiền trên người cho ngươi, nhưng mạng của ngươi thuộc về ta. Sau khi đến gần, nam nhân tươi cười càng đậm, đột nhiên đưa tay, móc ra một thanh đao sáng bóng đâm vào ngực giang thần. Tay giang thần vẫn luôn đút trong túi cũng động, phùng ra một cái tát. Nam nhân kinh thường cười cười, lão tử dùng dao, ngươi dùng tay. Bạn đang xem quỷ dị khôi phục ta có thể biến thân đại yêu tại kênh youtube gì các phim. Người lấy cái gì đánh với ta, hắn cũng không né tránh, dự định lấy thương đổi thương. Ngay sau đó, gì? Tiếng lưỡi dao đâm vào thịt vang lên, tay nam nhân dừng ở giữa không trung, không thể tin nghiêng đầu, nhìn về phía thanh đoản đao chẳng biết lúc nào xuất hiện đã cám vào cổ mình. Ngươi! Hắn phun ra một chữ cuối cùng, thi thể thối giữa biến thành màu đen, ngã xuống, khóe miệng giang thần nhếch lên, quỷ khí 99. Liên tiếp ba tiếng nhắc nhở vang lên, quỷ khí của hắn đã lên tới 9430, đồng thời, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, chỉ có ác quỷ đỉnh cấp chưa từng bị hắn hành hạ đến chết mới có thể ở thời khắc tử vong bộc phát ba tiếng nhắc nhở quỷ khí 99, điều này cho thấy nam nhân kia lại là một con ác quỷ đỉnh cấp, thực lực của hắn tương đương với kỳ nhân cấp đi, mà lần trước sau khi giang thần hóa yêu lôi lực đại tiên, thực lực cơ sở còn sót lại của hắn chỉ là vô hạn tiếp cận cấp đi mà thôi, có thể làm được một kích miểu sát, xem ra hoàn toàn là nhờ công lao của đoàn đao sát, thứ tốt à không chừng thật sự không kém quỷ khí trung phẩm hơn nữa ra tay ẩn nấp ngay cả quỷ cũng có thể âm một cái giang thần nhìn thành đoàn đao trong tay lao đi vết máu trên quần áo của nam nhân kia thu hồi vào túi quay đầu đi trở về hồng tỷ nhìn thấy xác người ngã xuống ngẩn ngơ một hồi nàng nhớ tới lời giang thần nói lúc đi ra ngoài cam đoan hắn không có một câu oán hận tê cái này trực tiếp giết chết a à, thật đúng là không thể oán hận đối với sự hung tàn của thiếu niên này hồng tỷ lại có một nhận thức rõ ràng dĩ nhiên nàng cũng không ngốc, lúc ban đầu ngây ngốc, sau khi phản ứng lại, chính mình đây hẳn là đụng phải sự kiện linh dị. Người bình thường sau khi chết thi thể không có khả năng lập tức biến thối giữa nhanh như vậy. Giang thần mở cửa xe trước, vừa muốn lên xe, đột nhiên ngẩn người, đi đến ghế sau lên xe. Mặc dù Hồng Tỷ có chút nghi hoặc, nhưng rất sáng suốt không hỏi nhiều. Đầu tiên nàng quay xe, quan sát một chút, phía trước xe tuy rằng đã đụng biến dạng nhưng còn có thể lái. Ngồi xuống chưa? Nàng lễ phép hỏi một câu. Giang thần gật gật đầu, lại nhìn về phía bên trái còn ngươi nghe nói như vậy hồng tỷ có chút ngẩn người hả nàng quay đầu xác nhận nhưng phía sau rõ ràng chỉ có một mình giang thần bất quá động tác quay đầu này cũng làm cho ánh mắt hồng tỷ đào qua kính chiếu hậu làm cho nàng có chút nổi da gà chính là trong hình ảnh thoáng cái đã qua nàng nhìn thấy hàng sau dường như thật sự có hai người đang ngồi nhưng quay đầu lại phía sau nàng lại trống rỗng trên mặt giang thần mang theo nụ cười kỳ quái một màn trước mắt làm cho trong lòng hồng tỷ dâng lên một loại cảm giác vô cùng hoang đường sợ hãi chẳng lẽ nói phải từ trong gương tầm mắt nàng chậm rãi quét qua kính chiếu hậu từ hình ảnh trong gương hồng tỳ nhìn thấy trên ghế sau thật sự có một nữ quỷ mặc váy màu xanh da trời trên người có rất nhiều vết thương da thịt lộ ra ngoài bộ dạng khủng khiếp thân thể đối phương nghiêng về phía trước khuôn mặt trắng bệch cười như không cười gần như sắp dán lên lưng nàng nàng ngây dại ba giây đồng tử phóng to từng chút một cuối cùng a à. sau một tiếng kêu thảm thiết thân thể hồng tỷ gắt gao dựa về phía trước nằm úp sấp trên tay lái, miệng há to thở hổn hển, sau lưng đều là mồ hôi lạnh, thân thể bởi vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy, khác với lần đụng độ quỷ gõ cửa đó, đây là lần nàng tiếp xúc gần nhất với thứ dơ bẩn này, ngay cả một cánh cửa ngăn cách cũng không có, thậm chí nàng có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc trên người đối phương. Tiểu, tiểu thần, làm sao bây giờ? Hồng tỷ chân tay luống cuống, giang thần là cọng rơm cứu mạng duy nhất của nàng, nhưng mà nàng hô hai câu, lại không nhận được đáp lại, hồng tỷ lấy hết dũng khí, hơi nghiêng đầu liếc về phía sau sau một khắc nàng cảm thấy đáy lòng căng thẳng cảm giác sợ hãi càng mãnh liệt một màn trước mắt quá mức quỷ dị người mà tỷ coi là cọng dơm cứu mạng giang thần giờ phút này chính đang nghiêng người về phía trước mặt tiến đến gần mặt nữ quỷ gần như đã sát vào khuôn mặt quỷ khủng khiếp đầy máu kia giang thần vẻ mặt nghiêm túc dường như đang lắng nghe điều gì hành động quỷ dị như vậy so với bản thân nữ quỷ còn làm cho người ta sợ hãi hơn cái này rốt cuộc là thế nào con quỷ này lợi hại như vậy sao hồng tỷ nghĩ đến một khả năng đó chính là giang thần cũng bị mê hoặc nàng vẫn dựa sát vào tay lái thân thể cố gắng nghiêng về phía trước đường cong mê người không bỏ sót hiện ra một tư thế hơi xấu hổ nhưng mà bây giờ hồng tỷ không quan tâm đến những thứ này sâu trong nội tâm nàng chỉ còn từng đợt sợ hãi không biết lúc nào một nữ quỷ kinh khủng đã lên xe của nàng bạn đồng hành duy nhất trở nên cực kỳ bất thường hồng tỷ cơ hồ đã dự liệu được kết cục thê thảm kế tiếp của mình nàng thơ hồn hền nặng nề cũng không dám nhúc nhích nhịp tim đã nhanh đến mức tột đình nỗi sợ hãi sâu trong nội tâm gần như sắp bức điên nàng đúng lúc này ừ được ta biết rồi giọng nói của giang thần vang lên rơi vào tai hồng tỷ tựa như thanh âm của thiên nhiên tiểu thần ngươi không sao chứ hồng tỷ nó có chuyện muốn nói với tỷ hả nó hồng tỷ sửng sốt đúng ngươi quên rồi sao đây là người biểu muội mà ngươi đã nói với ta nghe nói như thế hồng tỷ cố nén sợ hãi hơi nghiêng đầu cẩn thận phân biệt một lát sau mắt nàng mở to miễn cưỡng nhận ra đây chính là em họ đã đập vỡ tất cả gương trong nhà sau đó chạy vào sau núi rồi mất tích ta và nàng rõ ràng không quen biết nàng lại còn nhớ rõ ta không muốn hại ta đây là ràng buộc giữa huyết mạch thân nhân sao trong lòng hồng tỷ trong lúc nhất thời cảm khái muôn vàn thân thể căng thẳng đều thoáng thả lòng một chút nghiêng đầu nàng muốn nói gì với ta lúc này mặc dù bộ dáng nữ quỷ vẫn khủng bố như trước nhưng cảm giác sợ hãi trong lòng hồng tỷ lại ít đi rất nhiều đồng thời ánh mắt nàng toát ra một tia thương cảm có chút đáng thương cho người biểu muội này. A, à, Giang Thần cười cười, nàng nói, tỷ lập tức sẽ chết, không tin có thể nhìn vào gương, bên trong có tử trạng của tỷ, nàng còn nói, mau tới đây với nàng, trong gương lạnh quá. Hắn vừa dứt lời, Liễu Quỷ vừa vặn ngẩng đầu lên, hướng về phía Hồng tỷ lộ ra một nụ cười quái dị thấm người, trong con người phiếm bạch lộ ra lạnh ý vô tận, thân thể Hồng tỷ lập tức cứng đờ, một tia ấm áp trong đáy lòng cũng không còn sót lại chút gì, biểu muội đã chết này rõ ràng là đang nguyền rủa mình thậm chí đây có thể chính là một loại điềm báo nàng sắp hại người. À đúng rồi, nàng còn nói, cách gương gần một chút là có thể nghe được thanh âm của nàng. Giang thần lại nói, có thể nhìn thấy, môi nữ quỷ vẫn một mực mấp máy, chỉ là thanh âm rất nhỏ cho nên Giang thần mới cần lại gần cẩn thận nghe rõ lời của nàng. Gương, Hồng tình nghe nói như thế, theo bản năng rời xa kính chiếu hậu, hành động của nàng cho Giang thần gợi ý nhất định, hắn vuốt cầm, như có điều suy nghĩ nói, rất có thể con quỷ bên ngoài này chỉ là một cái hư ảnh, quỷ chân chính, kỳ thật ở trong gương hồng tỷ mờ mịt luống cuống nhìn về phía giang thần nếu đây là nguyện vọng duy nhất của biểu muội tỷ sau khi chết tỷ liền thỏa mãn nào một chút đi giang thần trầm ngâm hai giây đưa ra đáp án hồng tỷ rõ ràng không tình nguyện lắm không dám nhìn vào gương hồng tỷ ngây ngẫm lại có bao nhiêu người có thể trong lúc còn sống nhìn thấy tử trạng của chính mình ngươi liền không tò mò sao lời của hắn làm cho hồng tỷ đang căng thẳng trở nên hoài nghi giang thần có lẽ đã sớm bị quỷ mê hoặc nội tâm dãy ruộng một lát hồng tỷ nắm chặt tay cắn răng bẻ kính chiếu hậu xuống nàng nhìn thấy bộ dáng của mình rất khủng bố trong gương một khuôn mặt đều là máu đầu bị đè ép đến biến dạng não từng cùng máu tươi hỗn tạp chảy ở trên mặt mắt phải còn cắm một thanh nhựa màu đen có điểm giống cần gạt nước trên xe xuyên qua toàn bộ phần đầu của mình Tê, hồng tỷ hít sâu một hơi cả người đều run rẩy không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện khủng bố gì mình mới có thể chết với thảm trạng này nàng không phát hiện chính là mình nhìn càng ngày càng tập trung thân thể cư nhiên không tự giác nghiêng về phía trước một khuôn mặt cơ hồ sắp dán vào kính chiếu hậu ha 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 hồng nhã tỷ ta chết thảm quá một giọng nữ đột ngột vang lên bên tai hồng tỷ trong nháy mắt nghe được thanh âm này nàng đầu tiên là ngần người sau đó hai mắt liền dần dần trở nên mê ly trong miệng phát ra nỉ non vô thức thật thảm thật thảm ta chết thật thảm chết đúng vậy ta giống như đáng chết trong gương đều có hình ảnh ta chết đi thời gian của ta đã hết hồng tỷ nỉ non một lúc giống như điên rồi đạp mạnh chân ga với hướng đi bây giờ của xe, nếu đạp chân ga xuống, xe sẽ lao ra lan can, ngã xuống vực. Lúc đó, có lẽ Hồng Tỷ sẽ thật sự chết theo hình ảnh thảm trạng trong gương. Nhưng lúc này, một bàn tay rộng lớn, hữu lực, vững vàng nâng đùi Hồng Tỷ, khiến cho Hồng Tỷ không thể đạp chân ga xuống. Ha ha, ta hiểu rồi, thì ra là như vậy, giọng nói hào sảng của Giang Thần vang lên, quỷ muội muội này, có thể giúp ta cũng đo lường tử trạng của ta không? Hắn tiến đến trước kính chiếu hậu, vui vẻ hỏi nữ quỷ thấy người mình muốn giết cư nhiên bị ngăn lại đôi mắt trắng bệch càng thêm lạnh lùng trước sau như một nàng chết trước người lại chết là vậy a à, ta là người không tố chất gì cho nên có thể để cho ta chen cái đội hay không chết tiệt đi chết còn có thể đòi chen ngang nữ quỷ lần này cũng không nhịn được nữa khóe miệng giật giật quỷ khí cộng 80, bên trong gương chiếu hậu nữ quỷ đột nhiên ghé sát vào người giang thần cười âm hiểm mở miệng người đã chết nhìn xem gương trong này có tử trạng của ngươi Giang Thần không chớp mắt, có chút hứng thú, không đúng a à quỷ muội muội, cái gương này của ngươi có phải không nhạy hay không? Từ trạng đâu? Trong gương, Giang Thần vô cùng hoàn hảo, thậm chí còn mỉm cười, sắc mặt nữ quỷ cứng đờ, không có khả năng như thế nào hắn không bị năng lực của ta ảnh hưởng, quỷ khí cộng 50, con người nữ quỷ trong gương chuyển động, vẻ mặt không có ý tốt, nữ quỷ lặng lẽ đưa ma trào trắng bệch về phía đầu Giang Thần, đến đến, đây đây, thấy vậy, Giang Thần cực kỳ biết điều, nhổ xuống hai sợi tóc của mình đưa cho hư ảnh nữ quỷ phía sau, sau đó còn tự bạo tin tức, tên của ta Giang Thần, Giang trong Giang, sông, thần trong Ức vạn tinh thần, thần, bát tự của ta là, nhà ở, chứng minh thư, quy củ hại người của các ngươi ta hiểu, quỷ muội muội, ngươi nhìn xem những thứ này có trợ giúp cho ngươi, thái độ của hắn tương đối nhiệt tình, không chỉ không có chút phản kháng, thậm chí còn cực kỳ phối hợp, điều này làm cho nữ quỷ cũng không thể nhịn được được, khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên, ta chỉ muốn kéo hai sợi tóc, ngươi còn cho ta cả số chứng minh thư quỷ khí cộng 99, quỷ khí cộng 80, quỷ khí cộng 50. Một loạt hành động của Giang Thần dẫn đến tâm tình của nữ quỷ biến hóa kịch liệt, lúc thì nghi ngờ, lúc thì tức giận, cảm thấy hắn có chút xem thường mình. Sau vài lần lặp lại, nữ quỷ nắm tóc Giang Thần, phát ra tiếng cười âm hiểm. Ha ha ha, Giang Thần, người sắp chết rồi, trong gương có tử trạng của ngươi, hơi thở lạnh lẽo tràn ngập trong xe, vài sợi tóc của Giang Thần bỗng nhiên bốc cháy, hóa thành một nắm bụi, hồng tì trong gương chiếu hậu, bao gồm cả nữ quỷ đều biến mất trong xe dường như chỉ còn lại một mình giang thần hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc này trong gương bộ dáng của hắn quả nhiên đã xảy ra biến hóa nhưng biến hóa này không hề dọa đến giang thần mà lại khiến cho nữ quỷ bên cạnh trợn tròn mắt kinh hãi trong gương giang thần biến thành một quái vật đầu hổ thân người đầu đầy lông nâu vàng chán có một vầng trắng mơ hồ hình thành một chữ phương trong ánh mắt lười biếng bình tĩnh lộ ra uy áp cường thế của chúa tể rừng xanh khác với hổ thật chẳng hạn như cặp con ngươi to như chuông đồng kia lại hiện ra huyết mang yêu dị, tựa như muốn chọn người mà phệ, thỉnh thoảng một cái mũi hừ lên, âm thanh kịch liệt như sấm sét, hống, Giang Thần há miệng, muốn nói gì đó, nhưng hắn ở trong gương lại bộc phát ra một tiếng giống đinh tai nhức óc, tiếng gầm khủng bố sinh sôi chấn nát tất cả thủy tinh trên xe, một màn kinh hãi này khiến nữ quỷ trong gương mặt không còn chút máu, trong mắt cũng sắp trừng ra, thân thể điên cuồng run rẩy, nàng gần như bị dọa đến phát điên, mặc dù đã thành quỷ nhưng nàng đâu từng gặp qua loại quái vật đầu hổ thân người, cả người đều tắt ra khí tức yêu tài này a, à. quái vật, cứu mạng, nữ quỷ trong gương sợ đến hét to lên, đinh, phòng tuyến tâm lý của quỷ gương sụp đổ, quỷ khí cộng 99, giang thần, hắn còn chưa làm gì cả, quỷ khí tăng lên thật sự có chút nhanh, vì vậy hắn trầm ngâm hai giây, quay đầu nhìn về phía nữ quỷ, chậm rãi há miệng, hóng, lại một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, lần này nữ quỷ sợ đến mức chật vật đẩy cửa xe ra, lảo đảo chạy ra ngoài, trong gương còn có một cỗ khí tức âm lãnh nhảy ra dường như đã phụ nhập vào thân thể của nàng giang thần mơ hồ hiểu được bên ngoài là thi thể của quỷ gương bình thường nàng bám vào trên thi thể để di động gặp được người sống muốn hại người nàng liền tiến vào một mặt gương triển lộ ra từ trạng của đối phương lại lấy một loại lực lượng quỷ dị khó lường dẫn dắt từ loại từ trạng này cuối cùng người sống thật sự sẽ bị dẫn dắt đến chết như trong gương lực lượng quỷ dị trên gương chiếu hậu biến mất giang thần trong gương cũng khôi phục nguyên trạng nhất thời hán tức núi thở dài lập tức đẩy cửa đuổi theo quỷ muội muội nếu không ngươi thử lại xem có thể là vừa mới tư thế nguyền rủa của ngươi không đúng lắm lần này ta cho ngươi năm sợi tóc đừng chạy a à. quỷ muội muội van cầu ngươi hại ta một lần nữa đi trong xe hồng tỷ từ từ tỉnh lại từ trong trạng thái mơ hồ sau khi nghe được tiếng hô chân thành tha thiết của giang thần nàng không khỏi hung hăng lắc lắc đầu ta còn bị quỷ mê hoặc sao nàng nhìn về phía cảnh tượng trước mắt Được tình cực kỳ quái dị chỉ thấy giang thần một người sống lại đang đuổi theo một nữ quỷ kiên nhẫn an ủi đối phương, hy vọng nàng không muốn mất đi lòng tin, còn khẩn thiết yêu cầu đối phương lại hại hắn một lần. Đây là yêu cầu mà người bình thường có thể đưa ra, hồng tỷ nhìn đến phát mộng, ta nhất định là còn đang nằm mơ. Nàng vội vàng nhắm mắt lại, lắc mạnh đầu, cố gắng tỉnh táo lại, vừa rồi nàng giống như gặp một cơn ác mộng, trong mơ chính mình rõ ràng còn chấp nhận cái chết của mình, hơn nữa thật sự muốn dựa theo phương thức đó đi tự sát. May mà Giang Thần đã cứu mình, nhưng hắn khi đó dường như biến thành một quái vật còn khủng bố hơn quỷ. Nghĩ tới đây, hồng tỷ lại mở mắt nhìn chăm chăm giang thần ở phía trước tay cầm một thanh đoàn đao trên mặt mang theo nụ cười biến thái theo đuổi không rời không bỏ nữ quỷ kia một lúc lâu cuối cùng nàng bình tĩnh lắc đầu không đúng hắn không cần phải biến thành quái vật cũng đáng sợ hơn quỷ nhiều cuối cùng giang thần sau nhiều lần an ủi khích lệ không có kết quả hắn không thể không mang theo một loại ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ra sức thống hạ sát thủ thôi ngươi là quỷ muội muội nhát gan nhất ta từng gặp kiếp sau dũng cảm hơn một chút cuộc đời của quỷ chỉ dài như vậy, ngươi đừng ngại đi hại một người, theo đuổi một giấc mộng, làm chuyện ngươi thích mà không phải bị một người sống đời theo, Giày còn rớt một cái. Giang thần dơ cao đao trong tay, cuối cùng đưa cho nữ quỷ một câu can gián. Phía trước hắn, quỷ gương để trần một chân, chạy thục mạng trên quốc lộ, bước thiết muốn rời xa quái vật phía sau này, nàng đã bị dọa vỡ mật, liền phản kháng cũng không dám. Đại lực ngưu ma quyền, yêu lực gia trì, giang thần đột nhiên tăng tốc, một đao đâm xuyên hậu tâm của nữ quỷ. Đinh! nhìn thi thể đối phương từ từ ngã xuống giang thần lắc đầu như có điều suy nghĩ đi trở về biến cố lúc trước hắn cũng rất kinh ngạc không nghĩ tới con quỷ này cư nhiên chiếu ra hình tượng dần tướng quân mình từng hóa yêu hơn nữa còn là trạng thái hoàn toàn yêu hóa chính hắn cũng có thể cảm nhận được loại uy áp cùng lực lượng khủng bố đó đáng tiếc chỉ là ở trong gương vốn định nghiên cứu thêm không ngờ nữ quỷ này lại không có cốt khí như vậy thà chết cũng không chịu phối hợp quên đi thu hoạch cũng coi như không tệ giang thần nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở ánh mắt hơi hơi tỏa sáng. Đinh, chúc mừng quỷ khí của ký chủ đột phá 10.000, mở ra quyền hạn rút thẻ hóa yêu ba sao. Lúc trước hắn giết chết quỷ tài xế, quỷ khí đã lên tới hơn 9.400, còn đứa quỷ này càng là bị dọa vỡ mật, trong quá trình chạy trốn không ngừng cung cấp quỷ khí, cuối cùng cung cấp tổng cộng gần 900 điểm. Điều này có nghĩa rằng thần bây giờ có thể rút ra thẻ hóa yêu ba sao. Hắn trở lại trong xe, nói với Hồng Tỷ còn đang kinh ngạc, Tỷ, lái xe đi, sau đó mở bảng điều khiển ra, nhìn thoáng qua, sau khi xác nhận, Giang Thần kiềm chế kích động, mặc niệm trong lòng, hệ thống, rút thẻ thẻ hóa yêu ba sao. Đinh, có muốn tiêu hao một vạn quỷ khí để rút ra thẻ thẻ hóa yêu ba sao không? Tuy đã sớm có dự liệu, nhưng quỷ khí tích lũy lâu nay của mình một lúc mất đi tất cả như vậy, hô hấp của Giang Thần vẫn nhịn không được tăng lên vài phần, hít vào một hơi thật sâu, Giang Thần xác nhận bắt đầu rút thẻ. Đinh, bắt đầu rút thăm, từng hình ảnh hung dữ tàn bạo liên tục biến ảo, sát khí và khí tức yêu dị đập vào mặt, khiến giang thần cảm thấy lòng bàn chân tê dại đổi lên từng trận cảm giác sợ hãi cả người nổi da gà cuối cùng hình ảnh biến ảo thành một tráng hắn mặt đen mặc áo giáp ô kim cầm một cây hắc anh thương chúc mừng ký chủ rút được thẻ hóa yêu ba sao hùng bi quái giang thần hơi sửng sốt tiếp theo hơi thở càng nặng ánh mắt lóe lên nhân phẩm của hắn lại bộc phát rồi trước đây hắn đã nghiên cứu qua cho dù là thẻ cung cấp sao cũng có sự khác biệt về lực lượng rõ ràng ví dụ như hỗn thế ma vương. Trong thẻ hóa yêu một sao cũng là một trong những tấm thẻ mạnh nhất. Nếu là thẻ hóa yêu một sao khác cũng chỉ có thể đối phó với ác quỷ đỉnh cấp, nhưng hóa thành hỗn thế ma vương lại có thể một đao chém giết bán bộ lệ quỷ. Sự chênh lệch này không thể coi là nhỏ, mà sự khác biệt về lực lượng này quyết định bởi lực lượng của bản thân yêu quái, hùng bi quái, cũng chính là hắc hùng tinh trộm áo cả xa mà mọi người biết. Với sự hiểu biết của giang thần về Tây Du Ký, đây tuyệt đối là một yêu quái thực lực cực kỳ cường hãn. Trong nguyên tắc, nó có thể đánh nhau với hầu tử hay yêu đánh từ cửa động đánh lên đỉnh núi từ đỉnh núi giết đến trên mây phun sương phun gió cát bay đá chạy đấu đến mặt trời đỏ trầm tây cũng chưa phân ra được thắng bại hơn nữa sau khi hầu tử và hùng bi quái đánh nhau cũng nói một câu ta cũng không cứng rắn lắm chỉ đánh ngang tay thôi dù hùng bi quái không thể là đối thủ thực sự của hầu tử nhưng cũng có thể thấy được sự cường đại của yêu quái này hơn nữa sau khi quan âm đến nàng cũng lựa chọn thu nó về làm đại thần thủ sơn ở lạc gia sơn hẳn là cũng coi trọng thực lực và tiềm lực của con gấu đen này. Nói tóm lại, trong thẻ hóa yêu ba sao, hung bi quái tuyệt đối thuộc về hàng ngũ chiến lược đỉnh cao. Trên thực tế, Giang Thần trước đây dự đoán, hung bi quái ít nhất phải là thẻ hóa yêu bốn sao, không ngờ bây giờ lại rút ra, đây tuyệt đối có thể trở thành át chủ bài của hắn. Sau khi rút thẻ xong, Giang Thần mở mắt ra, phía trước con đường tối đen đã xuất hiện vài điểm sáng, hình dáng một tòa biệt thự khổng lồ như ẩn như hiện, cố thị sơn trang, đến rồi, nắp trước lõm xuống, kính chán gió vỡ nát, chiếc xe BMW 7 Series gần như hỏng hóc dừng lại trước cửa biệt thự, bên trái là cửa vào bãi đỗ xe, nhưng Hồng Tỷ quá sốt ruột, cũng lười xuống đỗ. Trong phòng bảo vệ, lão bảo vệ mặt đầy nếp nhăn đang đọc báo ngẩng đầu nhìn ra ngoài, khi nhìn thấy Hồng Tỷ xuống xe, hắn có chút không dám tin, sửng sốt một lúc sau vội vàng đứng dậy, chạy ra mở cửa, tiểu thư, là ngươi trở về sao? Hồng Tỷ và Giang Thần xuống xe, nàng ngần người, có chút không xác định, triệu thúc, mắt lão nhân ngấn lệ thật sự là tiểu thư ngài xem như đã trở về trời có mắt rồi một tiểu nữ oa ở bên ngoài chịu bao nhiêu khổ à mau vào đi mau vào đi chợt hán lại giống như nghĩ đến cái gì mở ra một cánh cửa nhỏ từ trên cửa sắt vừa nhìn bốn phía xung quanh vừa vẫy tay dường như đang sợ hãi cái gì sau khi hai người vào cửa triệu thúc vội vàng đóng cửa lại còn dùng một cái khóa sắt khóa lại gần đây nơi này không yên ổn có một buổi tối ta nhìn thấy một nữ nhân không có đồ làng vàng ở bên ngoài nhảy nhót đi tới kém chút dọa ta sợ bề mật tiểu thư các người vừa rồi không gặp phải cái gì khủng bố a à, đối với thân phận của giang thần hắn rất tự giác không hỏi nhiều dù sao cũng là hạ nhân cho dù tương đối quen thuộc với tứ tiểu thư cũng không có khả năng lấy tư thái trưởng bối ra nói chuyện của nàng làm như vậy cũng quá ngu xuẩn không có hồng tỷ nhìn giang thần khóe miệng kéo xuống nói vậy thì tốt quá bất quá ai tiểu thư ngài trở về cũng thật không đúng lúc trong sơn trang gần đây xảy ra rất nhiều chuyện ta cũng chỉ là một lão già không ít người đều đã chạy à từ thư muốn đi gặp lão gia trước hay đi về phòng nghỉ ngơi trước triệu thúc rõ ràng cũng là người tinh khôn nói chuyện chu toàn mọi mặt không chỉ biểu đạt sự quan tâm đối với hồng tỷ còn nhân tiện nhắc tới lòng trung thành của mình đồng thời chiếu cố đến quan hệ mâu thuẫn giữa hồng tỷ và lão gia đi gặp hắn đi nhắc tới phụ thân mình sắc mặt hồng tỷ lạnh đi vài phần tốt lắm nơi này là mới chuyển tới lão gia ở bên kia ta dẫn các ngươi qua biết ngươi trở về phu nhân khẳng định rất vui lão nhân vẻ mặt tươi cười dẫn đường giang thần quan sát xung quanh toàn bộ khu biệt thự đều bị tường cao màu đỏ vây quanh đây là bởi vì khu vực phía sau phúc sơn còn chưa được khai phá động vật hoang dã không ít phóng mắt nhìn sang phía trước là một tòa nhà độc lập cao ba tầng phong cách kiến trúc trang nhã vừa nhìn đã biết là xuất phát từ tay nhà thiết kế nổi tiếng nơi này có người nhà hồng tỷ còn có rất nhiều dòng họ cố thị cũng coi như một gia tộc khổng lồ bất quá lúc này còn chưa tới 9 giờ lại có vẻ hết sức quạnh quẽ chỉ có lác đác hai ba hộ còn sáng đèn hẳn là gần đây phát sinh một loạt chuyện lạ làm cho người trong khu biệt thự đều lựa chọn ngủ sớm chăn che kín đầu cầu nguyện có thể an toàn sống đến hưởng đông đây chính là phương thức sống sót của người bình thường ở trong dưới sự kiện linh dị tuyệt đại bộ phận người bình thường đều sẽ có một chút cảm giác an toàn không lâu sau triệu thúc đưa hai người vào một biệt thự không bật đèn sau khi đưa bọn họ vào phòng khách lão bảo vệ cười cười xoay người rời đi lão ra cùng phu nhân có thể đã ngủ tiểu thư tự mình đi vào đi ta về trước trông cửa hai người tiến vào phòng khách hồng tỷ dùng ánh đèn điện thoại di động chiếu sáng tìm kiếm công tắc đèn ở trên vách tường lúc này giang thần sau lưng hồng tỷ bất thình lình hỏi một câu người biết tên bảo vệ này không hồng tỷ đáp ừ đây là triệu thúc lúc ta còn rất nhỏ hắn đã đi theo cha ta năm xưa là tài xế lớn tuổi thì trông cửa nhà đối với ta rất tốt giang thần nhíu mày nhưng nếu là người quen vì cái gì hắn vụng trộm nhìn chúng ta ở ngoài cửa sổ lời của giang thần khiến hồng tỷ cứng tay không thể tin quay đầu lại, phát hiện trong khe hở cửa biệt thự phía sau, thật sự có một đôi mắt không có ý tốt đang nhìn chăm chăm vào họ. Hồng tỷ sợ hãi mở miệng, cái gì, triệu thúc, là ngươi sao? Nghe thấy lời của Hồng tỷ, bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa bối rối, tiếp theo là tiếng xưởng xích kêu lang cang và tiếng khóa khép chặt. Hồng tỷ nóng này, muốn xông lên, nhưng chưa đi được hai bước thì cứng đờ ngay tại chỗ. Nàng nhớ ra một chuyện, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Không đúng, ta nhớ ra rồi, lần trước hình như mẹ ta đã nói với ta triệu thúc triệu thúc trực đêm chết trong phòng bảo vệ đầu bị người ta móc đi thái dương hồng tỉ dịn ra tầng mồ hôi nhỏ đáy lòng sợ hãi một trận nàng vừa rồi còn đang cùng triệu thúc hàn huyên không ngờ hắn là một người chết giang thần đi lên phía trước kéo một cánh cửa phát hiện đã bị khóa chặt từ bên ngoài hắn lại dùng sức trực tiếp mạnh mẽ bẻ khóa cửa ra nhưng cửa bên ngoài đã bị một sợi xích sắt sâu chửi khóa lại từ trong khe hở có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người ở bên ngoài trên tay cầm thứ gì đó đang không có ý tốt nhìn chăm chú vào nơi này ánh mắt rất âm hiểm đột nhiên đông 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 tiếng gõ nặng nề cực kỳ từ nơi nào đó trong bóng tối của căn biệt thự truyền đến hồng tỷ vẫn không tìm được công tác lúc này cũng không dám đi tìm vội vàng ghé sát bên cạnh giang thần hỏi làm sao bây giờ giang thần an ủi một câu không có việc gì tình huống bây giờ rất rõ ràng ngoài cửa con quỷ bảo an kia cầm vũ khí sắc bén đang ngồi canh giữ chúng ta trong biệt thự không người đột nhiên truyền ra tiếng động lạ Hồng tỷ nhe rằng, "Điều này sao ngươi càng miêu tả, càng kinh khủng a." À, Giang Thần nói, "Lúc này muốn sống, quan trọng nhất chính là bình tĩnh, cẩn thận, như vậy đi, trước tiên đi xem là ai đang gõ đồ, bảo nó đừng gõ nữa, chúng ta sợ." Nghe nói như thế, Hồng tỷ há miệng, trong lúc nhất thời lại không nói gì, "Hành động này của ngươi quá cẩn thận a, à. hơn nữa ngươi cũng không quá giống là đang sợ hãi a." À. Bất quá khi Giang Thần đi vào bên trong, Hồng tỷ cũng chỉ có thể đuổi theo, hai người xuyên qua một cái hành lang theo phương hướng thanh âm đi tới một gian phòng ngủ cuối cùng, cách cửa, thanh âm rất rõ ràng, có chút buồn bực, mỗi gõ vài tiếng, còn có thể vang lên một tiếng đinh đương giòn tan. Giang thần để cửa ra, ánh đèn điện thoại quét qua, không thấy có gì kỳ quái, một cái giường, một cái tủ gỗ lim, bạn đang xem quỷ dị khôi phục ta có thể biến thân đại yêu tại kênh youtube gì các phim, đây là một phòng ngủ được bố trí đơn giản, thanh âm là từ trong ngăn tủ truyền ra, khó trách có vẻ nặng nề, hắn đi qua còn nhìn thấy, trên mặt đất có một cây búa bên cạnh là vài cây đinh sắt dài mang theo máu tươi một cánh cửa tủ quần áo trước mặt bị đóng đinh giờ phút này cánh cửa này đang không ngừng rung động giống như có người đang vỗ cửa ở bên trong những chiếc đinh trên cửa thỉnh thoảng lại rơi ra một chiếc bây giờ chỉ còn lại ba chiếc tủ quần áo bị đóng đinh chẳng lẽ là sợ thứ gì bên trong chạy ra hay là có người từng nhét một người sống vào trong sau đó đóng đinh cửa tủ để người đó chết dần chết mòn ở bên trong giang thần thì thầm tự nói hồng tỷ ở bên cạnh nghe thấy vậy sắc mặt lập tức tái mét chuyện vốn không đáng sợ đến vậy, nhưng ngươi vừa phân tích, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng quỷ dị. Ngươi thật sự là khu quỷ sư sao, ngươi là ma quỷ mới đúng à. Tiểu thần, tiểu thần, hồng tỷ đột nhiên chỉ về phía cửa tủ quần áo, ánh mắt trợn tròn, run rộng hô, ra rồi, nàng nàng ra rồi, giang thần nghiêng đầu nhìn, phát hiện theo tiếng gõ, hai cái đinh quỷ dị trên cửa tủ lần lượt bật ra, rơi xuống đất, còn phía dưới cửa tủ chỉ còn lại một cái đinh, cảnh cửa bị tách ra một khe hở. Một cái quỷ thủ tái nhợt cùng với nửa khuôn mặt quỷ vạn vạo đầy máu mơ hồ lộ ra, "Là các ngươi?" Một giọng nữ sắc bén vang lên, tràn đầy thù hận, "Là các ngươi đem ta đóng đinh ở đây, tại sao phải làm như vậy? Tại sao muốn hại chết ta? Trong này buồn quá, ta muốn đem các ngươi cũng nhét vào, để cho ai cũng không tìm thấy." Hi hi hi, trong tiếng nói oán hận xen lẫn một tia cười đùa quỷ dị tới cực điểm. Hồng tỷ nghe thấy vậy sắc mặt đại biến, vội vàng giải thích, "Không, không phải chúng ta hại ngươi, nơi này chỉ có ta cùng các ngươi." không phải các người hại chết ta, còn có thể là ai? Nữ quỷ ngữ khí âm trầm mà trêu tức, Hồng Tỷ còn muốn giải thích, Giang Thần bên cạnh lại vuốt cằm, gật gật đầu, cũng đúng, theo logic mà nói, vị muội muội này nói không sai, trong phòng này chỉ có ba người chúng ta, hai chúng ta là một nhóm, mà ngươi lại là người bị hại, như vậy có thể suy luận, người đích thực là bị chúng ta đóng đinh vào trong tủ quần áo. Nghe nói như thế, Hồng Tỷ đều sợ ngây người, ngươi cứ thừa nhận như vậy, con quỷ này còn không liều mạng với chúng ta sao? lúc này giang thần đột nhiên nhếch miệng lộ ra một hàm răng trắng nõn, gì? sao người lại chạy ra được? xem ra lúc trước đóng đinh vẫn chưa đủ chặt a. À. hồng tỷ, tỷ ra cửa canh chừng, ta sẽ đóng đinh nàng lại. có người đến thì tỷ báo cho ta biết. tuyệt đối không được để cho người khác biết chuyện này là do chúng ta làm. thấy vậy, cả người hồng tỷ đều run lên. biểu hiện lúc này của giang thần cực kỳ giống một tên sát nhân biến thái có kinh nghiệm, khiến cho nàng có cảm giác sởn gai ốc. giang thần nói xong, tự mình nhặt búa và đinh sắt trên mặt đất lên cường hóa, đinh, phải chăng tiêu hao một quỷ khí, từng cây đinh sắt dài chừng bàn tay trong nháy mắt trở nên đen ngòm, sắc bén, toát ra một tia hàn khí. Tiếp theo, Giang thần đặt đinh sắt lên trên cửa tủ, lạnh lùng nói, rút tay lại, đứa quỷ bối rối trong chốc lát nàng không ngờ đối phương lại thừa nhận dứt khoát như vậy, ha ha ha, nếu là người hại chết ta, vậy vào đây cảm thụ thống khổ giống như ta đi, Đứa quỷ không chỉ không rút tay lại, mà còn cười quái dị, kiệt lực vươn ra ngoài, dường như muốn kéo Giang thần vào tủ quần áo. Giang thần thì trực tiếp giơ búa lên, phanh một tiếng, đinh sắt xuyên qua bàn tay, máu tươi văng khắp nơi, liệu quỷ bị đinh vào trên tủ quần áo. a, à, nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết, tại sao, tại sao ngươi có thể làm ta bị thương, trong vẻ mặt thống khổ xen lẫn một tiếng nghi hoặc, tại sao một cái đinh sắt bình thường lại có thể tổn thương đến quỷ thể của mình, nói buông không buông, ngươi nhìn xem, nguy hiểm cỡ nào, giang thần nói xong, ôn nhu sờ sờ tay nữ quỷ, an ủi nói, rất đau đi, ngươi yên tâm lần này ta sẽ chú ý một chút, sẽ không làm tay ngươi bị thương nữa. Nói xong hắn cầm lấy một cái đinh khác, đặt ở trên cửa tủ, đằng sau là vị trí khuôn mặt nữ quỷ. Nhưng đường, khuôn mặt nữ quỷ trầm xuống, không tổn thương tay của ta thì tổn thương mặt ta phải không? Đồ chó, hơn nữa ngăn tủ chỉ có lớn như vậy, thân thể nàng lại bị đè ép ở bên trong, làm sao tránh? Quỷ khí 80, quy tắc thi công ngàn vạn đầu, trong đó an toàn đứng đệ nhất, vị quỷ muội muội này, ta nhất định phải nghiêm túc cảnh cáo ngươi ngàn vạn lần không nên đem mặt để sát vào lúc ta đang thi công như vậy là rất dễ dàng bị thương đấy như vậy ta đếm tới ba trước hy vọng ngươi có thể tự giác tránh ra được không ha 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 nữ quỷ cười rộ lên bầu không khí âm lãnh trong nháy mắt bao phủ cả căn phòng mấy cánh cửa còn lại trong tủ quần áo đều không gió mà bay điên cuồng mở ra khép lại phát ra âm thanh loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng nàng hoàn toàn bị chọc giận muốn liều lĩnh ra tay ba phanh một cái đinh sắt màu đen dài bằng bàn tay bị đóng thật sâu vào mi tâm nữ quỷ khi thế kinh khủng của cả căn phòng trong nháy mắt tiêu tán chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của nàng a a a đinh tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên không ngừng giang thần vẻ mặt vui sướng đang muốn tiếp tục thi công lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kéo xích sắt tiếp theo đại môn mở ra một bước chân bước vào giọng nói rất nhẹ hẳn là một lão nhân trong hành lang bảo vệ triệu thúc trên tay đã không còn là dùi cui cảnh sát cùng đèn pin mà là một con dao phay mang theo khí tức âm hàn thân dao rất bẩn, lưu lại vết máu đỏng cùng vết gì. Trên mặt hắn cũng không còn là nụ cười hòa ái lúc trước mà là mang theo một biểu lộ quỷ dị. Triệu thúc đi tới gian phòng cuối hành lang đẩy cửa ra, chỉ nhìn thấy nữ quỷ hấp hối quỳ dạp trên mặt đất. Rất nhiều bộ phận trên cơ thể nữ quỷ đều có dấu vết bị đè ép rõ ràng, đầu nghiêng về phía sau thành góc 90 độ, cánh tay cũng bị gãy, dáng vẻ rất kinh khủng. Càng đáng sợ hơn nữa là trên người nàng lúc này có một cái đinh sắt. Triệu thúc liếm liếm khóe môi, có chút hưng phấn bước tới quỷ ngoài việc nuốt nhân khí ra còn có một cách khác để trở nên mạnh mẽ đó chính là ăn đồng loại triệu thúc nhấc đầu nữ quỷ lên định đưa nàng đến bên miệng nhưng lúc này hắn chú ý thấy ánh mắt đối phương đang nhìn chằm chằm mình môi bập bẹ yếu ớt dường như muốn nói gì đó ha ha tiểu bình cô nương chính là ta giới thiệu ngươi vào cố gia đấy ngươi giờ sắp chết rồi còn có gì muốn nói với lão đầu này không triệu thúc ghé tai sát bên miệng nữ quỷ muốn nghe rõ những lời cuối cùng của nàng sau 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 triệu thúc sừng sốt một chút Trượt nghĩ ra, tiểu bình dường như không phải nhìn mình, mà là nhìn phía sau mình. Hắn lập tức vứt bỏ nữ quỷ, nhanh chóng lao về phía trước. Tuy nhiên, đã quá muộn, trong bóng tối, một bàn tay to vươn ra, một nam tử đứng sau cửa, từ trên cao nhìn xuống lão bảo vệ đang ngồi sồm, khoái miệng nhếch lên một độ cong lạnh lão. Gì? Bàn tay to đặt trên cổ triệu thúc, một thanh đoàn đao đâm vào. Đinh, quỷ khí 99, có chút ngoài dự liệu chính là bảo vệ triệu thúc không bị một đao này đâm chết mà chỉ là âm khí trên người yếu đi rất nhiều hắn nhào về phía trước lăn lộn một cái xoay người cầm dao phai trong tay vẻ mặt âm trầm nhìn lại tiểu tử sát hại người trong sơn trang ta làm bảo an nơi này có quyền chém chết ngươi triệu thúc nói xong câu đó âm khí trên người hắn lại tăng cường có thể thấy được bằng mắt thường mình có thể ăn người trong sơn trang lại không cho phép người ngoài giết người một cái bảo an quan uy thật lớn a vẻ mặt cùng hành động quỷ dị của giang thần làm cho triệu thúc trong lúc nhất thời lại phân không rõ rốt cuộc ai mới là quỷ đang lúc hắn cắn răng định hạ độc thủ tung một tiếng trống vang lên tiếng trống từ đâu ra triệu thúc sửng sốt một chút sau một khắc, mà âm rót vào tai hắn phát hiện mình đã mất đi toàn bộ ý thức mà hai mắt của giang thần dưới bóng tối lại là bộc phát ra ánh sáng xanh ưu dị đường cong cơ bắp của hắn phồng lên có thể thấy được mắt thường huyết khí cả người đột nhiên tăng cường mấy lần một bước tiến lên cũng không cần đoạn đào mưu sát đánh ra một quyền đại lực ngưu ma quyền phóc lồng ngực triệu thúc bị xuyên thủng xuất hiện một cái động máu lớn thi thể nhanh chóng bắt đầu thối rữa. Nữ quỷ ở một bên nhìn đến tròng mắt cũng sắp trừng ra. Nó chỉ là một con ác quỷ, bảo vệ triệu thúc lại chính là bán bộ lệ quỷ nhưng bị đánh chết dễ dàng như vậy. Thật sự quá mức khủng bố. Trên thực tế, điều này cũng bình thường. Giang thần bây giờ vốn là thực lực vô hạn tiếp cận cấp đi, gõ chống ma âm về sau, huyết mạch ngưu tinh bị kích hoạt, thực lực càng là trực tiếp đạt tới cấp bậc này, thậm chí còn muốn mạnh hơn một một. Hơn nữa, đại lực ngưu ma quyền bộc phát trong khoảnh khắc cùng với chống ma âm định trụ quỷ bảo an còn có lúc trước đánh lén làm cho nó lâm vào trạng thái suy yếu mới đạt thành hiệu quả một kích miểu sát như vậy điều này cũng khiến cho giang thần không khỏi cảm khái nếu như lúc ấy kế thừa thần thông hỗn thế thiên đao vĩnh viễn căn bản không cần phiền phức như vậy một đao đi xuống bán bộ lệ quỷ trực tiếp hình thần câu diệt hắn nghiêng đầu không có dự định tiếp tục hành hạ nữ quỷ trên mặt đất nữa thừa dịp cảm giác huyết dịch sôi trào trên người vẫn còn một cái tát vỗ ra phanh đầu nữ quỷ trực tiếp nổ nát trên vách tường phòng bắn đầy máu tươi cùng thịt vụn một màn như vậy tuyệt đối có thể làm cho người ta sờn gai ốc không biết còn tưởng rằng là con lệ quỷ tàn bạo nào đó ở chỗ này giết người sống may mắn hồng tỷ đã được giang thần an bài trốn sang phòng bên cạnh nếu không để nàng nhìn thấy một màn như vậy chỉ sợ sẽ lưu lại bóng ma tâm lý thật lớn người đâu giang thần để cửa phòng bên cạnh ra như mày dường như có cảm giác gì đó cửa sổ mở toang hắn nhìn thấy hồng tỷ đang đứng trên khoảng đất trống bên ngoài nhảy một điệu múa quỷ dị động tác không có chút gì uyển chuyển, ngược lại cực kỳ cứng ngắc, nhìn khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Động tác tứ chi cứng ngắc của Hồng Tỷ giống như một xác chết đang múa. Hồng Tỷ, Giang Thần gọi một tiếng, Hồng Tỷ không trả lời. Giờ phút này, vẻ mặt nàng trống rỗng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bóng tối phía trước, dường như như có thứ gì đó ở đó, thu hút hoàn toàn sự chú ý của nàng. Nàng đang học ai múa thế? Giang Thần thì thầm một câu, trèo ra ngoài cửa sổ. Sau khi Giang Thần đi ra, nhìn theo ánh mắt của Hồng Tỷ phát hiện trong bóng tối xa xa có một bóng người, là một nam nhân, môi xanh tím, khuôn mặt cứng ngắc, hai mắt trống rỗng chết lặng, cả khuôn mặt toát ra một loại cảm giác kinh dị khó nói rõ. Nam nhân kia đang nhảy múa, động tác giống hệt Hồng Tỷ. Hồng Tỷ lúc này đang nhảy múa theo động tác của nam nhân, vừa nhảy vừa di chuyển về phía trước. Lúc này, Tỷ đã rời khỏi cửa sổ hơn 10 thước, đang tiến về phía nam nhân. Nam nhân dường như phát hiện Giang Thần, đôi mắt chết lặng nhìn về phía hắn, khóe môi giật giật, cười cười một cách quái dị giang thần nhất thời cảm thấy đầu óc có chút chóng váng trong đầu hắn liên tục xuất hiện một giọng nói bảo hắn học theo động tác của nam nhân này vì vậy giang thần cũng bắt đầu nhảy múa theo động tác của nam nhân hồng tỷ lúc này cảm thấy vô cùng thống khổ môi dưới của nàng cắn chặt trong con người chết lặng có những giọt nước mắt rơi xuống ý thức của nàng vẫn thanh tình nhưng thân thể lại không thể khống chế được từ khi nhìn thấy nam nhân ở xa xa kia tỷ đã không thể nào ngăn mình làm theo động tác của hắn tiến về phía hắn điều duy nhất nàng có thể làm là cầu nguyện sang thần có thể sớm phát hiện ra mình nhưng cầu nguyện mãi rồi nàng cũng không thấy giang thần phát hiện ra gì tiểu thần tiểu thần hả tiểu thần hồng tỳ đang vặn vợ thống khổ cũng không khỏi sững sờ một chút bởi vì nàng phát hiện giang thần nhảy múa rất tuần thục động tác uyển chuyển linh hoạt dần dần vượt qua cả nàng hắn cũng bị quỷ mê hoặc sao hơn nữa nhìn bộ dạng này hắn bị mê hoặc còn nghiêm trọng hơn cả ta cái này thật là không chỉ có hồng tỳ ngay dại ngay cả nam nhân đang nhảy múa cũng ngẩn người, người sống này yêu thích khiêu vũ như vậy sao? Trong lòng hắn dâng lên một tia hảo cảm, quỷ khí 15 điểm, rất nhanh, Giang Thần dẫn đầu đi tới khoảng cách không xa trước mặt nam nhân, trong con người vô thần của nam nhân lộ ra một tia nghi hoặc, hắn cao mày, cố gắng suy nghĩ xem có chỗ nào không ổn, nhưng cuối cùng, hắn cũng không đưa ra được kết luận gì, kệ đi, cuối cùng, nam nhân cười cười, làm ra một động tác nguy hiểm, hai tay hắn chậm rãi nâng lên, cùng nhau véo vào cổ mình khóe miệng hắn càng ngày càng nở rộng hồng tỷ trợn to mắt bởi vì nàng biết tiếp theo sẽ xảy ra cảnh tượng kinh hoàng gì nhưng hai tay của nàng lại hoàn toàn không thể khống chế được cũng bắt chước động tác của nam nhân chạm vào cái cổ mềm mại của mình không không cần đang lúc hồng tỷ tuyệt vọng giang thần ở phía trước làm ra một cái động tác khiến một người một quỷ đều không thể tưởng tượng được hai tay hắn chậm rãi giơ lên sau đó sờ lên cổ quỷ vũ điệu hả hả một người một quỷ đồng loạt há miệng không thể tin nhưng cẩn thận nghĩ lại, dường như lại không có gì sai. Nghiêm túc mà nói, hắn cũng là đang học động tác của quỷ vũ điệu, chẳng qua học được chính xác hơn một chút so với hồng tùy vào thôi. Người không đúng, quỷ vũ điệu đã lâu không nói câu nào, cổ họng giật giật, phát ra một loại âm thanh trúc chắc khô khốc, không phải học như vậy, tự véo mình, hiểu chưa? Như vậy, như vậy, nói xong, hai tay nó buông xuống, lại bóp cổ mình, làm mẫu lặp đi lặp lại vài lần, giang thần cũng đi theo, bóp cổ nó vài lần nữa mẹ nó thiểu năng trí tuệ quỷ vũ điệu thầm móng một câu gương mặt bình tĩnh túm lấy mặt giang thần tuy rằng lấy năng lực bản thân giết chết người sống mới có thể thu hoạch nhân khí một cách tối đa nhưng nó thật sự nhịn không được thấy vậy giang thần cũng bắt được quỷ vũ điệu cười cười một người sống làm sao có thể nhanh bằng chính mình giây tiếp theo suy dao sắc bén cắm vào hốc mắt phải của nó bàn tay to của giang thần chậm rãi bao trùm khuôn mặt không thể tin được của quỷ vũ điệu dùng sức rất nhẹ nó liền ngã xuống phía sau thi thể nhanh chóng thối giữa biến thành màu đen. Đây là một con ác quỷ, thực lực cùng với nữ quỷ trong tủ quần áo không chênh lệch nhau mấy. Hô hô, sau khi quỷ vũ điệu chết, hồng tỷ sụi lơ xuống, quỷ xuống đất há to miệng thờ hồn hền, cả người nàng đều bị mồ hôi thấm ướt, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Mà khi ánh mắt chạm đến bóng lưng nam nhân phía trước, cơ mặt nàng lại nhịn không được co rúm lại vài cái. Thao tác trừ quỷ của Giang Thần mỗi lần đều là ngoài dự liệu như thế, quỷ dị tòng môn khiến cho người ta mặc dù được cứu nhưng đáy lòng cũng không cách nào hoàn toàn an ổn lại, bởi vì luôn cảm giác sau một khắc sẽ gặp phải đối đãi càng khủng bố hơn từ hắn. Đi thôi Hồng Tỷ, Giang Thần trả hỏi một câu, đi về phía trước, Hồng Tỷ gần như thoát lực nhìn bốn phía đen kịt, bóng dáng lay động hoa cỏ cây cối xung quanh giờ phút này dường như đều cực kỳ quái dị, sau lưng nàng lạnh lẽo, vội vàng đuổi theo Giang Thần, mấy tòa biệt thự bên cạnh đều tắt đèn, từ nơi này đi qua tòa nhà thứ 8 còn có ánh sáng, lúc hai người tới, phát hiện nơi này an tĩnh có chút quá đáng đại môn mở rộng gió nhẹ thổi qua mang theo mùi tanh khó ngửi đã xảy ra chuyện là mùi máu người rất mới mẻ có nam có nữ sắc mặt giang thần ngưng trọng hồng tỷ càng thêm nghiêm trọng sao ngươi giỏi vậy vừa người liền biết là máu người thậm chí ngay cả còn mới hay không là nam hay nữ đều có thể đoán ra đây rốt cuộc phải trải qua cái gì mới có thể làm được một bước này giang thần lại nói còn có một người là bị treo cổ hồng tỷ thật sự không nhịn được sợ hãi hỏi cái này cũng có thể ngửi ra không phải Giang thần đưa tay chỉ chỉ một gian phòng ở đối diện cánh cửa, nhìn được, xuyên qua cửa phòng có thể nhìn thấy, trên đèn chùm bên trong có một nam tử trẻ tuổi mặc đồng phục nhân viên đang treo, khuôn mặt xanh tím, môi trắng bệch, quái dị nhất chính là, khóe môi hắn khép lại, bên miệng gợi lên một tia ý cười như có như không, hồng tỷ, lúc trước nàng quá mức khẩn trương, không có phát hiện cỗ thi thể này, thật đúng là cho rằng cái mũi của giang thần linh mẫn đến loại tình trạng này, người chết như thế nào đều có thể ngửi được khi người ta treo cổ vì thiếu dưỡng khí sẽ thở hồn hền, cho nên miệng người treo cổ hẳn là mở ra, lưỡi cũng sẽ rũ ra, đây cũng là nguồn gốc của hình tượng quỷ treo cổ trong rất nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Bộ dáng của hắn rất không bình thường, rất có thể sắp phát sinh thi biến. Giang thần thì thảo tự nói, Hồng Tỷ nghe xong lập tức khẩn trương, mau, đóng cửa, Giang thần cũng rất khẩn trương, nghe xong gật gật đầu, vội vàng kéo nàng đi vào, sau đó đóng cửa lại, hơn nữa còn khóa trái, Hồng Tỷ ngây dại nghiêng đầu nhìn về phía Giang Thần, "Hả, ta nói là đóng cửa, không nói vào rồi đóng cửa lại, ngươi là sợ cỗ thi thể này thi biến về sau tìm không thấy người sống ăn nên đói bụng sao?" Sau khi hai người bước vào, mùi máu tươi càng nồng nặc không chỉ vậy, trong phòng còn vọng ra tiếng kêu loáng thoáng của một người, "Nam tiểu thư, nam tiểu thư, ngươi ở đâu?" Giọng nói này rất nhỏ, tựa như đang cố gắng kìm nén để không ai phát hiện. Hồng Tỷ liếc nhìn cỗ thi thể treo trên cao một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn lên lầu phát hiện trên hành lang có một bóng người đang lẩn trốn. Người đó cũng mặc đồng phục nhân viên của cố thị, là một bà lão lưng còng, đang nhẹ nhàng gõ cửa phòng, đồng thời liên tục nhìn xung quanh, dường như đang sợ hãi điều gì đó. Có vẻ như là... Lưu mụ, lần này, Hồng Tỷ không còn sợ hãi nữa, quay sang Giang Thần hỏi, tiểu thần, Lưu mụ là quỷ sao? Giang Thần lắc đầu, không phải, Hồng Tỷ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng gọi một tiếng, Lưu mụ, lão phụ nhân trên hành lang lầu hai giật mình, quay lại nhìn đánh giá một lúc lâu, biểu hiện dần dần có chút kinh ngạc, là Hồng Nhã tiểu thư sao? Thật là Lưu Mụ, xem ra đây là nhà của đại ca ta. Hồng Tỷ giải thích với Giang Thần, Lưu Mụ là người mà đại tàu ta mời đến chăm sóc gia đình, là người tốt bụng, nên nhà đại ca ta mới giữ lại làm việc. Lưu Mụ kiễng chân chạy chậm xuống, hạ giọng lo lắng kêu, Hồng Nhã tiểu thư, mau, chạy mau, trong nhà đã xảy ra chuyện. Chuyện gì vậy? Hồng Tỷ đi lên hỏi, Lưu Mụ đến gần, nhỏ giọng nói, tiểu lý canh cửa đêm hôm trước đột nhiên kêu lên kinh động cả nhà ta và chu sư phó trong bếp là người đầu tiên chạy tới chúng ta đều ở phía dưới phòng nhân viên cách rất gần lúc ấy chúng ta chỉ nhìn thấy cửa biệt thự vốn đã khóa kỹ vô duyên vô cớ mở ra tiểu lý đã không thấy đâu ngoài cửa hình như có một nữ tử mặc quần áo trắng đúng rồi hình như nàng không có đầu trong sơn trang gần đây thường xuyên xảy ra chuyện lạ không ngờ bây giờ cũng nháo đến chỗ chúng ta tối nay có vân lão bàn đến chỗ lão thái ra thương lượng chuyện chỉ còn lại có một mình nam tiểu thư ở nhà kết quả vừa rồi tiểu lý lại trở về. lúc ấy ta sợ đến chóng váng, vội vàng trốn đi. ta từ khay cửa nhìn thấy tiểu lý trở về hình như rất không bình thường, không nói một lời, sắc mặt xanh tím, đi đường thì nhảy nhót, gặp người liền cắn, trong nhà vài người đều bị cắn chết, hơn nữa thi thể bị hắn cắn chết nhìn qua đều rất không thích hợp. may mắn hắn không phát hiện ta, cắn người xong liền đi. ta vốn cũng muốn chạy, nhưng lại nghĩ đến tuổi của mình, cũng sống đủ rồi, liền chạy tới tìm nam tiểu thư, nhưng lại không thấy nàng đâu đây là chuyện tốt, chứng minh nam tiểu thư không chết, ta muốn dẫn nàng đi tìm cố vân lão bản, kết quả nàng trốn sống chết không chịu đi ra, lát nữa nếu tiểu lý lại trở về có thể liền nguy hiểm. Nghe lưu mụ nói xong, hồng tỷ cả kinh, lại là nữ nhân áo trắng không đầu, tiểu thần, triệu thúc vừa rồi cũng nhắc tới nữ nhân này, giang thần gật gật đầu, ừ, hồng nhã tiểu thư, mặc kệ nói như thế nào, mau, các ngươi đi ra ngoài trước, đi tìm lão thái ra, bên kia của bọn họ có mấy cao nhân, nghe nói có thể trừ tà. Vì đó mới an toàn. Hồng tỷ lắc đầu, tìm tiểu nam rồi đi, nhưng nếu kêu quá lớn, dễ gây sự chú ý của tiểu lý. Lưu mụ vội vàng nói, các ngươi đi trước đi, lão già này cũng không sợ chết, để ta ở lại đây tìm nam tiểu thư. Hồng tỷ suy nghĩ một chút, ta gọi điện thoại cho nàng, nói xong lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, ba người đều nín thở tĩnh khí. Đinh linh linh, đinh linh linh, tiếng chuông điện thoại trong trẻo vang lên, vang vọng khắp biệt thự yên tĩnh đó là tiếng chuông điện thoại phát ra từ căn phòng bên trái tầng 3. Lưu Mụ gật đầu, nói, thì ra là ở đây, mau, chúng ta lên tìm nàng. Nàng dẫn đầu, Giang Thần và Hồng Tỷ đi theo sau. Lúc đi ngang qua phòng ở giữa tầng 1, Lưu Mụ nhìn thoáng qua, vẻ mặt có chút sợ hãi. Đây là đồ bếp chùm mới tới, sau khi bị tiểu lý cắn chết thì bị treo ở đây. Mỗi lần ta đi ngang qua đây đều có cảm giác như hắn đang nhìn ta. Nàng nói xong, run rẩy một cái, Hồng Tỷ cũng thấy nổi da gà. a à, lúc lên tầng 2, Hồng Tỷ đột nhiên giật mình che miệng, kêu lên một tiếng. Tại đây, nằm hai thi thể nữ nhân, hẳn là những bảo mẫu bình thường. Các nàng cũng có sắc mặt xanh tím, môi trắng bệch. Điều đáng sợ hơn nữa là hai thi thể này đang quay mặt về phía đồ cầu thang, giống như nghe thấy có người đi lên mới quay lại. Cái gì? Lưu mụ càng thêm sợ hãi. Các nàng các nàng vừa rồi rõ ràng không phải như vậy. Cái gì? Người nói tư thế thi thể đã thay đổi. Hồng tỷ trừng mắt, cảm thấy ra đầu tê dại. Lưu mụ gật đầu, vừa định nói gì đó, đột nhiên ngạc nhiên há miệng ngươi ngươi làm gì vậy chỉ thấy giang thần đã đi lên phía trước tay không biết từ đâu lấy ra một sợi xích sắt trên còn có một cái khóa hắn quấn sợi xích sắt quanh cổ của hai thi thể vài vòng sau đó vòng qua tay vịn hành lang dùng sức kéo chặt về phía sau cài lại khóa lưu mụ và hồng tình nhìn đến vẻ mặt dại ra hai thi thể bị làm như vậy trông càng dữ tợn quỷ dị nhưng đồng thời cũng có một chút đáng thương bởi vì cổ các nàng đều sắp bị xiết nổ lõm sâu vào đầu gần như sắp dụng đầu xuống con mẹ nó ngươi làm gì a à? thì quỷ cấp thấp phẫn nộ quỷ khí cộng chín cương thi lưu mụ khiếp sợ bồ tát sống đã thấy nhiều diêm vương sống lần đầu tiên thấy đối với thi thể ngươi đều có thể tàn nhẫn như vậy quỷ khí 80, được rồi không có gì như vậy hai cỗ thi thể này sẽ không thay đổi tư thế nữa giang thần vỗ vỗ tay như thể chỉ là một việc nhỏ không đáng kể cái này lưu mụ do dự một chút hay là đi tìm nam tiểu thư trước đi trong phòng ngủ dưới giường một tiểu cô nương mặt búp bê dáng người như sóng lớn mãnh liệt cúp điện thoại di động trên khuôn mặt đáng yêu bây giờ đã xám như cho dưới góc chán nàng mồ hôi to như hạt đậu rơi như mưa gắt gao nhìn chằm chằm cửa nghe tiếng bước chân dần dần tiếp cận trái tim của nàng cơ hồ đều sắp đình trệ đừng đừng vào đừng vào kẽo kẹt cửa phòng mở ra khuôn mặt đầy nếp nhăn của lưu mụ là người đầu tiên dò xét tiến vào sau khi nhìn thấy tiểu cô nương dưới giường lưu mụ nở nụ cười quái dị huyết sắc trên mặt bắt đầu rút đi trở nên có chút xanh tím Ha ha ha, nam tiểu thư, thì ra ngươi ở đây, nàng từng bước đi tới, nỗi sợ hãi trên mặt cố tiểu nam cũng phóng đại thêm một bước, hồng tỷ thấy vậy đã hiểu ra cái gì. À, tiểu thần, không phải ngươi nói lưu mụ, không phải quỷ sao, dựa theo ngôn ngữ trong nghề của chúng ta, giang thần cũng từng bước một đi vào, nàng là, cương thi, hắc hắc, vừa nói xong, hắn đột nhiên nở nụ cười, giống như là gặp chuyện gì rất đáng hưng phấn vậy, kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người